Đại nhân, nếu lần này bọn hắn không mắc mưu làm sao bây giờ? Người kia âm lệ nói. Bọn hắn sẽ mắc mưu, nhân loại tham lam, trời sinh tính tiếc của, sơn mạch thủy tinh sản xuất tinh thạch thế giới, bọn hắn không còn lựa chọn nào khác, nhất định sẽ mắc mưu. Âm thanh âm trầm tiếp tục nói. Tuyệt đối không thể buông tha tiểu tử đó, lần này hắn mới là mục tiêu chính yếu của chúng ta. Phanh phanh phanh. Sau một lát trong sơn mạch thủy tinh truyền ra âm thanh chém giết trầm đỡ Upsilon, C, năng lượng hào quang nở rộ dưới bầu trời đêm, chiếu sáng cả sơn mạch như giữa ban ngày, đồng thời tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, mùi huyết tinh lặng yên lan tràn. Bên trong kiến trúc nằm sâu trong núi, một đại hán đại đạo cảnh liên tục phóng qua vài tòa đình viện vội vàng chạy tới một đại điện. Đoàn trưởng, không tốt, sơn mạch thủy tinh xảy ra biến cố, bên kia truyền tới ngọc giản cầu cứu. Nhất định là minh linh xâm phạm. Đại hán vội vàng nói. Mau, tinh anh phá vân quân đoàn đều đi sơn mạch thủy tinh cứu viện, không thể sơ suất. Phá thổ vừa nghe liền vỗ bàn bật dậy, ánh mắt trầm xuống, hướng phong hỏa nói. Ta đi sơn mạch thủy tinh trước, người dẫn người lập tức đuổi tới, lần này phải cấp cho minh linh một ít giáo huấn. Đoàn trưởng, lúc trước truy hồn cũng bị mai phục tử vong trong sơn mạch thủy tinh, lần này chỉ sợ minh linh cũng có tính toán. Hết thảy phải cẩn thận mới được. Phong hỏa lập tức đứng dậy, ánh mắt khẽ động nói. Ta hoài nghi lần này minh linh quay trở lại, có lẽ hùng phong quân đoàn đã sớm hay biết, cho nên mới cố ý đem sơn mạch thủy tinh giao cho chúng ta, mục đích làm ngư ông đắc lợi. Nghe nói lần trước minh linh cũng tổn thất không ít, bọn hắn có thù thất báo, quay trở lại là chuyện bình thường, hùng phong quân đoàn sớm dự đoán được cũng nằm trong dữ liệu. Như vậy cũng tốt, minh linh tập kích. Diệt hồn cũng tới. Vừa vặn cùng nhau giải quyết, sau này danh hào hùng phong quân đoàn cũng sẽ không thể tiếp tục lắc lư trước mặt ta. Phá thổ trầm giọng nói. Phong hỏa nghe vậy liền nói. Đoàn trưởng, diệt hồn cũng không dễ đánh chết. Diệt hồn tự nhiên là khó đối phó, ta cũng không nắm chắc, nhưng lần này ta cũng không định đi một mình, còn có băng thiên lý. Phá thổ nói xong, trong tay hiện ra khối ngọc giản trôi nổi lưu quang. Ánh mắt phong hỏa run lên, nói. Đoàn trưởng, băng thiên lý lòng tham không đáy, lần này chúng ta muốn lấy sơn mạch thủy tinh đã thật nhọc lòng, thậm chí lấy được ưu đãi cũng bị hắn phân một nửa, huống chi thực lực băng thiên lý dù mạnh nhưng nếu muốn đánh chết diệt hồn cũng không có 10 phần nắm chắc. Có ta lại có băng thiên lý, chặn đánh diệt hồn có lẽ không có 10 phần nắm chắc, trên người sư muội băng thiên lý có kiện bảo vật, là khắc tinh của minh linh. Nếu có thêm nữ nhân kia, lần này chỉ sợ diệt hồn phải chết chắc rồi. Ánh mắt phá thổ lộ lạnh ý, nói. Lục Lâm Thiên cùng truy mệnh cho rằng ta không thể đánh chết diệt hồn, lần này muốn ngư ông đắc lợi, cũng không biết gừng càng già càng cay, lần này phải cho bọn hắn thua sạch sẽ, còn muốn đua với ta hả, chưa đủ tư cách đâu. Két! Dứt lời, hắn bóp nát ngọc giản trong tay, thân ảnh biến mất tại chỗ. Nhanh, phân phó xuống. Tinh nhuệ phá vân quân đoàn xuất động đi sơn mạch thủy tinh. Phong hỏa lập tức quát to. Bên trong tầng thứ tư thiên trụ giới, một thân ảnh gầy gò khoanh chân ngồi, mày như kiếm, quanh thân tản ra khí tức lạnh lẽo, giống như hoàn toàn không chút sinh cơ. Người này chính là truy mệnh, sau khi hắn dùng niết bàn cảnh luân hồi tử, Lục Lâm Thiên cho hắn đi vào tầng ba thiên trụ giới, ai ngờ hắn lại có thể chống lại được ảnh hưởng đi thẳng lên tầng thứ tư, sau đó lưu lại tu luyện. Bên ngoài 3 tháng thời gian, tầng thứ tư cũng đã qua 10 năm. Bỗng dưng quanh thân truy mệnh nổi lên dao động ngày càng kịch liệt, như núi lửa áp lực sắp phun trào. Oanh! Rốt cục trong không gian dao động chừng vài giờ, khí tức trên người truy mệnh lập tức nổ tung. Đồng thời thiên địa năng lượng nhanh chóng hội tụ. Suy suy! Hai thân ảnh lập tức xuất hiện, chính là Lục Lâm Thiên cùng Thái A. Sư phụ, truy mệnh hình như cần đột phá. Thái A kinh ngạc hỏi. Tính ra đã 10 năm thời gian, cũng nên đột phá rồi. Lục Lâm Thiên quay đầu nói. Truy mệnh đột phá tuyên cổ cảnh, người cố gắng ở bên mà cảm ngộ, sau này sẽ có ưu đãi cho ngươi khi đột phá, cơ hội như vậy cũng là cơ duyên. Dạ. Thái A gật đầu nhìn chăm chú vào truy mệnh. Oanh. Cũng đúng lúc này, khí tức cuồn cuộn tràn ra, khí tức nhanh chóng kéo lên. Xu thế tăng lên tới đỉnh. Đột nhiên bị bình chướng ngăn cản lại. Cảm giác được tình huống, Lục Lâm Thiên lộ vẻ ngưng trọng cùng khẩn trương, siết chặt tay nói. Cố gắng một chút, cố gắng đột phá đi.
Đột nhiên trên người truy mệnh truyền ra âm thanh trầm đỡ Upsilon, C, khí thế gia tăng, giải khai bình chướng vô hình, kéo lên một lần nữa, khí tức dừng một lát mới chậm rãi bình ổn trở lại. Tuyên cổ cảnh sơ giai. Cảm giác được tình hình, Lục Lâm Thiên thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, khóe môi lộ ý cười. Khi khí tức của truy mệnh hoàn toàn ổn định, chợt mở mắt, một đạo tinh quang thanh lục sắc thổi quét bắn ra. Suy suy, tinh quang lóe sáng, sinh cơ run lên, sau đó dần dần thu liễm. Truy mệnh thở mạnh một hơi, bay lên bầu trời, nhịn không được hét lớn một tiếng, sóng âm cuồn cuộn, không gian rung động không ngớt. Chúc mừng đột phá tuyên cổ cảnh. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nói. Đa tạ đoàn trưởng. Ánh mắt truy mệnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, lập tức bay tới quỳ một gối cung kính hành lễ. Nghiêm trọng rồi, không cần đa lễ. Lục Lâm Thiên nâng truy mệnh, nói. Ngươi đột phá đúng thời điểm, ta mới nhận được tin tức, sơn mạch thủy tinh có biến. Minh Linh quay trở lại rồi sao? Ánh mắt truy mệnh sáng ngời nói. Diệt hồn cũng tới đây. Lục Lâm Thiên gật đầu. Là Minh Linh, hẳn cũng có diệt hồn, chẳng qua việc này không đơn giản, phá vân quân đoàn nhất định đang chạy tới, thậm chí phá thổ có thể đi tới trước, vì phòng ngừa vạn nhất ta cũng sẽ đi, ngươi cùng Thái A xuất lĩnh hùng phong quân đoàn đuổi theo sau là được rồi. Làm vậy quá nguy hiểm, một mình ngươi đi có chút không ổn, cũng không ai chiếu ứng, ta đã đột phá, chỉ bằng để ta đi cùng ngươi. Truy mệnh khẽ biến, nói. Lục Lâm Thiên lắc đầu. Tuy rằng ngươi đột phá, nhưng nếu gặp diệt hồn vẫn nguy hiểm, một mình ta đi tốt hơn, yên tâm đi, nếu ta muốn chạy không ai đủ sức ngăn cản. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Truy mệnh nghĩ nghĩ, đành gật đầu. Thái A, ngươi đuổi theo sau, Thái A. Lục Lâm Thiên quay đầu, chợt nhìn thấy Thái A khoanh chân ngồi xuống, tựa hồ đã có lĩnh ngộ sau khi chứng kiến truy mệnh đột phá. Thái A hình như có lĩnh ngộ. Truy mệnh kinh ngạc nói. Nếu vậy tự ngươi mang theo người hùng phong quân đoàn theo sau, ta cùng Thái A đi sơn mạch thủy tinh trước, tới lúc đó chúng ta tụ lại. Lục Lâm Thiên nói. Không được hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy chờ ta an bài làm việc. Dạ. Truy mệnh gật đầu. Siêu siêu. Hai đạo cầu vồng lướt qua chân trời, nháy mắt xuất hiện trên không. Cầu vồng thu liếm, hai thân ảnh rơi xuống một đỉnh núi, một nam một nữ, nam là một trung niên khoảng hơn 40, toàn thân lộ ra khí tức băng hàn, đồng tử màu trắng như hàn băng, làm cho người ta nhìn vào giống như linh hồn bị đông lại, đóng băng ngàn dặm. Nữ mặc áo xanh nhạt, khoảng hơn 30, dung mạo thanh tú, đôi mắt long lanh lộ xem ra linh động phong vận. Hai vị tới thật nhanh. Ta cũng vừa tới một hồi mà thôi. Thân ảnh phá thổ xuất hiện trên đỉnh núi, nhìn hai người ôm quyền hành lễ. Băng tướng giả, mục tướng giả. Phá thổ đoàn trưởng, tin tức diệt hồn có mặt trong đội ngũ Minh Linh đột kích có xác thực hay không? Băng Thiên Lý hỏi. Phá thổ đáp. Hẳn là bên trong, lần này chúng ta phải cấp cho Minh Linh một lần giáo huấn. Băng Thiên Lý nghe vậy ánh mắt trầm xuống, lập tức ghé mắt nhìn nữ tử. Khuôn mặt mang theo ý cười, như cực kỳ lấy lòng, nói. Mục sư muội, diệt hồn có tu vi tuyên cổ trung giai, cho dù ta cùng phá thổ đoàn trưởng động thủ cũng không nắm chắc đánh chết, cho nên lần này phải dựa vào sư muội. Chúng ta đi thôi. Nữ tử nói, âm thanh thản nhiên, giống như cũng không quá nhiệt tình với phá thổ, thân ảnh chợt lóe đã biến mất tại chỗ. Băng Thiên Lý cùng phá thổ đưa mắt nhìn nhau, lập tức bay theo sau. Cũng không dám lộ ra thái độ gì trước mặt nữ tử. Trong không gian, khắp nơi mông lung mờ ảo, bên trong một mảnh núi non, có vẻ cực kỳ tĩnh mịch, đưa mắt nhìn lại sinh cơ ảm đạm, nơi nơi như là một cõi chết. Siêu siêu. Vào lúc hoàng hôn, chỉ nghe có tiếng xé gió vang lên, ba thân ảnh từ xa bay tới. Suy suy. Ba thân ảnh lướt qua phía chân trời, thân ảnh xinh đẹp đi phía trước bỗng dưng ngừng lại. Hai người phía sau bị dừng đột một thiếu chút nữa không thể ổn định. Ba người này chính là Băng Thiên Lý, phá thổ cùng nữ tử áo xanh. Nữ tử ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía, như đang quan sát điều gì, thấy vậy Băng Thiên Lý hỏi. Mục sư muội, làm sao vậy? Hẳn có Minh Linh ở gần đây, khí tức thu liễm hoàn toàn, nhưng thu liễm càng kín đáo càng có thể cảm giác được dấu vết. Ánh mắt nữ tử cảnh giác nhìn quanh, Băng Sương nói. Chẳng lẽ Minh Linh chỉ biết lén lút thôi sao, trốn tránh tính thứ gì, có bản lĩnh thì xuất hiện đi. Kiệt kiệt. Không gian xung quanh dao động, một âm thanh âm lệ truyền ra,
một thân ảnh xuất hiện, khuôn mặt có chút khủng bố, như người lại như thú, toàn thân tản ra khí tức âm hàn, chính là Diệt Hồn. Là Diệt Hồn. Sắc mặt Băng Thiên Lý cùng Phá Thổ đồng thời biến đổi, ánh mắt ngưng tụ nhìn chăm chú vào Diệt Hồn, lặng yên vây quanh hắn. Ánh mắt Diệt Hồn liếc qua Băng Thiên Lý cùng Phá Thổ, ánh mắt run lên, hắc phụ lóe ra cực kỳ huyền ảo quỷ dị, cuối cùng nhìn chăm chú vào nữ tử, nói. Linh hồn lực thật lợi hại, quả thật là thuốc bổ thật tốt cho phệ hồn bộ tộc chúng ta. Linh tinh của ngươi nhất định cũng có không ít ưu đãi với ta. Nữ tử không chút lui nhường, âm thanh thản nhiên nói. Kiệt kiệt, nữ nhân miệng lưỡi bén nhọn, ta thích. Diệt Hồn cười lạnh, đảo mắt nhìn ba người, nói. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ ba ngươi là có thể làm gì được ta hay sao? Vậy ngươi thử xem sẽ biết. Nữ tử lạnh lùng nói, khí tức ba người lập tức tập trung lên người Diệt Hồn. Được rồi, thử xem sẽ biết, nhưng ta thật không ngờ lần này lại có thu hoạch bất ngờ như thế. Diệt Hồn cũng không khẩn trương, ngược lại cười lạnh khinh miệt, như mèo vờn chuột. Không gian dao động, hai thân ảnh xuất hiện, hai cỗ khí tức âm hàn tràn ngập, đi tới bên người Diệt Hồn, khuôn mặt khủng bố không kém, đều là minh linh cường giả. Kiệt kiệt, ba tuyên cổ trung giai A, linh hồn đại bổ, không tệ không tệ. Hai minh linh trôi nổi giữa không trung, ánh mắt nhìn ba người như nhìn con mồi. Lại là hai tuyên cổ trung giai, sao có tới ba người? Sắc mặt ba người Băng Thiên Lý thật khó xem, bởi vì họ hoàn toàn không chiếm được ưu thế, căn bản không lấy được tiện nghi. Thôn hồn, lục hồn, các ngươi mau động thủ đi, nữ nhân này giao cho ta. Ánh mắt Diệt Hồn tràn ngập âm lãnh, khí tức tập trung bao phủ nữ tử áo xanh. Nguyên lai là hai người thôn hồn cùng lục hồn của phệ hồn bộ tộc. Ánh mắt Băng Thiên Lý híp lại, bình thường vốn nghe nói về hai người này, là cường giả nổi danh trong phệ hồn bộ tộc. Không nghĩ tới lần này gặp được, nhìn dáng vẻ lần này phệ hồn bộ tộc chuẩn bị còn đầy đủ hơn lần trước. Không xong, chỉ có thể liều mạng. Sắc mặt Phá Thổ vô cùng khó xem, cúi đầu nhìn Băng Thiên Lý cùng nữ tử nói. Thần sắc Phá Thổ ngày càng ngưng trọng, hắn đã biết phệ hồn bộ tộc đã có chuẩn bị, thôn hồn cùng lục hồn đều xuất động, kết cục trên vạn người của Phá Vân quân đoàn trong sơn mạch thủy tinh thế nào liền có thể nghĩ, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Hắn nguyên bản còn muốn nhân cơ hội đánh chết Diệt Hồn, hiện tại là chuyện không thể nào. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu không ổn thì lập tức thối lui, nhiều cường giả phệ hồn bộ tộc đồng thời xuất hiện, nhất định có mưu đồ khác, chúng ta phải nhanh chóng thông chi quân bộ, việc này nhất định là không bình thường. Ánh mắt nữ tử tràn ngập sát ý nhìn ba người Diệt Hồn, âm thanh thản nhiên nói. Kiệt kiệt, còn muốn lui sao, đã tới thì cũng đừng đi. Diệt Hồn vừa dứt lời. Chân dẫm hư không, thân ảnh bạo lướt về hướng nữ tử, nháy mắt đã xuất hiện trước người nàng, một đạo chảo ấn ngưng tụ, năng lượng âm hàn lan tràn, đánh thẳng vào gáy ngọc của nữ tử. Giết! Lục hồn cùng thôn hồn đồng thời lướt ra nhanh như chớp, thân ảnh như điện, từng đạo công kích âm hàn như sấm đánh oanh thẳng tới. Hừ! Nữ tử lạnh lùng hừ một tiếng, thân ảnh như quỷ mị tránh né, trong tích tắc tránh được chảo ấn đánh tới, cổ tay chấn động. Một đạo trưởng ấn mang theo khí tức nóng cháy xuyên thủng hư không, lập tức vỗ về hướng Diệt Hồn. Kiệt kiệt, có chút bổn sự. Diệt Hồn cười lạnh, một đạo quang vụ tối đen va chạm vào trưởng ấn. Oanh! Hai cỗ năng lượng đỡ upsilon.ng nhau, hào quang tán phát chói mắt, thân hình hai người bị kình khí đẩy lui. Oanh oanh! Bốn người lục hồn, thôn hồn, Băng Thiên Lý cùng Phá Thổ vừa va chạm liền lui. Kinh khí khủng bố chấn động không gian vặn vẹo. Suy lạp lạp, bốn người lại xông vào nhau, trong tích tắc đã giao thủ hơn 10 chiêu, năng lượng trầm đỡ upsilon, C không ngừng vang vọng. Chẳng qua sau 10 chiêu Phá Thổ dần dần rơi xuống hạ phong, cùng là tuyên cổ trung giai, cũng có không ít thủ đoạn, nhưng thôn hồn lại không yếu, dần dần có thể ngăn chặn được hắn. Mục sư muội, mau xuất toàn lực. Băng Thiên Lý hét lớn, khí tức hàn băng khởi động. Cả không gian tràn ngập băng tuyết, bông tuyết là tả rơi xuống. Oanh! Nữ tử lại cùng Diệt Hồn va chạm một trường, thân hình xinh đẹp bứt ra, ngọc bích run lên, trong tay xuất hiện một trường tiên xích hồng sắc. Trường tiên xích hồng sắc giống như nham tương lưu động, tràn ngập một loại khí tức cực nóng khủng bố. Đây là, viêm hỏa huyền hồng tiên. Nhìn thấy trường tiên nóng cháy trong tay nữ tử, sắc mặt Diệt Hồn nhất thời đại biến. Cảm giác được khí tức cực nóng khủng bố trên trường tiên, ánh mắt nhất thời ngưng trọng lên.
Ở trong thương khung chiến trường, Thiên La Minh còn mạnh hơn thương khung Minh một ít, trong chuyện này mọi người cũng biết, nguyên nhân trọng yếu là bởi vì Thiên La Minh lấy thiên sinh linh vật cùng Minh linh tộc làm chủ yếu, ở trong thiên phú cao hơn nhân tộc cùng thú tộc của thương khung Minh. Bất quá ưu thế như vậy cũng không xem là áp đảo, bởi vì nhân tộc cùng thú tộc cũng có vô số thủ đoạn bất phàm, tỉ như nhân tộc có không ít bảo vật linh khí, có thể ngăn chặn Minh linh tộc. Diệt Hồn nhìn thấy trường tiên đỏ đậm trong tay nữ tử, nhất thời liền nghĩ tới một món đồ linh khí, Viêm Hỏa Huyền Hồng Tiên, nghe đồn tiên linh khí này là dùng một gốc cổ thụ sinh trưởng dưới đáy núi lửa vô số năm tháng tên Viêm Hỏa Tinh Đằng luyện chế, Viêm Hỏa Tinh Đằng cũng đã sinh ra linh trí, cuối cùng bị cường giả biến thành linh khí. Theo Diệt Hồn biết, Viêm Hỏa Huyền Hồng Tiên tiếng tăm lừng lẫy, có thể áp chế âm minh khí tức trời sinh của Minh Linh bộ tộc, đạt tới áo nghĩa linh khí đỉnh, có hy vọng tiến vào thông linh bảo khí. Không ít cường giả Minh linh tộc đã chết dưới Viêm Hỏa Huyền Hồng Tiên, bởi vậy trong Thiên La Minh thường nhắc tới nó. Đi! Nữ tử quát lớn một tiếng, trường tiên đỏ đậm cuồn cuộn khởi động khí tức cực nóng, làm không gian biến thành đỏ rực, không khí bị thiêu đốt thành sương mù bốc cao, hơi nước trong không gian đều nháy mắt bị thiêu hủy sạch sẽ. Hiu! Trường tiên lướt ra, xuyên thủng không gian, xảo quyệt cực điểm đâm thẳng tới cổ họng Diệt Hồn, khí tức nóng bỏng khởi động. Đem hắc vụ lan tràn xung quanh Diệt Hồn thiêu hủy. Đáng chết! Khí tức nóng bỏng không tầm thường, làm Diệt Hồn cảm thấy nguy hiểm, thực lực nữ tử đạt tới tuyên cổ trung giai đỉnh phong, lại có thêm Viêm Hỏa Huyền Hồng Tiên, hắn cũng không dám đối kháng. Trong tích tắc Diệt Hồn dẫm mạnh hư không, thân ảnh bao phủ hắc vụ cuồn cuộn, ngay lúc trường tiên xuyên tới trước người, thân ảnh tránh thoát, trường tiên lướt qua đem tàn ảnh của hắn xuyên thủng thành hư vô. Suy! Diệt Hồn hiểm hiểm tránh được một chiêu, thân hình tránh thoát cách đó không xa, sắc mặt khó xem, bàn tay huy động, trong thiên địa thẩm thấu ra năng lượng âm hàn hắc vụ dùng tốc độ kinh người hội tụ, linh hồn năng lượng cuồn cuộn khởi động, ngưng tụ thành một thanh quỷ đầu đại đao thật lớn chấn động lòng người. Ô ô, chi chi, hoa hoa. Khí tức hủy diệt phóng thích, làm linh hồn người run rẩy, vô số hồn anh dữ tợn rít gào, hắc vụ cùng chất nhầy màu đen liên tục tràn ra. Vạn quỷ phệ hồn đao. Diệt Hồn đạp không đứng lơ lửng, bàn tay nắm chặt đại đao, sau tiếng hét lớn bổ tới, đao mang đi qua, khe không gian lặng yên hiện lên, vùng trời biến thành thiên hôn địa ám. Viêm Hỏa Diệt Hồn. Nữ tử thấy thế ánh mắt trầm xuống, trường tiên vũ động, nóng cháy kinh khủng đột nhiên bùng nổ, trường tiên run lên, mang theo vô số tàn ảnh đánh lên quỷ đầu đại đao. Ô ô, nham tương cuồn cuộn dâng tràn, sinh sôi phá hủy không gian, bao trùm lên quỷ đầu đại đao. Suy lạp lạp, đại đao chỉ rằng co trong nháy mắt, sau đó nứt vụn thành từng khúc, vô hình chung nhận lấy áp chế. Hưu, đại đao phá nát, trường tiên lao tới trước người Diệt Hồn, xé rách hắc vụ đánh thẳng vào người hắn. Trong mắt Diệt Hồn lộ vẻ kinh hãi, thiên địa năng lượng khởi động, thân ảnh liên tục lui ra sau, cuối cùng mới thoát thân ra ngoài. Phốc, chẳng qua khi thân hình Diệt Hồn vừa ổn định, chợt phun máu tươi, xem tình hình hẳn đã nếm một ít thiệt thòi. Thôn hồn, lục hồn, nữ nhân này có linh khí có thể áp chế ta, mau dựa theo kế hoạch thứ hai làm việc. Diệt Hồn hét lớn một tiếng, thủ ấn lại ngưng kết. Oanh oanh, cùng một thời gian, lục hồn cùng thôn hồn lại oanh kích tới, sau đó nhanh chóng lui về bên cạnh Diệt Hồn. Ba người trao đổi ánh mắt, nhất thời sóng vai cùng đứng thẳng, bước chân bước ra cước bộ huyền ảo, khí tức âm hàn khủng bố trào ra, thiên địa rung động không ngớt. Phệ hồn bộ tộc có một loại trận pháp hợp kích, có thể tăng lên uy lực cực cao, ba người này tính toán liên thủ, băng sư huynh, hai người nhanh giữ chân bọn hắn một lát, tận lực đừng cho bọn hắn thành công, ta cần một chút thời gian. Nữ tử dứt lời, trường tiên run lên, nguyên lực dâng tràn như hồng thủy, truyền vào trong Viêm Hỏa Huyền Hồng Tiên. Liều mạng, băng thiên lý cùng phá thổ cắn răng, quanh thân bao phủ cương khí nhanh như chớp lao về hướng ba người Diệt Hồn. Năng lượng khủng bố phút chốc tuôn tràn. Hồn linh ngưng liên. Ba người Diệt Hồn hét lớn, trong hắc vụ mênh mông cuồn cuộn bỗng dưng truyền ra tiếng ma sát, vô số sợi xích tối đen phá không bay ra. Ô ô, trên dây xích vang lên tiếng quỷ khóc thần hào, làm người dựng đứng tóc gáy, năng lượng khủng bố không ngừng thổi quét. Chấn băng ấn. Băng thiên lý hét lớn một tiếng, hàn băng thấu xương hình thành hàn băng ấn cực lớn hiện phía chân trời. Sơn hà ấn. Phá thổ biến hóa thủ ấn, xung quanh đất rung núi chuyển, khe nứt lan tràn, một đạo hoàng mang trưởng ấn kéo dài qua phía chân trời.
hai đạo ấn quyết va chạm cùng vô số xích sắt, không gian khựng lại, năng lượng khủng bố tán ra bốn phía, âm thanh quỷ khóc thần hào vang vọng hoàn vũ. Phốc, thân hình hai người phá thổ cùng băng thiên lý bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, cương khí phá nát, sắc mặt trắng bệch một mảnh, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Tam linh phệ hồn, trong hắc vụ cuồn cuộn, vô số xích sắt cũng biến mất, một pho tượng cành càng lập tức hiện thân. Pho tượng cao chừng trăm trượng, ba đầu sáu tay, ba cái đầu cực lớn, sáu con mắt dữ tợn phát ra hàn mang màu đỏ hung lệ, toàn thân có chất lỏng màu đen ghê tởm chảy xuống, thiên địa lặng yên biến hóa, tựa như cửu u địa ngục, làm linh hồn người run rẩy. Chi chi, ô ô. Ba cái đầu há mồm rít gào, âm thanh như lệ quỷ, chất nhầy gai mũi khó ngửi nhỏ xuống, cả thiên địa mịt mù tăm tối, năng lượng quỷ dị vô cùng tận lan tràn. Năng lượng thật mạnh. Ba người này liên thủ thúc dục bí pháp phệ hồn bộ tộc, chỉ sợ đủ đối kháng tuyên cổ cảnh cao giai. Khuôn mặt băng thiên lý trắng bệch, ánh mắt ngưng trọng khó xem, lần này vốn định chiếm cứ chút tiện nghi, không nghĩ tới gặp phải chuyện như vậy. Chúng ta mắc bẫy rồi, tiểu tử Lục Lâm Thiên khẳng định biết phệ hồn bộ tộc sẽ không bỏ qua, đồng thời sẽ xuất binh xâm phạm, cho nên mới cố ý giao ra sơn mạch thủy tinh, nói thế nào nơi này cũng là địa bàn thương khung minh. Dưới tình huống bình thường Thiên La Minh cũng sẽ không đại động can qua, cho nên chuyện này nhất định là không bình thường. Sắc mặt phá thổ trắng bệch, thoạt nhìn càng thêm âm trầm, tới thời điểm này hắn đã đoán ra sự tình, lần này phệ hồn bộ tộc xuất động ba tuyên cổ trung giai, thật sự không quá bình thường. Trước giải quyết các ngươi nói sau, xem như thu hoạch ngoài ý liệu, dùng linh hồn của các ngươi giúp thực lực chúng ta tiến thêm một bước. Pho tượng dữ tợn hét lớn, hai cánh tay xuyên thủng không gian bay ra, năm ngón tay gấp khúc như quỷ trảo hướng phá thổ cùng băng thiên lý xé rách vỡ áp xuống. Hai người lui ra. Một tiếng quát thanh thúy vang lên, khí tức nóng cháy kinh khủng bỗng dưng bộc phát, một đoàn hỏa cầu khổng lồ cuồn cuộn thổi quét, mặt ngoài như có vô số thái dương lấm tấm nổ tung, nháy mắt xuyên qua không gian xuất hiện trước hai đạo quỷ trảo. Suy suy. Hai quỷ trảo lập tức bị ngăn cản, trong mơ hồ muốn thối lui, vô số xương khói bay lên. Không gian bị thiêu hủy sạch sẽ. Viêm hỏa huyền hồng tiên tuy rằng lợi hại, có thể áp chế khí tức trên người chúng ta, nhưng hiện tại còn chưa đủ. Diệt hồn âm lệ hét lớn một tiếng, bốn tay còn lại đồng thời run lên, bốn đạo trưởng ấn âm hàn phá không bay ra. Đồng thời từ trong miệng ba quỷ đầu phun ra năng lượng ngập trời, như ba đầu cự long màu đen từ trong thâm uyên lao ra, trong khoảnh khắc rơi lên hỏa cầu khổng lồ phía trước. Suy lạp lạp, hỏa cầu bộc phát. Dung nham trào ra, vô số xúc tu duỗi ra như vật sống, không ngừng va chạm cùng ba đạo năng lượng cự long màu đen đánh tới. Oanh long, kinh khí nóng cháy cùng năng lượng âm hàn dây dưa, hóa thành quang hồ tiêu tán, núi non xung quanh bị lan tới, nhất thời san thành bình địa, không gian hỗn loạn không cách nào nhìn thấy rõ. Không nghĩ tới mục sư muội đã tới trình độ này, chỉ sợ sắp đặt chân tuyên cổ cao giai đi. Băng thiên lý nhìn giữa không trung, ánh mắt chớp động. Ánh mắt phá thổ ngưng trọng, thì thào nói. Nếu mục tướng giả không thể đối kháng, chúng ta phiền toái lớn. Lấy một địch ba, chỉ sợ là rất khó, mặc dù mục sư muội có viêm hỏa huyền hồng tiên, nhưng cũng chỉ ở cấp độ tuyên cổ trung giai. Trong mắt băng thiên lý cũng ngưng trọng. Chúng ta bị mắc bẫy chắc rồi, đều do tiểu tử Lục Lâm Thiên, lần này bị tiểu tử kia hại thảm, hắn nhất định đã làm ra chuyện gì chọc giận phệ hồn bộ tộc. Lại làm cho phá vân quân đoàn thay hắn thừa nhận phệ hồn bộ tộc trả thù, đồ khốn. Phá thổ chửi ầm lên, hiện tại ngẫm lại cũng bắt đầu hiểu rõ, nghe khẩu khí của ba người diệt hồn có thể biết một ít, mục tiêu của diệt hồn không phải hắn mà là người khác, nghĩ tới nghĩ lui ở gần bên cũng chỉ có Hùng Phong quân đoàn, hơn nữa cũng chỉ có Lục Lâm Thiên mới có thực lực làm phệ hồn bộ tộc hưng sư động chúng như vậy. Phá cho ta! Tiếng hét lớn âm lệ truyền ra. Cự vật do ba người diệt hồn ngưng tụ mở to miệng, ba đạo năng lượng cuồn cuộn như vẫn thạch va chạm vào hỏa cầu phía trước. Phanh phanh phanh. Chỉ trong khoảnh khắc, hỏa cầu lập tức nổ tung, hỏa viêm khủng bố nóng cháy như biển lửa thổi quét mở ra, vạn vật hóa thành hư vô. Phốc. Biển lửa dần tiêu tán, một tiếng phốc truyền ra, thân ảnh nữ tử áo xanh bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, viêm hỏa huyền hồng tiên quấn quanh thân hình, dung nham lưu động, ngăn cản hàn khí xâm nhập vào người. Đặng đặng, cự vật cũng lùi lại mấy bước mới ổn định lại thân hình cao lớn. Mục sư muội, người thế nào rồi? Băng thiên lý lập tức lao tới, ánh mắt ngưng trọng hỏi. Suy suy,
Viêm hỏa huyền hồng tiên thu liễm trong tay, thân hình nữ tử đứng lơ lửng, khóe môi hiện vết máu, ánh mắt ngưng trọng nói. Ba người này liên thủ, ta không thể đối kháng, nơi này cách quân bộ quá xa, cường giả cũng không kịp cứu viện, chúng ta nhất định phải lập tức thối lui. Không thể lui, nếu chúng ta đi, vô số đệ tử Phá Vân quân đoàn sẽ thi cốt vô tồn. Sắc mặt Phá Thổ ngưng trọng, hắn biết rõ nếu hắn rời đi, Phá Vân quân đoàn cũng không giữ được, đệ tử tinh anh phỏng chừng không ai chạy thoát, cắn răng nói. Ta không thể ném bỏ nhiều đệ tử như vậy không lo. Lưu lại chỉ là muốn chết, nếu ngươi không đi thì không còn kịp rồi, lưu được núi xanh sợ gì không củi đốt, chúng ta có chết cũng vô ích, sau này nghĩ biện pháp báo thù. Băng Thiên Lý nhíu mày, trầm giọng nói. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, lần này chúng kế nặng như vậy. Lục Lâm Thiên chết tiệt, hại vô số đệ tử Phá Vân quân đoàn lâm cạm bẫy, ta sẽ không để yên cho hắn. Phá Thổ giận quát một tiếng, không biết có phải do bị tức hay không, khí huyết cuồn cuộn phun ra máu tươi, lập tức cắn răng nói. Chúng ta đi, thù này nhất định phải báo, phệ hồn bộ tộc, lão tử không để yên cho các ngươi. Ba người gật đầu, định rời đi, lần này gặp phải ba cường giả phệ hồn bộ tộc liên thủ, chỉ đành phải chạy trối chết. Kiệt kiệt, ba đầu tạp ngư, không để lại linh hồn của các ngươi nghĩ còn có thể đào thoát hay sao? Sáu con mắt của cự vật như mèo vờn chuột hài hước nhìn ba người Phá Thổ, quỷ đầu ở giữa quát. Phệ hồn khốn linh trận. Bỗng dưng thiên địa run lên, khí tức âm hàn vô cùng vô tận thẩm thấu, bên trong thiên địa lướt ra chín đạo quang trụ tối đen. Như phóng ra từ trong vực sâu cửu u, thiên địa nhất thời đất rung núi chuyển. Oanh oanh oanh, chín đạo năng lượng nổ tung, hội tụ cùng nhau, ánh sáng bị cắn nuốt sạch sẽ, cả không gian biến đổi, giống như đi vào chốn cửu u địa ngục, xương trắng dày đặc, máu tanh nhập mũi, âm hàn thấu xương, sát khí tràn ngập. Trời muốn diệt chúng ta rồi, phệ hồn khốn linh trận, ba tên này sao biết phệ hồn khốn linh trận, đây là bảo vật của phệ hồn bộ tộc, sao xuất hiện trong tay ba người này? Phệ hồn khốn linh trận từng cắn nuốt mấy ngàn vạn sinh linh thương khung minh chúng ta trong thương khung chiến trường, hung vật này là trọng bảo phệ hồn bộ tộc, vì sao lại nằm trong tay ba người diệt hồn. Lúc này trong lòng ba người Phá Thổ thật sự sợ hãi, hung vật này hung danh hiển hách, không biết đã có bao nhiêu tuyên cổ cảnh táng thân bên trong, họ thật sự vô cùng lo lắng. Việc này không tầm thường, chẳng lẽ số lượng tinh thạch thế giới trong sơn mạch thủy tinh đã bị minh linh hay biết sao? Bằng không sao lại xuất động ba tuyên cổ trung giai, cho dù biết rõ số lượng cũng không tới nỗi vận dụng phệ hồn khốn linh trận như vậy a. Sắc mặt nữ tử trắng bệch, làm lòng người thương tiếc vô cùng. Nữ tử ngưng trọng quay đầu hỏi. Băng sư huynh, rốt cục là chuyện gì xảy ra, bên này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không tại sao phệ hồn bộ tộc lại xuất động đội hình như vậy, bọn hắn cũng phải lo lắng bị chúng ta xuất động đại quân đối phó chứ, nơi này bọn hắn cũng không có bao nhiêu người. Sẽ không quá mức trêu chọc chúng ta như vậy. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, rất có thể chúng ta đều bị Lục Lâm Thiên đùa giỡn, đồ khốn kia lần này hại chết chúng ta. Băng Thiên Lý siết chặt hai tay, tức giận nghiến răng, lần này bị hại chỉ sợ giữ nhiều lành ít, thậm chí cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết là nguyên nhân gì khiến mình bị vây công, còn mang tới hung vật như phệ hồn khốn linh trận. Thật không nghĩ tới Băng Thiên Lý này phải chết ở đây. Phá Thổ, lần này ta thật bị ngươi làm hại. Băng Thiên Lý cười khổ nhìn Phá Thổ nói. Băng Thiên Lý, ngươi đừng trách ta không hại ngươi, ngươi chỉ vì lòng tham, nếu ngươi không tham cũng không hợp tác với ta cũng tham nếu không ta không rơi tới nông nỗi này, nhưng ta tham vì Phá Vân quân đoàn, Phá Thổ này không thẹn với lương tâm, ta phải tìm tư nguyên làm lớn mạnh quân đoàn, như vậy có thể giúp đệ tử giảm bớt thương vong trong thương khung chiến trường, ta khác với ngươi. Phá Thổ trầm giọng nói. Băng Thiên Lý khựng lại, nói. Ta tham, là vì mình, khi truy hồn còn tại thế người muốn cùng ta liên thủ thu lấy sơn mạch thủy tinh, ta đều không đồng ý, sau khi hắn chết Hùng Phong quân đoàn xem như bị diệt, ta mới đáp ứng ngươi, ta cũng không thẹn với lương tâm, chỉ vì muốn tiến thêm một bước. Nếu ta có thể đột phá tuyên cổ cao giai, hôm nay cũng không rơi vào tình trạng như thế này. Phá Thổ nói. Chúng ta bị hại đều là vì tiểu tử Lục Lâm Thiên âm hiểm, tiểu tử đó âm độc vô cùng, không nghĩ tới ta tính toán đủ mặt nhưng vẫn bị tính kế. Phá Thổ dừng một chút, cười khổ nói. Nhưng tiểu tử đó cho rằng ta muốn nuốt Hùng Phong quân đoàn, cũng không biết tuy ta không hòa thuận với truy hồn, nhưng từng kề vai chiến đấu,
Hùng Phong quân đoàn không còn, ta chỉ muốn cho bọn hắn chút bảo hộ mà thôi, Sơn Mạch Thủy Tinh cũng không thể tiện nghi cho Minh Linh, đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện, sau nhìn thấy thực lực tiểu tử kia không tệ cho nên không có ý nghĩ tiếp tục nhúng tay Hùng Phong quân đoàn, thật không nghĩ tới lại bị tiểu tử kia đùa giỡn như thế. Các ngươi cũng đừng tiếp tục oán giận nữa, chuẩn bị liều mạng đi. Nữ tử nhìn chằm chằm phía trước nói. Kiệt Kiệt, ba tuyên cổ trung giai, lần này xem như lập công ngoài dự tính, Kiệt Kiệt. Cự vật dữ tợn di động, nháy mắt xuất hiện trước mặt ba người phá thổ. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta chỉ có liều mạng, phải chết cũng phải nhổ răng bọn chúng, tự bạo hồn anh cũng không thành toàn bọn hắn. Nữ tử nghiến răng, đã lộ ra ý nghĩ liều chết. Liều mạng. Băng Thiên Lý cùng phá thổ cắn răng gật đầu, ánh mắt hiện lên ý liều chết, ở trong thương khung chiến trường họ cũng đã thân kinh bách chiến, đối mặt loại tình huống như vậy họ cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác, chỉ phải liều mạng đánh một trận tử chiến. Đã rơi vào phệ hồn khốn linh trận, các ngươi còn có tư cách gì liều mạng với chúng ta, buồn cười đám nhân loại ngu xuẩn. Ba quỷ đầu lớn tiếng cười to, sáu tay cùng động, lệ quỷ trong không gian đại trận kêu to, dữ tợn phóng thẳng về hướng ba người. Liều mạng. Băng Thiên Lý hét lớn một tiếng, nguyên lực cùng áo nghĩa cuồn cuộn tràn ra, ba người đồng thời công kích thẳng về hướng ba quỷ đầu dữ tợn. Ô ô, ba quỷ đầu không hề tránh né, há mồm đem ba đạo công kích cắn nuốt như đang nuốt thuốc bổ. Tại sao lại quỷ dị như vậy? Chứng kiến một màn này, ba người phá thổ nghẹn họng nhìn chân chối. Phanh phanh phanh. Đồng thời ba đạo trưởng ấn vỗ thẳng lên thân hình ba người phá thổ. Phốc. Ba người căn bản không chút sức phản kháng, thân hình bị đánh bay, càng thêm tổn thương. Suy. Ngay khi thân hình ba người bị đẩy lui, bên trong không gian quỷ dị bỗng dưng xuất hiện vô số xích sắt tối đen. Hiu hiu. Âm thanh lệ quỷ xèo xèo rít vang, xích sắt quấn quanh ba người, đem cả ba trói buộc giữa không trung. Không tốt, chúng ta bị trói mất rồi. Nguyên lực không thể vận dụng, thật sự quỷ dị. Năng lượng quỷ dị nhập vào thân hình, ánh mắt ba người lập tức đại biến, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Kiệt Kiệt, ba nhân loại vô tri, các ngươi quá xem thường trọng bảo phệ hồn khốn linh trận của phệ hồn bộ tộc chúng ta. Ở trong này, các ngươi muốn tự bảo cũng không có cơ hội, hiện tại giao ra linh hồn các ngươi đi. Quỷ vật to lớn dữ tợn cười to, nhìn ba người Băng Thiên Lý bị trói buộc như nhìn con mồi. Mạng ta xong rồi. Trong lòng ba người phá thổ sản sinh tuyệt vọng, lần này xem như đã tới đường cùng. Linh hồn ba tuyên cổ trung giai, một người phân một phỏng chừng đủ cho thực lực chúng ta tiếp tục tiến thêm một bước. Ba quỷ đầu đưa mắt nhìn nhau, ba cánh tay chở động vươn về hướng ba người phá thổ. Suy, đúng ngay lúc này, không gian dao động quỷ dị, quỷ vật nhất thời dừng bước, ánh mắt đại biến nhìn chăm chú khắp bốn phía. Trong không gian này còn có nhân loại thứ tư. Cuối cùng ánh mắt quỷ vật nhìn chằm chằm vào một chỗ hư không, nơi đó có dao động, tựa hồ muốn đem năng lượng xung quanh cắn nuốt sạch sẽ, khí tức vô cùng bá đạo dần dần lan tràn. Còn có người sao? Ba người phá thổ lập tức nhìn qua phương hướng kia. Chú ý, là tiểu tử đó ở bên trong. Âm thanh diệt hồn lớn tiếng truyền ra, hắn không cách nào quên được khí tức vô cùng bá đạo kia, lần trước hắn đã bị thương dưới cỗ khí tức bá đạo này. Suy. Trong không gian hôn ám, một thanh y nhân chậm rãi hiện ra, mỗi bước đi không gian xung quanh đều run lên, hết thảy năng lượng đều lặng yên biến mất. Là tiểu tử Lục Lâm Thiên, tiểu tử khốn kiếp kia tại sao cũng ở trong phệ hồn khốn linh trận. Sắc mặt phá thổ nổi giận, nhưng kinh ngạc lại nhiều hơn, Băng Thiên Lý cùng nữ tử cũng vô cùng nghi hoặc. Thôn hồn, lục hồn, chính là tiểu tử này đã giết thiếu chủ, tên này quái dị, tu vi niết bàn cảnh cao giai nhưng thực lực không kém ta. Diệt hồn lớn tiếng nói, sát ý tràn ngập, đây mới là mục tiêu mà bọn hắn đang chờ đợi liệp sát. Giết tiểu tử này đi. Quỷ vật nhất thời hét lớn, thân hình khổng lồ xuyên qua không gian, chỉ nháy mắt đã lao về hướng Lục Lâm Thiên, năng lượng âm hàn tập kích thẳng tới. Bát hoang thiên địa quyết nhất quyết thôn thiên thế một quyền chấn bát hoang. Một tiếng quát thản nhiên vang lên, ánh mắt Lục Lâm Thiên vừa ngước lên, thanh y lay động, sát ý ngập trời. Chỉ nháy mắt khí tức bá đạo lăng tuyệt thổi quét hư không, bước lên một bước, vung quyền chợt động, một đạo quyền ấn vặn vẹo hư không bay ra. Tam hồn đoạn linh chảo. Sáu cánh tay cành càng cùng động, năng lượng khủng bố phun ra, không gian quỷ khóc thần hào, năng lượng hội tụ thành quỷ chảo cực lớn,
cửu u tử khí lan tràn, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Hai đạo công kích khủng bố lập tức va chạm, kinh khí bắn ra, vô số khe không gian tối đen xuất hiện, thiên địa không gian sụp đổ, bắt đầu nổ tung, giống như diệt thế. Thực lực thật mạnh, đây là thực lực chân chính của Lục Lâm Thiên hay sao? Băng Thiên Lý cùng Phá Thổ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt rung động. Đặng Đặng, một thân ảnh bật lui ra sau, đứng cách ba người Phá Thổ không xa, sắc mặt thoáng tái nhợt, trên người đã bao trùm một tầng kim sắc khải giáp. Quỷ vật cũng không nhúc nhích bao nhiêu, chẳng qua khóe môi quỷ vật hiện ra chất lỏng màu xanh nhạt, tràn ngập mùi vị gai mũi khó ngửi, khí tức dao động không ít. Cô cô! Lục Lâm Thiên chỉ đánh một chiêu đã làm ba người diệt hồn bị thương. Nhìn thấy một màn này, ba người Phá Thổ đều hít sâu một hơi. Lục Lâm Thiên lăng không đứng lơ lửng, ánh mắt ngưng trọng, sau khi hắn cắn nuốt linh tinh của ám linh, tu vi không tiến thêm nhưng thực lực tăng cường, vừa rồi sử dụng nhất quyết của Bát Hoang Thiên Địa Quyết, xem như là xuất động toàn lực, nhưng vẫn chưa làm gì được ba người diệt hồn, chân khí trong cơ thể sôi trào, hắn cũng bị thương, nhưng do hắn đã mạnh mẽ ngăn chặn mà thôi. Kỳ thật Lục Lâm Thiên đã sớm tới nơi này, định làm ngư ông thủ lợi, nhưng không nghĩ tới lần này phệ hồn bộ tộc xuất động ba tuyên cổ trung giai, còn có đại trận lợi hại sớm bố trí xung quanh, làm cho hắn cũng bị liên lụy rơi vào trong đại trận. Ngao! Sau thoáng suy tư ngắn ngủi, huyết quang chợt lóe, huyết lục hiện xa, mang theo long ngâm chém ra ba đao, ba đạo kim huyết sắc đao mang xé ra khe không gian tối đen chợt biến mất. Chi chi! Âm thanh lệ quỷ kêu rên vang vọng. Xích sắt trói buộc ba người Phá Thổ đều đứt vỡ, cả ba người lập tức khôi phục tự do. Lục Lâm Thiên, lần này bị ngươi hại thảm, nếu không phải ngươi. Phá Thổ vừa thoát trói buộc đã lao về hướng Lục Lâm Thiên. Tự các ngươi xem trọng chính mình, ta không có thời gian đi che chở các ngươi, nếu không nể tình đều là nhân tộc, ta cũng chẳng muốn quản, về phần ta hại các ngươi, căn bản là không cần phải nhắc tới, nếu không phải các ngươi đánh chủ ý với Hùng Phong quân đoàn trước. Cũng sẽ không bị nhốt ở đây. Lục Lâm Thiên liếc mắt nói. Phá Thổ vừa định ra tay nghe vậy sực tỉnh nhớ tới tình cảnh của mình, nhất thời im tiếng, ánh mắt của Lục Lâm Thiên làm trong lòng hắn phát lạnh. Ngươi là Lục Lâm Thiên sao, ba người này rất lợi hại, ngươi cẩn thận một chút. Mục tướng giả nhìn Lục Lâm Thiên, ngưng trọng nhắc nhở. Tiểu tử này quả nhiên quỷ dị, không ngờ có thể vô thanh vô tức xuất hiện trong phệ hồn khốn linh trận. Trong mắt quỷ vật lộ vẻ kinh ngạc nói, tiểu tử này nhất định đã sớm ẩn núp xung quanh đây, vì vậy mới xuất hiện trong trận, có thể ẩn núp dưới sự thăm dò của chúng ta, thủ đoạn không kém. Đừng nói nhảm, tiểu tử này nhất định phải chết. Diệt hồn nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, ánh mắt âm trầm nói. Tiểu tử, ta đã nói cả phệ hồn bộ tộc sẽ không bỏ qua ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập sát ý, nói. Hôm nay ngươi cũng không sống được đâu, mạng của truy hồn phải lấy linh tinh của ngươi đền lại. Tiểu tử, đây là phệ hồn khốn linh trận, ngươi chết chắc rồi, bản thân ta muốn xem ngươi lại có bổn sự gì. Diệt hồn quát một tiếng, phất tay, quỷ đầu dữ tợn lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Duệ kim hồn đao, huyết lục ra tay, đao mang xé không, lập tức đem quỷ đầu bổ thành hắc vụ cuồn cuộn. Ô ô! Trong thiên không trống rỗng toát ra mấy quỷ đầu lao về hướng Lục Lâm Thiên, từng tiếng kêu thê lương làm linh hồn đau đớn, khí tức trong không gian làm ba người Phá Thổ phải dùng hết lực lượng bảo vệ cho chính linh hồn của mình. Quỷ mộc hồn đao, huyết lục lại bổ ra, lục quang nở rộ, đao mang phá không xoay quanh bầu trời, lập tức hóa thành mấy đạo đao mang lục sắc xuyên thủng mấy quỷ đầu dữ tợn đang lao tới. Răng rắc, quỷ đầu lập tức nổ tung, biến mất bên trong không gian quỷ dị. Ám ma phân thân bí pháp. Khi đạo quỷ mộc hồn đao tiêu tán, quanh thân Lục Lâm Thiên trào ra cỗ hào quang quỷ dị, thân hình chia thành ba thân hình giống nhau như đúc, chẳng qua hai thân hình trong đó không có thanh linh khải giáp như bản thể. Linh hồn phân thân sao, tại sao lại có hai đạo? Ba người diệt hồn cùng ba người Phá Thổ đều lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ nháy mắt hai đạo phân thân bay ra, phân thân bên trái hai tay hiện lên bốn hư ảnh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ. Cuối cùng hội tụ thành một đạo quang đoàn không lớn lắm. Không gian trầm xuống, bốn đạo thú ảnh truy đuổi chạy trồm, nhưng bên ngoài quang đoàn lại là một mảnh bình tĩnh, không có chút năng lượng dao động, nhưng trong mơ hồ làm mọi người cảm giác được có cỗ khí tức càng thêm khủng bố lan tràn, điều này làm linh hồn mọi người run rẩy, vô thanh vô tức lan tràn.
Cùng lúc đó phân thân bên phải ngưng kết thủ ấn, quanh thân kim quang đột nhiên rạng rỡ, hư không gần như sụp đổ, tiếng sấm sét nổ vang, khí tức xa lạ vô cùng tận lan tràn, nương theo sau thiên uy hảo hán, cuồn cuộn không ngớt. Tại sao lại như vậy, kỳ quái thật. Động tĩnh làm sắc mặt Diệt Hồn đại biến, hắn có thể cảm giác được bên trong đại trận đối phương vẫn có thể ngưng tụ công kích. Lại không giống như những người khác khi bị khốn trong trận, liền bị áp chế, loại hiện tượng này hắn chưa từng gặp bao giờ. Tiểu tử này quỷ dị, tựa hồ đang ngưng tụ công kích, phệ hồn khốn linh trận cũng không thể ngăn chặn được hắn, mau toàn lực giải quyết hắn. Thôn hồn hét lớn, mau xuất toàn lực, ba quỷ đầu giữ tợn cùng quát, sáu tay cùng động, thủ ấn không ngừng ngưng kết, năng lượng hắc vụ âm hàn bao trùm, trong khoảnh khắc chiếm lĩnh cả bầu trời. Đem cả quỷ vật mà ba người ngưng tụ bao phủ luôn bên trong. Phệ hồn quỷ ảnh. Tiếng hét vang vọng, năng lượng âm hàn lập tức ngưng tụ thành một đầu quỷ vật cực lớn. Năng lượng kinh khủng tràn ra uy áp vỡ áp khiến linh hồn ba người phá thổ đau đớn, không ngừng kêu khổ. Ba người Diệt Hồn đã vận dụng lực lượng cuối cùng. Lục Lâm Thiên giống như đang chuẩn bị lá bài tẩy. Không biết Lục Lâm Thiên có thể đối kháng ba người hay không, đó là ba tuyên cổ trung giai A. Ánh mắt ba người phá thổ nhìn chằm chằm cuộc chiến, thậm chí không dám nháy mắt. Lục Lâm Thiên xuất hiện, một chiêu đánh bị thương ba người Diệt Hồn, làm ba người cảm giác được tia hy vọng, cũng không muốn dập tắt hy vọng kia. Tứ thần quyết, thời không lao ngục, ngao, hống, cô, ru, hai phân thân đồng thời nhảy ra, đều đồng loạt công kích. Chỉ một thoáng kim quang rạng rỡ, thú minh vang vọng chấn động màng tai, hư ảnh thanh long, bạch hổ. Chu Tước, Huyền Vũ chạy trồm, liên tục rít gào, lao thẳng về hướng quỷ đầu dữ tợn. Cùng lúc đó một đạo kim sắc thủ ấn cuồn cuộn thiên uy phá không vỗ xuống. Oanh long, hư không nứt vụn từng khúc, cả không gian nhất thời run rẩy, thiên địa năng lượng đều bị ngăn cách bên ngoài. Đây là thủ đoạn gì, tiểu tử kia sao có thể làm được? Ba người phá thổ rung động, khí tức kia khiến cho họ chỉ muốn phủ phục xuống. Ô ô! Cùng một lúc quỷ đầu khổng lồ phát ra tiếng kêu rên vang vọng không gian, mở to miệng, năng lượng âm hàn cuồn cuộn dâng lên, nghênh tới. Hai cỗ năng lượng khủng bố đồng thời va chạm lẫn nhau, từng tiếng vang âm bạo kịch liệt, kinh thiên động địa như sấm sét. Oanh long long, không gian run rẩy, chỉ thấy bốn hư ảnh dị thú nổ tung, vô số hào quang kích tán, kim sắc thủ ấn hạ xuống, rơi lên đầu cự vật, tiếng nổ trầm đầu Upsilon, C liên tục vang lên khiến người choáng váng. Không gian xung quanh quỷ đầu đã sớm phá nát, liên tục sụp đổ thành không gian động sâu, năng lượng gợn sóng khủng bố hóa thành quang hồ thổi quét. Suy, hai đạo phân thân lập tức quay về trong bản thể Lục Lâm Thiên, năng lượng khủng bố thổi quét, bản thể chợt động, hoàng mang chói mắt, trong đôi mắt hiện lên hào quang hắc bạch sáng ngời, huyết lục run lên, bỗng nhiên phóng thích hào quang chói mắt. Âm dương phách đao quyết, oanh long, huyết lục chém xuống, hư không sụp đổ. Tiếng sấm sét vang dội, hư không nổi lên sóng to gió lớn, nương theo sau cỗ thiên uy hạo đáng, cuồn cuộn không ngớt, một đạo đao mang lập tức rơi lên quỷ đầu. Đao mang rơi xuống, không gian chợt an tĩnh lại, quỷ đầu giống như không hề bị ảnh hưởng. Đặng đặng, ngược lại thân hình Lục Lâm Thiên bị đẩy lui, mỗi khi lui một bước sắc mặt càng trắng bệch, chợt phun máu tươi. Thật mạnh, nguyên lai hắn đã mạnh tới loại tình trạng này. Phá thổ nhìn Lục Lâm Thiên. Khóe miệng co quắp, thở ra một hơi lạnh. Răng rắc, quỷ đầu rốt cục có động tĩnh, khí tức run lên, tràn ngập từng khe nứt, khoảnh khắc nổ tung. Oanh oanh, quỷ đầu nổ tung, ba thân hình bay ngược ra ngoài, chất lỏng gai mũi phun trào. Suy suy, thân hình ba người đột nhiên quỷ dị biến mất, chỉ lưu lại tiếng giống thê lương của Diệt Hồn. Tiểu tử, người trốn không thoát đâu, cho dù người đánh bại chúng ta thì thế nào, đây là phệ hồn khốn linh trận. Dù mài ngươi cũng đủ làm ngươi phải chết. Ngươi thế nào, có bị thương nặng lắm không? Nữ tử áo xanh chợt lóe đi tới bên cạnh nhìn Lục Lâm Thiên vội hỏi. Lục Lâm Thiên thu liếm thanh linh khải giáp cùng huyết lục, lấy đan dược bỏ vào miệng, nói. Còn chưa chết được. Lần này chúng ta đều gặp phiền toái rồi. Hai người băng thiên lý cùng phá thổ đều đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, băng thiên lý nói. Chúng ta bị nhốt trong trận. Chỉ sợ dù có tu vi tuyên cổ cao giai cũng đừng mong ra ngoài, kết quả có thể nghĩ. Các ngươi có chết hay không ta không biết, nhưng ta không chết được. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn hắn nói,
lại nhìn không gian xung quanh, ánh mắt mơ hồ dao động, giống như rất hiếu kỳ. Lục Lâm Thiên, chẳng lẽ ngươi có biện pháp phá vỡ phệ hồn khốn linh trận hay sao? Ánh mắt Phá Thổ nhất thời sáng ngời, hỏi. Nếu ngươi có thể phá trận, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Giữa chúng ta không ân, nhưng có không ít oán, có đồng ý bỏ qua hay không là do ta, mà không phải do ngươi. Lục Lâm Thiên liếc mắt nói. Ánh mắt Phá Thổ sửng sốt, lập tức ảm đạm, cũng không phản bác, thực lực của đối phương đã chứng minh hết thảy. Các hạ, ta là tướng giả liên minh quân bộ Mục Hân Nhiên, không biết ngươi có cách nào phá vỡ phệ hồn khốn linh trận này hay không, mặc kệ giữa ngươi cùng họ có ân oán gì, nhưng hiện tại chúng ta đều cùng ở trên một chiếc thuyền, đứng trên đại nghĩa chúng ta đều là nhân tộc, có ân oán gì đại khái đợi ra ngoài tiếp tục giải quyết, nếu ngươi có cách phá trận, muốn chúng ta tương trợ thì chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Nữ tử áo xanh nhíu mày nói, trong mắt mang theo tia chờ mong. Liên minh quân bộ. Lục Lâm Thiên đánh giá nữ tử, lập tức cười nói. Các ngươi còn giúp được gì, hẳn là không còn chút lực tái chiến đi. Nói tới đây, Lục Lâm Thiên cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Nghe được lời hắn, ba người Phá Thổ cũng không nói thêm lời nào, lúc này tình huống của họ đích thật là như thế, không còn lực tái chiến, căn bản không thể giúp đỡ được gì. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng tụ, như cảm giác được gì, nói. Phệ hồn khốn linh trận lại động. Tiểu tử, ở trong phệ hồn khốn linh trận, ngươi chờ chết đi, linh hồn của các ngươi nhất định là vật trong bàn tay chúng ta. Âm thanh âm lệ của diệt hồn truyền ra, không gian run lên, âm thanh quỷ khóc thần hào lần thứ hai vang vọng. Phiền toái. Sắc mặt ba người băng thiên lý trắng bệch ngưng trọng. Đích thật là đại trận không tầm thường, hẳn hội tụ không ít năng lượng tàn hồn của sinh linh còn có sát khí, hơn nữa có phệ hồn bộ tộc bí pháp, uy lực đúng là không tệ. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, khóe môi cười thâm ý, nói. Chẳng qua nếu là chủ nhân chân chính khống chế, uy lực nhất định rất mạnh, người ngoài cần khống chế phát huy ra uy lực có hạn, ta nói có đúng không? Tiểu tử ngươi có chút ánh mắt, bên trong này có mấy ngàn vạn tàn hồn nhân tộc các ngươi, về phần hồn anh tự nhiên đã trở thành đại bổ vật giúp thực lực phệ hồn bộ tộc chúng ta tiến bộ, tuy chúng ta khống chế không thể thúc giục ra toàn bộ uy lực, nhưng muốn đối phó ngươi cũng đã đủ rồi. Âm thanh diệt hồn có chút kinh ngạc, giống như không ngờ Lục Lâm Thiên có thể hiểu rõ được ảo diệu của đại trận. Vậy sao, không phải là của ngươi, cho nên có biến cố cũng không nằm trong lòng bàn tay của ngươi. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Trâng cháo, muốn chết. Diệt hồn quát lạnh một tiếng, trên không trung vang lên âm thanh bá bá, bên trong hắc vụ cuồn cuộn bỗng dưng trống rỗng xuất hiện vô số xích sắt tối đen. Hiu hiu. Vô số xích sắt vang ra tiếng xèo xèo chói tai lao thẳng về hướng bốn người Lục Lâm Thiên. Đến đây đi. Lục Lâm Thiên hờ hững nói, khẽ ngẩng đầu, một đạo tử kim lưu quang bay ra khỏi ấn đường, sát khí thao thiên ngập trời bạo tuôn, sát khí cùng khí huyết sát âm hàn lan tràn, như gió bão thổi quét khuếch tán tràn tới. Không biết mùi vị ra sao. Đại hồn anh cảm giác được năng lượng tàn hồn ập tới, đã sớm muốn lao ra, giờ phút này vừa ra ngoài. Thân hình lập tức bành trướng biến thành khổng lồ trăm trượng, há mồm khẽ hấp, vô số xích sắt tối đen bị đại hồn anh cắn nuốt. Hương vị tựa hồ không tệ. Thân hình cao lớn thu liếm, đại hồn anh đạp không đứng lơ lửng, tựa hồ cảm nhận được điều gì, nhất thời lao thẳng vào chỗ sâu trong. Ô ô, xèo xèo. Trong hư không nháy mắt trào ra vô số quỷ vật dữ tợn, như ác quỷ hướng đại hồn anh đánh tới. Ha ha, đại bổ vật, đến đây đi. Đại hồn anh ha ha cười, khí tức khủng bố phóng thích, há mồm không ngừng cắn nuốt. Suy lạp lạp, những nơi đại hồn anh đi qua, hư không lung lay sắp đổ, khí tức hủy diệt giống như gió lốc thổi quét khắp cả chân trời. Tại sao lại như vậy, sao tiểu tử này không e ngại phệ hồn khốn linh trận? Không có khả năng, xảy ra chuyện gì? Tận sâu trong hư không, ba người diệt hồn hoảng hốt kinh hô. Một màn này làm ba người Phá Thổ cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Không dám tin vào ánh mắt của mình. Nếu muốn sống thì đi theo ta. Bản thể Lục Lâm Thiên lên tiếng, lập tức thả người bay theo đại hồn anh. Siêu siêu. Ba người băng thiên lý làm sao còn dám chậm trễ, vội vàng theo sát bên cạnh Lục Lâm Thiên. Trong không gian hôn ám, cho dù có đại hồn anh mở đường phía trước, nhưng vẫn có năng lượng âm hàn cuồn cuộn làm linh hồn run rẩy tràn tới, khiến ba người Phá Thổ đều bị ảnh hưởng. Ước chừng sau nửa canh giờ,
thân hình đại hồn anh xuất hiện trước một mảnh hắc vụ cuồn cuộn, khóe môi hiện lên ý cười. Bản thể Lục Lâm Thiên cùng ba người Băng Thiên Lý lập tức hạ xuống bên cạnh. Khí tức này thật mạnh, linh hồn khó thể thừa nhận. Nhìn thấy không gian hắc vụ, ba người Băng Thiên Lý đã bị ảnh hưởng cực lớn. Các ngươi ở lại đây chờ ta đi, thực lực của các ngươi còn chưa vào được bên trong. Lục Lâm Thiên mỉm cười, bản thể lướt ra, lam mang nóng cháy bao phủ quanh thân, thân hình chui vào trong hắc vụ cuồn cuộn. Tư tư, hắc vụ vừa va chạm lam mang nóng cháy, lập tức toát ra sương khói hóa thành cho tàn, đại hồn anh liền đi theo sau bản thể. Bên trong hắc vụ, quanh thân Lục Lâm Thiên lan tràn khí tức nóng cháy khủng bố, thân ảnh chợt lóe phá không lao đi, sương khói cuồn cuộn tràn ngập, bên trong hắc vụ không ngừng vang lên âm thanh tiếng kêu rên thê lương. Chỉ sau một lát, hắn đã xuất hiện trong khu vực âm phong từng trận, quỷ khóc thần hào. Giữa không trung có một đồ án hình tròn huyền ảo, đồ án có 9 cạnh, vô số bí văn huyền ảo phức tạp phát ra hào quang tối đen chói mắt, giao tiếp nhau giữa trung gian, năng lượng linh hồn bàng bạc tràn ngập, dao động không ngừng cuồn cuộn tràn ra. Linh hồn dao động thật mạnh, đây là trận giác rồi, không nghĩ tới còn có thu hoạch bậc này, chuyến đi này không tệ. Khóe môi bản thể cùng đại hồn anh đều lộ ra nụ cười giống nhau như đúc. Hô lạp, bản thể lướt ra, trong lòng bàn tay hiện lên lam quang, nhiệt độ kinh khủng lan tràn trong không gian, lam quang hóa thành hỏa viêm lam sắc như dung nham đem linh hồn năng lượng nằm trung ương đồ án bao phủ. Suy suy, linh hồn năng lượng như cảm nhận được điều gì kiêng kỵ nhất, vội vàng lùi bước, căn bản không dám tiếp xúc lam viêm. Cắn nuốt, thân hình đại hồn anh xuất hiện trong lam viêm. Từ lòng bàn tay tràn ra cỗ lực lượng hấp xả, rơi lên trên năng lượng linh hồn. Linh hồn năng lượng còn mạnh hơn đại hồn anh, nhưng bị lam viêm áp chế lại thêm khí tức của đại hồn anh, căn bản không thể phản kháng, cũng không thể giãy thoát ra ngoài. Tiểu tử này là niết bàn cảnh cao giai sao, như thế nào lại mạnh như vậy, ba chúng ta liên thủ còn bị thương. Trong hư không hôn ám, thôn hồn nói, vẻ rung động trong mắt còn chưa biến mất. Tiểu tử đó nhất định có lai lịch lớn. Nếu là hậu bối cổ tộc, lần này chúng ta lập công lớn. Lục hồn nói. Hẳn là không phải, tiểu tử đó tên Lục Lâm Thiên, trong hai đại liên minh cùng cổ tộc thượng thanh thế giới không có lục gia, hẳn không phải người cổ tộc. Thôn hồn suy tư một lúc nói. Chẳng lẽ tiểu tử kia là giới trẻ tuổi nổi bật của hai đại liên minh sao, nhưng hẳn không có ai mạnh như vậy à. Mặc kệ tiểu tử đó là ai, hắn chết chắc rồi. Ánh mắt diệt hồn trầm xuống. Nghi ngờ nói. Nhưng tại sao tiểu tử đó lại chạy tới khu vực trung tâm, còn không e ngại bị phệ hồn khốn linh trận công kích? Đi khu vực trung tâm chính là muốn chết, ở trong đó công kích cực mạnh, thậm chí cả chúng ta cũng khó tới gần. Thôn hồn nói. Ánh mắt diệt hồn mơ hồ lo lắng, nói. Nhưng chúng ta cũng không thể dình xem là chuyện gì xảy ra, bởi vì chúng ta còn chưa thể hoàn toàn luyện hóa phệ hồn khốn linh trận. Lục hồn nói. Ở trong phệ hồn khốn linh trận còn xảy ra được chuyện gì hay sao, cho dù Lục Lâm Thiên có bổn sự thông thiên cũng không thể thoát thân, đủ vây khốn hắn tới chết, hiện tại cũng đã qua mấy canh giờ, nói không chừng bọn hắn cũng đã bị đánh chết bên trong cũng chưa biết chừng. Không có khả năng, nếu bọn hắn bị đánh chết, chúng ta có thể cảm giác được. Thôn hồn nói, không đúng, khu vực trung tâm đã xảy ra biến cố, ta cảm giác được cảm ứng giữa ta cùng phệ hồn khốn linh trận ngày càng yếu ớt. Diệt hồn như cảm nhận được điều gì, sắc mặt đại biến. Không thể nào, khu vực trung tâm sao có thể có chuyện gì phát sinh. Sắc mặt lục hồn lập tức ngưng trọng, phệ hồn khốn linh trận do diệt hồn tạm thời nắm trong tay, vì vậy đối với cảm ứng của diệt hồn, lục hồn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thủ đoạn của tiểu tử đó vô cùng quỷ dị, vạn nhất. Khuôn mặt diệt hồn ngưng trọng tới cực hạn. Bên trong chỗ đồ án. Bản thể Lục Lâm Thiên đã thối lui sang một bên bảo hộ, trong lòng bàn tay đại hồn anh trào ra hấp lực, suốt vài giờ cắn nuốt đã đem năng lượng linh hồn cắn nuốt chỉ còn lại cỡ ngón tay, lập tức run lên, cỗ linh hồn lực cuối cùng cũng bị cắn nuốt. Phốc! Trong thiên địa, cũng không biết trong không gian nào, bên trong một chỗ hôn ám âm hàn, mật thất tràn ngập khí tức âm trầm, một minh linh lão giả đột nhiên phun ra chất lỏng gay mũi khó ngửi, sắc mặt trắng bệch, một tiếng quát âm lệ chói tai truyền ra. Đồ khốn, rốt cục là ai hủy diệt linh hồn ấn ký của ta, là ai chiếm phệ hồn khốn linh trận của ta? Hô! Trên khuôn mặt đại hồn anh lộ ra biểu tình thỏa mãn,
cỗ linh hồn lực kia mạnh mẽ tới mức đủ giúp thực lực hắn tiến bộ mảng lớn, hơn nữa vừa rồi cắn nuốt quỷ vật tàn hồn, đó đều là đại bổ vật. Phốc! Trong không gian hôn ám, khí tức âm hàn tán đi không ít, diệt hồn đột nhiên lại phun ra chất lỏng gay mũi, sắc mặt đại biến. Không tốt, trong trận xuất hiện biến cố, đạo linh hồn ấn ký của ta bị tiêu hủy. Tại sao lại như vậy? Nghe vậy lục hồn cùng thôn hồn ngưng trọng nói. Chẳng lẽ là do lục lâm thiên hay sao? Đoán đúng rồi, chính là ta. Âm thanh lạnh lùng truyền ra, thân ảnh lục lâm thiên trống rỗng xuất hiện, khóe môi hiện ý cười, lãnh đạm tới mức làm lòng người bất an. Lục lâm thiên, phệ hồn khốn linh trận đã thế nào, làm sao ngươi biết chúng ta ở đây? Diệt hồn không quan tâm thương thế trên người, lập tức hỏi, ở một mức độ nào đó mà nói đại trận quan trọng không thua kém thiếu chủ, nếu đại trận xảy ra sự tình, hắn cũng không cần trở về, bởi vì sau khi về hắn cũng phải chết không nghi ngờ. Ta biết các ngươi ở đây, bởi vì phệ hồn khốn linh trận đã bị đổi chủ. Lục lâm thiên thản nhiên cười, ánh mắt lộ vẻ trêu tức. Nghe vậy thân hình diệt hồn run lên, hấp tấp nói. Phệ hồn khốn linh trận đổi chủ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lục lâm thiên lãnh đạm cười nói. Ý tứ là từ nay về sau phệ hồn khốn linh trận thuộc về ta, việc này còn phải cảm tạ các ngươi hậu đãi, ta chỉ đành không khách khí tiếp nhận. Cái gì? Điều đó không có khả năng, điều này sao có thể, đại nhân bố trí linh hồn ấn ký, người căn bản không thể tiêu hủy. Ba người không thể tin được, đều lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không thể không tin tưởng, lúc này sự thật tựa hồ đã nói rõ hết thảy. Linh hồn ấn ký đích xác không kém, làm cho ta mất không ít công phu, nhưng đối với ta lại không có bao nhiêu tác dụng, nhưng còn làm cho ta được lợi ích không ít, linh hồn chẳng những hữu dụng với minh linh các ngươi, đối với ta cũng có hữu dụng. Lục lâm thiên môi, như mãn nguyện nói. Phệ hồn khốn linh trận đã đổi chủ, các ngươi tự mua dây buộc mình rồi, hiện tại muốn trốn cũng không thoát. Không xong, phệ hồn khốn linh trận đã thoát khỏi sự khống chế của chúng ta, hình như còn áp chế ngược lại chúng ta, thật sự đổi chủ rồi. Ánh mắt lục hồn chớp động, vừa rồi hắn âm thầm nghĩ biện pháp, phát hiện vô dụng, đại trận thật sự đổi chủ. Trong mắt thôn hồn cùng diệt hồn đều chớp động ngưng trọng. Hai người lập tức phát hiện biến cố, bây giờ muốn chạy cũng trốn không thoát, từ vị trí thợ săn biến thành con mồi. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi làm được gì chúng ta, với thực lực của chúng ta căn bản là không khả năng, ta xem ngươi cũng là nỏ mạnh hết đà, chân chính liều mạng ngươi càng thêm thảm. Khuôn mặt diệt hồn càng thêm khủng bố, nói. Nhất định phải đoạt lại phệ hồn khốn linh trận, liều mạng với tiểu tử này, bằng không chúng ta đều phiền toái. Liều mạng. Hai người lục hồn cùng thôn hồn đều gật đầu, ánh mắt tràn ngập hung lệ. Giết! Cả ba đồng loạt khởi động hắc vụ cuồn cuộn, mang theo năng lượng âm hàn nồng đậm bao trùm về hướng lục lâm thiên. Diệt hồn, lúc trước nếu không phải sợ bại lộ thực lực, người đã chết trong sơn mạch thủy tinh, hiện tại ba người cũng giống nhau, chân chính muốn đối phó các ngươi chỉ như với con kiến mà thôi. Trong tích tắc, chỉ thấy quanh thân lục lâm thiên nổi lên dao động, thẳng tắp đẩy lui công kích của ba người diệt hồn. Một đạo lưu quang lướt ra khỏi ấn đường, lam quang lan tràn, cả không gian tràn ngập cỗ khí tức nóng cháy. Cả ba người diệt hồn lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy một phân thân xuất hiện bên cạnh lục lâm thiên. Trên phân thân tràn ra lam quang, toát ra hỏa viêm màu lam, mơ hồ tràn ngập khí tức cổ xưa lan tràn khắp cả thiên địa xung quanh. Tuyên cổ cảnh cao giai, linh hồn phân thân này là tuyên cổ cao giai. Vừa nhìn thấy khí tức trên người phân thân, sắc mặt ba người diệt hồn như cho tàn. Các ngươi ở trước mặt ta, lại tính là thứ gì? Phân thân bước tới, lam viêm bành trướng, thân hình hóa thành một đạo hỏa viêm lam sắc khổng lồ, hỏa viêm cuồn cuộn biến thành biển lửa lam sắc, lặng yên nhanh chóng lan tràn. Hô lạp lạp, hỏa viêm kéo dài qua chân trời, một tay vỗ xuống, như núi lửa buông xuống trên thân ba người diệt hồn. Chạy mau, mau! Ba người diệt hồn liều mạng bỏ chạy, chỉ cảm thấy vô lực cùng tuyệt vọng, căn bản không thể đối kháng. Ba người muốn chạy trốn nhưng không thể đào thoát, thủ ấn hỏa viêm cuồn cuộn theo tới, nhiệt độ bao phủ cả không gian, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Suy suy, hỏa viêm thủ ấn cuồn cuộn đem ba người bao vây bên trong. Ba người ngẩng đầu, chỉ thấy hỏa viêm há to miệng đem cả ba cắn nuốt, hết thảy không cách nào phản kháng. Cắn nuốt xong ba người, thân hình hỏa viêm cự nhân mới thu liếm, nhiệt độ xung quanh luôn khủng bố, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ.
Lục Lâm Thiên nhếch môi cười, không hổ là thái cổ U Minh Viêm Tuyên cổ cao giai đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ khủng bố. Vừa đem ba người cắn nuốt, chỉ chớp mắt đã luyện hóa thành hư vô, còn có thể gia tăng thêm thực lực. Sốt cục giải quyết. Lục Lâm Thiên cười cười, phân thân quay vào thân hình, hiện tại còn chưa tới lúc bại lộ phân thân, sớm bại lộ một ngày thì càng thêm nguy hiểm ngày đó. Đã lâu như vậy rồi, không xảy ra chuyện gì chứ, ta phỏng chừng nơi này cũng không phải đất lành. Hy vọng không có việc gì, bằng không chúng ta xong rồi. Nơi này hẳn là trung tâm vệ hồn khốn linh trận, nguy hiểm lớn hơn rất nhiều. Thấy đợi Lục Lâm Thiên đi vào vài giờ còn chưa đi ra, ba người phá thổ lo lắng. Nhưng bọn họ không cách nào tới gần khu vực hắc vụ kia. Suy, không gian sau lưng ba người nổi lên dao động, ba người lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt cảnh giác. Khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên, thần sắc ba người kinh nghi. Không có việc gì nữa rồi. Lục Lâm Thiên khẽ cười nói, lần này thu hoạch thật khá nhiều, tu vi ba tuyên cổ trung giai đủ giúp phân thân thái cổ U Minh Viêm đạt được không ít ưu đãi. Khống chế được phệ hồn khốn linh trận. Đại trận này âm hàn quỷ dị, thích hợp cho đại hồn anh luyện hóa, bởi vậy hắn giao cho đại hồn anh sử dụng. Lúc này đại hồn anh đang dung hợp phệ hồn khốn linh trận, tới hiện tại hắn mới biết ba người diệt hồn còn chưa phát huy toàn bộ uy lực đại trận, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, có vô số diệu dụng, có thể công lẫn thủ, giá trị đủ so sánh với thông linh bảo khí. Không có việc gì. Ba người phá thổ nhìn Lục Lâm Thiên, phá thổ hỏi. Lục Lâm Thiên. Ba người diệt hồn còn ở trong trận, chúng ta làm sao thoát thân? Sau này không còn ba người diệt hồn tồn tại trên thế gian, đại trận này muốn đi ra thì đi ra. Thân ảnh đại hồn anh lập tức đi tới trước mặt ba người. Diệt hồn bọn hắn. Phá thổ nghe vậy trợn tròn mắt nhìn Lục Lâm Thiên lại nhìn qua đại hồn anh. Lục Lâm Thiên nhìn phá thổ cùng băng thiên lý, cười nhạt nói. Các ngươi còn nhớ rõ đã đánh cuộc chứ, ai giết diệt hồn? Kẻ thua gia nhập quân đoàn của đối phương, sau này phá vân đổi tên là Hùng Phong đi. Ngươi giết diệt hồn. Ánh mắt phá thổ đại biến, mặc dù tận mắt nhìn thấy Lục Lâm Thiên đánh bại ba người diệt hồn, nhưng căn bản không thể tin hắn đánh chết được ba người. Ba người bọn hắn đã chết. Lục Lâm Thiên lập tức nói. Đi ra ngoài trước đã, ba người diệt hồn phục kích các ngươi ở đây, người phá vân quân đoàn phỏng chừng khó tránh một kiếp. Không xong. Hiện tại tinh anh phá vân quân đoàn hẳn đã tới sơn mạch thủy tinh. Sắc mặt phá thổ đại biến hô. Suy suy. Bên trong không gian hôn ám, trên một ngọn núi, đại hồn anh đạp không đứng lơ lửng, từng đạo thủ ấn huyền ảo mang theo khí huyết sát âm hàn ngưng kết ngập trời. Viễn không ầm ầm rung động, chín đạo lưu quang tối đen lướt tới như lưu tinh, cuối cùng bị đại hồn anh vung tay, từ trong ấn đường một đạo đồ án cửu giác tràn ngập bí văn lướt ra. Chín đạo lưu quang tối đen cuối cùng biến mất bên trong đồ án. Ô ô, tiếng kêu rên thê lương vang vọng, đồ án lập tức thu liếm vào ấn đường đại hồn anh cũng quay về bản thể, muốn hoàn toàn luyện hóa phệ hồn khốn linh trận cũng cần một ít thời gian. Ánh mắt ba người phá thổ nghẹn họng nhìn chân chối như gặp quỷ, lắp bắp. Ngươi phản khống phệ hồn khốn linh trận của phệ hồn bộ tộc. Sao vậy, có vấn đề gì sao? Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn ba người, thân ảnh phá không bay đi, âm thanh truyền ra. Phía trước có không ít minh linh, phỏng chừng đang vây công phá vân quân đoàn. Không tốt, ánh mắt phá thổ khó xem, bàn chân dẫm mạnh, nhất thời cấp tốc đuổi theo. Băng Thiên Lý cùng Mục Hân Nhiên nhìn nhau, lập tức theo sau. Trong dãy núi mở mang vô biên vô hạn, trên trăm tòa giá khôi lỗi trôi nổi trên bầu trời, năm vạn thân ảnh khí tức sắc bén dàn trận chờ đợi. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Ô ô, khắp bốn phía, từng luồng năng lượng âm hàn nháy mắt phóng lên cao, mang theo u minh khí cùng âm thanh quỷ khóc thần hào quanh quẩn làm lòng người run lên. Chỉ nháy mắt vô số thân ảnh minh linh xuất hiện khắp bốn phía, rậm rạp, phong vân biến sắc, như dấu hiệu trước khi bão táp tiến đến. Mấy vạn người bị vây khốn nhìn thấy minh linh bao phủ khắp nơi, ước chừng phải trên trăm vạn minh linh. Phong phó đoàn trưởng, chúng ta bị bao vây rồi. Phỏng chừng trên trăm vạn minh linh, chúng ta không phải là đối thủ. Rốt cục là chuyện gì xảy ra, trong sơn mạch thủy tinh sao có nhiều minh linh như vậy? Lần này xong đời, chúng ta không có cứu binh. Cho dù là có, chúng ta cũng không chống đỡ được thời gian dài như vậy. Im lặng, chuyện cho tới bây giờ chỉ đành hợp lại đánh một trận tử chiến, tận lực đào thoát.
ánh mắt Phong Hỏa âm trầm khó xem vô cùng. Trước mắt có ba tuyên cổ sơ giai, trên trăm niết bàn cảnh tu vi, thực lực như vậy căn bản khó thể đào thoát, bản thân hắn muốn trốn còn cửu tử nhất sinh, bởi vì ba minh linh tuyên cổ sơ giai đã tập trung lên người hắn. Giết, một tên cũng không buông tha. Giết sạch đám nhân loại này. Sóng âm phóng lên cao, từng thân ảnh minh linh như châu chấu quá cảnh lao thẳng về hướng Phá Vân quân đoàn, không chút do dự, từng đạo công kích hạ xuống. Liều mạng, giết. Minh linh chết tiệt, ta liều mạng với các ngươi. Oanh long. Sơn mạch thủy tinh đất rung núi chuyển, đối với Phá Vân quân đoàn, hiện tại chỉ còn bị tàn sát. A. À. Nháy mắt tiếng kêu rên thê thảm vang vọng, âm thanh quỷ khóc thần hào, hội tụ thành sấm sét quanh quẩn giữa không trung. Giờ khắc này sơn mạch thủy tinh như địa ngục, sát khí ngập trời, làm thiên địa run rẩy. Minh linh đã bắt đầu công kích, chúng ta làm sao bây giờ? Xa xa viễn không, có thêm vài vạn người bí mật ẩn núp, nhìn chiến trường phía trước, ánh mắt không ngừng lóe ra. Nhìn đội hình không dưới trăm vạn, người Phá Vân quân đoàn xong đời rồi, chúng ta thân là nhân tộc, không thể thấy chết mà không cứu, động thủ đi. Trên núi, một lão giả tràn ngập sát ý. Khí tức nóng cháy lan tràn, chính là đoàn trưởng thiết huyết quân đoàn Hàn Minh. Hàn đại ca, đoàn trưởng có lệnh, nhất định phải chờ hắn tới mới được, chúng ta không thể tự tiện hành động. Truy mệnh nói, bây giờ là thời khắc phi thường, không quản được nhiều như vậy, tiếp tục không ra tay, Phá Vân quân đoàn sẽ gặp xui xẻo lớn. Hàn Minh cắn răng phất tay nói, thiết huyết quân đoàn theo ta cứu viện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Siêu siêu. Hàn Minh vừa dứt lời, người thiết huyết quân đoàn cùng động, khí tức thu liễm chợt phóng thích. Giết. Hàn Minh hét lớn một tiếng, mấy vạn tinh anh thiết huyết quân đoàn đồng loạt lướt ra, bộc phát tiếng hét kinh thiên động địa, khí tức khởi động, núi non run rẩy, đội hình mấy vạn người lại như bao trùm đánh tới chiến trường phía trước. Ai? Truy mệnh than nhỏ, cắn răng nói. Người tu vi ngoài niết bàn cảnh theo ta tru diệt minh linh, những người khác không được tùy tiện hành động. Dứt lời, truy mệnh đạp không bay lên, lao thẳng tới trước. Hùng Phong quân đoàn chỉ còn lại mấy ngàn người, truy mệnh cũng không dám không để ý căn cơ của Hùng Phong quân đoàn. Niết bàn cảnh ra tay nguy hiểm sẽ thấp hơn một ít, huống chi người thiết huyết quân đoàn đều là tinh anh, cường giả không ít, cứu viện Phá Vân quân đoàn không phải không có cơ hội. Có người cứu viện, chặn đứng bọn hắn, giết. Trong minh linh đại quân có tiếng hét lớn truyền ra, đội ngũ lao tới. Ngăn chặn đường đi của thiết huyết quân đoàn. Giết. Quanh thân Hàn Minh tràn ngập khí tức nóng cháy, dẫn đầu lao vào trong đội hình minh linh, những nơi đi qua không gian đỏ đậm, không ít minh linh hóa thành xương khói. Giết. Mấy vạn người thiết huyết quân đoàn lộ ra sát ý, trong tay nắm chặt linh khí, lao thẳng vào trong đội ngũ minh linh. Giết sạch nhân loại. Trong khoảnh khắc sát phạt tràn ngập thiên địa. Giết sạch nhân loại, một tên cũng không buông tha. Bên trong đại quân minh linh, một lão giả khuôn mặt như mặt ngựa đạp không hét lớn, đối với hắn mà nói, những minh linh còn chưa đạt tới đại đạo cảnh chẳng khác gì là vật hy sinh, chết bao nhiêu cũng không đau lòng. A. À, song phương tiếp xúc, nhất thời tiếng kêu thảm vang vọng, mùi máu tanh phóng lên cao, không ngừng có người rơi xuống. Hình như là người thiết huyết quân đoàn tới cứu viện chúng ta. Có cứu viện, mọi người xông lên A. Đệ tử Phá Vân quân đoàn hầu như đã tuyệt vọng. Bỗng dưng nhìn thấy có cứu binh, mừng rỡ liều mạng xông tới. Phanh phanh phanh. Vô số công kích va chạm nhau trên không trung, làm không gian phá hủy, kình khí khuếch tán. Chẳng qua đối mặt trăm vạn minh linh, nhân số hai quân đoàn chưa đầy một phần mười, vì vậy vẫn rơi vào hoàn cảnh xấu. Giết. Tay áo Hàn Minh huy động, hỏa hệ áo nghĩa biến thành biển lửa, hoàn toàn phóng thích khí tức, trên trăm minh linh nhất thời bị tiêu diệt. Không nghĩ tới thiết huyết quân đoàn cũng tới, lần này thu hoạch ngoài định mức A. Một âm thanh âm lệ truyền ra, hàn băng khí thổi quét. Tuyên cổ trung giai, hàn băng âm khí, ngươi là hàn hồn. Cảm giác được khí tức, Hàn Minh nhíu mày, ánh mắt ngưng lại. Kiệt kiệt, Hàn Minh, chúng ta đã lâu không gặp. Một thân ảnh áo xám xuất hiện, khuôn mặt âm trầm, khí tức như hàn băng, trên đầu có hai sừng không ngừng phóng xuất hàn băng khí. Đúng là đã lâu không gặp, để mạng lại. Hàn Minh hét lớn một tiếng, khí tức nóng cháy tràn ngập, hướng hàn hồn thổi quét. Hàn Minh, mạng của ta ngươi cũng không có thực lực lấy, kiệt kiệt. Hàn hồn hét lớn,
khí tức phóng thích, va chạm vào Hàn Minh, hét lớn. Người này giao ta đối phó, toàn lực ra tay, không buông tha nhân loại nào. Giết! Phanh phanh phanh! Thân ảnh truy mệnh đã sớm lướt vào trong đội ngũ minh linh, một hệ áo nghĩa phóng thích, chặt đứt sinh cơ, không gian biến thành tĩnh mịch, vài đại đạo cảnh minh linh lập tức bị đánh chết, linh tinh thu vào trong tay. Là truy mệnh, đã đột phá tuyên cổ cảnh, mau ngăn chặn hắn. Ba minh linh tuyên cổ sơ giai có hai tên lướt động ngăn chặn trước người truy mệnh, người còn lại ngăn cản phong hỏa. Hiu hiu! Phanh phanh phanh! A! À. Từng tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có người rơi xuống, linh hồn bị rút đi, âm thanh kêu rên thê thảm vang vọng trên không, làm lòng người run rẩy, linh hồn rùng mình. Phanh! Thân ảnh truy mệnh vừa tách ra khỏi một minh linh, thân hình bị đẩy lui. Oanh! Ngay lúc này một minh linh nện xuống một quyền ngay sau lưng hắn, khí tức âm hàn chút xuống. Phốc! Truy mệnh run lên, phun ra máu tươi rơi xuống đất. Truy mệnh, người vừa đột phá mà thôi, còn chưa phải là đối thủ của ta, chết đi. Một lão giả tuyên cổ sơ giai hậu kỳ hét lớn, chảo ấn xé rách không gian vỗ xuống. Hiu hiu! Hắn không chết được, nhưng hiện tại ngươi chết chắc rồi. Ngay lúc này một âm thanh lãnh đạm vang lên, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, quyền ấn xuyên thủng không gian, tiêu sát khí thổi quét thiên không. Oanh! Thân hình lão giả minh linh lập tức bị oanh thành huyết vụ, linh tinh liền bị thanh y nhân thu vào trong tay. Là cường giả! Một quyền đánh chết tuyên cổ sơ giai hậu kỳ, những minh linh xung quanh nhìn thấy đều khựng lại, ở thực lực tuyệt đối, không có ai mà không sợ chết. Đoàn trưởng! Truy mệnh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ý cười. Đã tới chậm một ít. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn xung quanh, ánh mắt trầm xuống. Trăm vạn đại quân, trận thế cũng không nhỏ a. Siêu siêu! Ba tiếng xé gió truyền ra, phá thổ, băng thiên lý cùng Mục Hân Nhiên xuất hiện, chứng kiến tình huống chiến trường, sắc mặt ngưng trọng, mà phá thổ tràn ngập tức giận. Minh linh chết tiệt, đi chết đi! Mặc kệ thương thế trên người, hắn lập tức xông tới. Đoàn trưởng đã tới, chúng ta được cứu rồi. Đoàn trưởng, minh linh có trên trăm vạn, chúng ta khó thể đối kháng, làm sao bây giờ? Truy mệnh lập tức lao tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Nếu đã tới, vậy đều lưu lại đi. Bàn tay Lục Lâm Thiên vươn ra, thiên trụ giới trôi nổi xuất hiện. Suy suy, một thân ảnh gầy gò dẫn đầu lướt ra ngoài, chính là Thái A. Siêu siêu, ngay lập tức từng thân ảnh không ngừng bay ra. Chỉ nháy mắt đã có gần 150 người trôi nổi giữa không trung. Bái kiến đoàn trưởng, bái kiến thiếu chủ. Nhóm người vừa xuất hiện chính là tu luyện giả thông thiên cảnh của Hùng Phong quân đoàn, cùng có hai đội hộ hoàng hơn 60 người, đi đầu chính là Vô Tướng, Vô Minh, Lý Cụ, Bắc Đông cùng Tô Nhan. Đám người Vô Tướng ở trong thiên trụ giới thời gian không ngắn, hơn 60 người lúc này đi ra ngoài, có không ít người đã đột phá. Đặc biệt là những người dừng ở đại đạo cảnh hậu kỳ đều đột phá tới niết bàn cảnh. Quân đoàn Hùng Phong hơn 80 tu luyện giả linh hồn áo nghĩa ở trong thiên trụ giới tầng thứ 2 thời gian không ngắn, ở bên ngoài mới vài tháng nhưng ở trong đã qua nhiều năm. Mắt thấy thiên trụ giới của Lục Lâm Thiên, ánh mắt băng thiên lý, Mục Hân Nhiên khẽ biến, lập tức ánh mắt nhìn lên người hộ hoàng đội. Hai người cuối cùng nhìn Vô Tướng, băng thiên lý và Mục Hân Nhiên hai người cảm giác được khí tức người này không tầm thường. Sư phụ, minh linh dường như không ít, còn có thể ra tay không? Thái A lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía trước, sau đó hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên thu hồi thiên trụ giới, nói với Thái A. Thái A, giao cho ngươi. Vâng, sư phụ. Thái A gật đầu, lập tức phân phó vài chục tu luyện giả linh hồn áo nghĩa hộ hoàng đội cùng quân đoàn Hùng Phong. Chuẩn bị chiến hạm. Vâng. Nghe Thái A ra lệnh. Lập tức có hơn 10 người dùng lý cụ và vu mã tam giới cầm đầu đi ra ngoài, trong tay cầm theo chữ vật giới chỉ bay lên cao. Lúc này hào quang bộc phát sau đó biến lớn trên bầu trời, sau đó các hào quang nhanh chóng biến thành những vật khổng lồ. Ầm ầm, không gian rung động không ngớt, các quái vật khổng lồ này đều là chiến hạm, hơn trăm chiến hạm này đều là chiến hạm phi hổ. Trên trăm chiến hạm phi hổ, trong đó chiến hạm phi hổ cấp 3 có 80 chiếc. Hơn 20 chiếc chiến hạm phi hổ đều là chiến hạm phi hổ cấp 4. Trong đó có một chiếc chiến hạm phi hổ làm cho người ta rung động, toàn thân của nó xuất hiện ánh sáng màu vàng óng ánh, khí tức bí vân trùng thiên giống như hung thú ẩn nấp trong bầu trời,
bao quát đại quân Minh Linh giống như con sâu cái kiến. Chiến hạm phi hổ cấp 5. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, không nghĩ tới Thái A tự mình làm đầu lĩnh, tăng thêm tu luyện giả linh hồn áo nghĩa và tu luyện giả không gian áo nghĩa của hộ hoàng đội và quân đoàn Hùng Phong cùng liên thủ với nhau, ở trong thiên trụ giới vài năm luyện chế thành một chiếc chiến hạm phi hổ cấp 5. Chiến hạm phi hổ cấp 3 đủ đánh chết không ít đại đạo cảnh sơ giai, chiến hạm phi hổ cấp 4 đủ đánh chết đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, trọng thương niết bàn cảnh sơ giai. Mà chiến hạm phi hổ cấp 5, uy năng của nó Lục Lâm Thiên đoán chừng cho dù là niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong cũng phải trọng thương, có thể đánh chết niết bàn cảnh cao giai. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua hạm đội do trăm chiếc chiến hạm tạo thành, trên trăm chiến hạm này đều được luyện chế trong thiên trụ giới. Lúc trước khi tham gia vạn thế đối quyết, về sau trong khoảng thời gian bế quan, trên người Lục Lâm Thiên đã có không ít chiến hạm. Lúc này tiếp nhận quân đoàn Hùng Phong, dùng thực lực chỉnh thể của quân đoàn Hùng Phong hiện tại, Lục Lâm Thiên muốn giống như Phi Linh Môn, tạo thành một hạm đội khổng lồ, dùng uy năng của hạm đội, ở trong thương khung chiến trường sẽ như cá gặp nước. Về phần chiến hạm tiêu hao, Lục Lâm Thiên hiện tại không quan tâm tới, dù sao hiện tại trên người hắn không thiếu tinh thạch thế giới. Cho nên Lục Lâm Thiên bảo Thái A cầm đầu luyện chế chiến hạm, bởi vì tu luyện giả linh hồn áo nghĩa của hộ hoàng đội và quân đoàn Hùng Phong chưa từng luyện chế qua chiến hạm phi hổ, Lục Lâm Thiên giao chiến hạm cho bọn họ, bảo bọn họ tự nghiên cứu và không hỏi tới nữa. Ầm ầm, trên trăm chiến hạm chiếm giữ tầng trời thấp, từng chiếc chiến hạm khổng lồ đều có đầu hổ dữ tợn chĩa ra ngoài, khí tức hung mãnh không ngừng bộc phát, chỉ trong nháy mắt rất nhiều ánh mắt kinh hãi, làm cho người ta cảm giác tự ti và nhỏ bé. Trên trăm chiến hạm xuất hiện ở đây, năng lượng thiên địa chấn động dữ dội, đội hình khủng bố này làm cho người ta run rẩy. Chiến hạm, thật nhiều chiến hạm. Quân đoàn Hùng Phong tìm đâu ra nhiều chiến hạm như thế? Nhìn thấy hơn trăm chiến hạm bất phàm như thế, đại quân Minh Linh, quân đoàn Phá Vân, quân đoàn Thiết Huyết vô cùng rung động, khiếp sợ không nói nên lời. Băng Thiên Lý và Mục Hân Nhiên hai người đứng cạnh Lục Lâm Thiên cũng trực tiếp ngây dại. Chiến hạm như vậy không phải quân đoàn bình thường có thể so sánh. Siêu siêu. Trên trăm chiến hạm xuất hiện, Thái A bước lên không trung, thân ảnh lập tức bước vào chiến hạm phi hổ cấp 5, hộ hoàng đội và mấy chục tu luyện giả linh hồn áo nghĩa của quân đoàn Hùng Phong cùng xuất hiện trên từng chiếc chiến hạm khác nhau. Ầm ầm. Theo Thái A cầm đầu, từng thủ ấn xuất hiện, trên trăm chiến hạm phi hổ lập tức ầm ầm hoạt động, trong lúc mơ hồ tạo thành đội hình đáng sợ. Oanh kích Minh Linh, sát. Thái A phất tay, nguyên lực cũng bộc phát dữ dội. Giống giống. Nghe vậy, tất cả chiến hạm phi hổ lập tức có hành động, đầu hổ như vật sống, chúng gào thét đinh tai nhức óc, không gian chấn động làm nhiều người chấn kinh. Tất cả chiến hạm phi hổ không ngừng vỗ cánh, khí tức sát phạt bao phủ thiên địa, sát khí đáng sợ bao phủ trời xanh, năng lượng đen nhánh nhắm thẳng vào Minh Linh, năng lượng trong miệng hổ bay ra ngoài như thiên thạch, giống như sóng xung kích quét qua tất cả mọi hướng. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Chỉ trong nháy mắt năng lượng đen nhánh nổ tung như quả bom, vạch phá bầu trời, mang theo tất cả những gì nằm trong phạm vi nổ của nó, tiêu diệt đại quân Minh Linh trên đường nó đi qua. Ầm ầm. Năng lượng nổ tung, âm thanh nổ tung chấn nhiếp linh hồn, tiếng nổ vang sinh ra lỗ đen thật lớn, sức nổ khủng khiếp làm thiên băng địa liệt, khí kình khủng bố quét qua bầu trời giống như vô số pháo hoa nổ tung. Đây tuyệt đối là lực lượng hủy diệt tất cả, sơn mạch run động thật mạnh, thiên băng địa liệt, chấn động như thế làm cả thế giới lay động. Giết! Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Thái A lại phát tay lần nữa, chỉ trong nháy mắt hơn trăm viên đạn năng lượng bắn thẳng vào đại quân Minh Linh trước mặt. Rầm rầm rầm. Dưới vô số ánh sáng hủy diệt kia, khí tức giết chóc bao phủ không gian, vô số đỉnh núi bị dư âm ảnh hưởng san bằng thành bình địa. Đại quân Minh Linh cũng điêu linh. Trong đại quân Minh Linh còn chưa kịp có tiếng kêu thảm thiết vang lên đã hóa thành khói đen. Giết! 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 Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Trên trăm chiến hạm phi hổ hóa thành trận hình khủng bố, từng đạo năng lượng công kích khủng bố từ chiến hạm phi hổ bắn ra ngoài. Đây là ác mộng của đại quân Minh Linh, những nơi đi qua đều hủy diệt, căn bản không có bất luận Minh Linh nào có thể chống lại. Dưới oanh kích liên tục như vậy, trăm vạn Minh Linh bị chu sát mấy chục vạn, những pháo hôi chân chính không ngừng rơi xuống. Hô! Xì xào! Nhìn thấy cảnh tượng này,
Quân đoàn Thiết Huyết và quân đoàn Phá Vân đều hít khí lạnh, không dám tin tưởng, những chiến hạm này khủng bố tới mức đáng sợ. Băng Thiên Lý và Mục Hân Nhiên đang giao thủ dưới đất, đám người Hàn Minh cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Những chiến hạm này lợi hại, tất cả tu vị niết bàn cảnh đi hủy diệt chúng. Thời điểm này Hàn Minh và Hàn Hồn rung động rất mạnh, thấy mấy chục vạn minh linh bị tiêu diệt, hai mắt đỏ rực, lập tức hét lớn, chính mình đang dây dưa với Hàn Minh lại không thể thoát thân. Siêu siêu. Nghe vậy, trong đại quân minh linh có hơn 10 thân ảnh phóng thích khí tức niết bàn cảnh lao ra, không dưới 20 niết bàn cảnh thoát thân đi theo, lập tức lao thẳng về phía các chiến hạm. Đến đây đi. Thái A cười lạnh, phất tay hành động, chiến hạm phi hổ cấp 5 dưới chân như mãnh hổ thức tỉnh, một đạo năng lượng quang cầu phá không bắn thẳng vào hơn 20 tên niết bàn cảnh minh linh đang lao tới. Ầm ầm. Âm thanh nổ tung vang lên, hơn 20 minh linh tu vị niết bàn cảnh đang lao tới hóa thành mảnh vỡ, tan biến trong hư vô. Xoẹt. Thời điểm mọi thứ khôi phục bình thường, không gian hư vô xuất hiện 16 linh tinh, còn có mấy minh linh tu vị niết bàn cảnh chật vật thê thảm lui ra phía sau. Chiến hạm phi hổ cấp 5 oanh kích một lần đánh chết 16 minh linh tu vị niết bàn cảnh. Xì sao. Uy năng này làm tất cả người có mặt ở đây khiếp sợ và chấn động, lực lượng cỡ này quá khủng khiếp. Mấy minh linh tu vị niết bàn cảnh còn lại chật vật rút lui, cả đám vô cùng sợ hãi, bọn họ không có khả năng chống lại oanh kích như vừa rồi. Chiến hạm phi hổ cấp 5, giá trị chế tạo hơi đắt một chút. Lục Lâm Thiên tươi cười, hắn rất hài lòng uy năng của chiến hạm phi hổ cấp 5, nó không kém suy nghĩ của hắn bao nhiêu cả. Nhưng chiến hạm phi hổ cấp 5 này cần vài chục tu luyện giả linh hồn nghĩa tu vị niết bàn cảnh và Thái A dùng thời gian vài năm mới tạo ra. Không nói trước tiêu hao nhân lực và tài liệu cùng thời gian, đối với tuyên cổ cảnh cho dù là tuyên cổ cảnh cao giai cũng là con số khổng lồ. Vì luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 5 này, tài liệu luyện khí trên người Lục Lâm Thiên tiêu hao khá nhiều, về phần quân đoàn Hùng Phong bắt đầu thu thập tài liệu luyện khí, không nói tài liệu không đủ đẳng cấp luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 5, số lượng cũng còn xa mới đủ. Chúng ta có chiến hạm cứu viện, giết A-H. Đệ tử quân đoàn Phá Vân. Quân đoàn Thiết Huyết nhìn thấy uy lực khủng bố của chiến hạm, sau rung động là sôi trào, chiến ý dâng lên, lập tức xung phong liều chết, hai mắt đỏ rực, sát ý bộc phát. Là đoàn trưởng đến. Hình như là chiến hạm của Thái A, quân đoàn Hùng Phong chúng ta có hạm đội. Trong sơn mạch xa xa, mấy ngàn đệ tử quân đoàn Hùng Phong nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám vô cùng kích động. Là hạm đội của quân đoàn Hùng Phong đoàn trưởng và Thái A đến, giết cho ta. Đôi mắt Hổ Hải vui mừng, đã sớm nhịn không được, thấy thế hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông vào chém giết với minh linh. Giết A-H. Mấy ngàn đệ tử quân đoàn Hùng Phong bay lên không, cầm chặt linh khí, nguyên lực bộc phát hội tụ thanh thế kinh người. Giết. Giống. Giống. Thái A phất tay ý bảo, trên trăm chiến hạm phi hổ lại oanh kích lần nữa, hổ gầm rung trời, năng lượng quang cầu lướt đi như sao băng, sau đó nổ tung trong đại quân minh linh. Đánh chết minh linh như không có gì. Phổ tướng, một viên minh linh linh tinh thủy thuộc tính tuyên cổ cảnh sơ giai đỉnh phong, có lẽ có tác dụng không nhỏ với người đâu. Lục Lâm Thiên đạp không đứng đó, nhìn vô tướng sau lưng, nói một câu. Tuy vô tướng tu luyện không gian áo nghĩa, nhưng chủ thuộc tính của hắn là thủy thuộc tính, nghe vậy ánh mắt lập tức nhìn thẳng vào minh linh tuyên cổ cảnh sơ giai đang giao thủ với phong hỏa, nói nhỏ. Thiếu chủ, minh linh linh tinh đó là của ta. Vừa dứt lời, không gian áo nghĩa phóng thích, vô tướng nói xong liền biến mất tại chỗ. Người này rất mạnh. Băng Thiên Lý và Mục Hân Nhiên hai người nhìn thấy thân ảnh vô tướng biến mất không tiếng động, biến mất bọn họ ở gần trong gang tấc cũng không phát giác ra, lập tức chịu nghẹn họng nhìn chân chối, lúc này càng hiếu kỳ nhìn Lục Lâm Thiên. Chưa nói xưng hô thiếu chủ vừa rồi, trong lòng Băng Thiên Lý cùng Mục Hân Nhiên không đoán ra được thân phận chân chính của Lục Lâm Thiên. Có một tôi tớ là tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, địa vị của người này tuyệt đối không nhỏ. Bang bang. Thời điểm thân ảnh vô tướng xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện bên cạnh trận đấu của phong hỏa và minh linh tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai, hắn không khách khí tham gia vào trận chiến này. Xuy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ. Giết. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên biến mất, ánh mắt nhìn qua hư không, Mục Hân Nhiên cùng Băng Thiên Lý nhìn nhau. Không quan tâm bản thân trọng thương, cũng gia nhập chém giết minh linh. Dùng thực lực của Băng Thiên Lý, Mục Hân Nhiên hai người,
cho dù lúc này trọng thương nhưng chém giết Minh Linh không thành vấn đề. Thời không loại y, tê thiên liệt địa chảo. Thân ảnh xuất hiện lần nữa, Lục Lâm Thiên xuất hiện bên cạnh hai tên tuyên cổ cảnh sơ giai, thời không loại y bao trùm không gian, một chảo xé rách hư không bộc phát. Xíu, yêu yêu. Một chảo này làm tên Minh Linh tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai không cách nào phản kháng, thời không áo nghĩa trói buộc tất cả, tránh cũng không thể tránh, khí tức âm hàn chung quanh không bị Lục Lâm Thiên nhìn thẳng. Ô ô, một chảo này mang theo lực lượng hủy diệt và khí nóng, Minh Linh tuyên cổ cảnh sơ giai hét thảm, thân hình bị bóp nát, một viên linh tinh bị Lục Lâm Thiên thu vào trong túi. Tất cả mọi người lùi cho ta, mau lui lại. Sốt cuộc Hàn Minh giao thủ không phân cao thấp với Hàn Hồn quát lên chói tai, trăm vạn Minh Linh chỉ trong thời gian ngắn còn lại một nửa, ba tuyên cổ cảnh sơ giai chết hai người, nhìn thấy đại thế đã mất nên muốn bỏ trốn. Muốn chạy trốn sao, đừng hòng. Hàn Minh đã sớm quan sát tình huống chung quanh, giờ phút này nhiệt huyết bành trướng, hắn sẽ không dễ dàng thả Hàn Hồn rời đi, lập tức vận dụng công kích đánh thẳng vào Hàn Hồn. Hàn đoàn trưởng, ta tới trợ giúp ngươi một tay. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện bên cạnh Hàn Minh cùng Hàn Hồn, không gian này chấn động rất mạnh, chung quanh bất kể là nhân tộc hay là Minh Linh đều không dám tới gần. Lục lão đệ cẩn thận một chút, Hàn Hồn này rất lợi hại, Hàn băng âm khí rất quỷ dị, thực lực còn trên diệt hồn. Hàn Minh nói chuyện lại đối trưởng với Hàn Hồn, sau đó lảo đảo lui ra phía sau. Đạp đạp, Hàn băng âm khí bao phủ ngập trời, thân hình Hàn Minh nhân cơ hội này lui tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Tuy ngoài miệng không cho Hàn Hồn rời đi, nhưng mà trong lòng Hàn Minh lại biết, hôm nay cho dù đánh chết trăm vạn Minh Linh cũng khó mà lưu Hàn Hồn lại. Minh Linh tu vị tuyên cổ cảnh trung giai muốn rời đi, cho dù là cường giả tuyên cổ cảnh cao giai cũng không nhất định đánh chết, huống chi Hàn Hồn còn không phải Minh Linh bình thường. Hàn băng âm khí sao, ta thử xem. Hàn Minh thừa cơ thối lui đến bên người Lục Lâm Thiên, muốn nói cái gì đó, nhưng lại nhìn thấy một đạo tàn ảnh lướt qua người mình. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đã tiến tới phía trước. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Hàn Hồn nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt ngưng trọng, hai Minh Linh tuyên cổ cảnh sơ giai trực tiếp chết trong tay nam tử áo xanh này, chuyện này làm cho Hàn Hồn không dám khinh thường, thậm chí còn đề phòng hơn cả Hàn Minh. Tâm thần quan sát, Hàn Hồn cảm giác nam tử áo xanh này còn khó đối phó hơn Hàn Minh rất nhiều. Người giết ám linh. Lục Lâm Thiên tươi cười đạm mạc. Thì ra là tiểu tử ngươi. Người chết chắc rồi. Nghe vậy, Hàn Hồn đỏ mắt, khí thức âm lệ bộc phát dữ dội, âm khí quanh người bạo phát dữ dội, lập tức chiếm giữ không trung, khí tức băng hàn bao phủ linh hồn người ta. Lục lão đệ, Hàn Hồn đang thi triển át chủ bài, người cẩn thận. Hàn Minh ngẩng đầu, lập tức quát. Quả nhiên còn mạnh hơn Hàn Hồn, tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong tới gần tuyên cổ cảnh hậu kỳ A, cường giả phệ hồn nhất tộc không ít. Lục Lâm Thiên thì thào. Hắn ngưng kết thủ ấn quỷ dị khó lường, hắn trực tiếp thôn phệ năng lượng thiên địa, khí tức hủy diệt không ngừng bao phủ các nơi. Phệ hồn thương. Thời điểm Hàn Minh dứt lời, Hàn Hồn hét lớn một tiếng, hai tay ngưng kết thủ ấn quỷ dị, năng lượng băng hàn bao phủ hư không, phong vân biến sắc, lập tức ngưng tụ một trường thương hàn băng lớn bằng nắm tay trẻ con. Oanh! Từ khi trường thương xuất hiện, thiên địa rung rung, năng lượng thiên địa và không gian chung quanh cũng bị cắn nuốt. Thời điểm năng lượng âm hàn cũng bị thôn phệ vào trường thương, lực lượng khủng khiếp cắn nuốt tất cả hy vọng của mọi người. Lục Lâm Thiên đứng lơ lửng, chung quanh thân hình của hắn có khí tức quỷ dị bao quanh, ánh mắt Hàn Minh nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Khí tức hủy diệt tỏa ra làm Hàn Minh run sợ, không rõ tại sao nguyên lực trong người bị áp chế. Ken két, đột nhiên sơn mạch phía dưới rạn nứt, khe hở không ngừng lan tỏa ra các nơi, thiên địa trở nên hoang vu. Năng lượng vô hình tỏa ra các hướng thôn phệ năng lượng ven đường và bao phủ các nơi. Lực lượng hủy diệt này bao phủ linh hồn và cắn nuốt tất cả. Chỉ trong nháy mắt Minh Linh đang giao thủ với nhân tộc đều bị khí tức hủy diệt này làm khiếp sợ. Bá bá! Tiểu tử, đi chết đi! Hàn Hồn quát một tiếng, phá không lao về phía Lục Lâm Thiên, tay cầm trường thương đâm thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Xoẹt! Những nơi trường thương đi qua, không gian chung quanh tan nát. Tất cả mọi thứ hóa thành bụi phấn, khí tức băng hàn bao phủ toàn bộ thiên địa. Một kích mạnh nhất của Hàn Hồn, tu vi tuyên cổ cảnh cao giai cũng khó có thể chống lại chính diện. Hắn có thể chống lại không? Thực lực thật mạnh, không biết đoàn trường có thể ngăn cản không? Thời điểm vạn chúng chú mục,
Trong nháy mắt này, trong đôi mắt của Lục Lâm Thiên bắn ra tinh quang sáng ngời, khí tức lăng lệ bộc phát, lúc này một đạo uy áp thiên địa hàng lâm, uy áp này mang theo lực lượng hủy diệt tất cả. Dưới uy thế hủy diệt này, khí tức hủy diệt vô cùng vô tận từ trong hư không bộc phát ra ngoài. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, dùng Lục Lâm Thiên làm trung tâm, khí tức hủy diệt này lan tỏa ra các hướng, khí tức này có thể hủy diệt thương sinh. Bát hoang thiên địa quyết, nhị quyết nghịch thiên thế, nhất chỉ hủy thiên địa. Thời điểm trường thương hủy diệt bắn tới trước mặt, Lục Lâm Thiên quát to như sấm, trường bào màu xanh run lên, năng lượng vặn vẹo, hắn lập tức điểm ra một chỉ. Rầm rầm rầm, một chỉ này làm hư không tan vỡ, vạn vật yên diệt, làm cho lòng người sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Xuy, một chỉ này tiêu diệt sinh cơ, hủy diệt hàng lâm, dưới ánh mắt của nhiều người, một chỉ này va chạm với phệ hồn thương của hàn hồn. Loại này va chạm này làm tâm thần nhiều người chấn động, sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hư không yên tĩnh, loại yên tĩnh này làm nội tâm của mọi người sinh ra cảm giác áp lực, linh hồn chấn động bất định. Xuy xuy, mọi người nhìn thấy một chỉ diệt thế này va chạm với phệ hồn thương, năng lượng hàn băng trong đó chỉ duy trì trong ngắn ngủi sau đó rút đi. Vào thời điểm mọi người còn chưa khôi phục tâm thần, bọn họ nhìn thấy không gian nghiền nát, năng lượng khủng bố trong trường thương chưa phun trào đã bị một chỉ này tiêu diệt. Thế công của một chỉ diệt thế không giảm, nó vẫn bay về phía trước, một chỉ này không ngừng biến lớn trong mắt hàn hồn, nó xuất hiện gần hàn hồn trong gang tấc. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, tại sao? Hàn hồn mở to đôi mắt tuyệt vọng và sợ hãi, hắn không cam lòng, trên người bộc phát khí tức hủy diệt đáng sợ. Phanh! Thân hình hàn hồn run lên, khí tức diệt thế bao phủ thân hình hắn, thân hình tan vỡ, hư không dung chuyển đáng sợ, tất cả tan biến không còn gì cả. Năng lượng diệt thế này quanh quẩn thật lâu, bầu trời phải thật lâu sau đó mới khôi phục lại được. Một chiêu đánh chết minh linh tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, gọn gàng, dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre. Lực lượng hủy diệt bá đạo làm người ta không thể không sợ hãi. Khóe miệng Lục Lâm Thiên có máu chảy ra. Không nghĩ tới với thực lực của mình thúc dục bát hoang thiên địa quyết đệ nhị quyết lại tiêu hao không còn, nhưng uy lực của bát hoang thiên địa quyết đệ nhị quyết lại làm nội tâm Lục Lâm Thiên thỏa mãn. Đệ nhị quyết là hủy diệt chân chính, dưới một chỉ này hư không tan biến, sơn hà vỡ nát. Sau một lát, đám người đứng ngoài mới hít khí lạnh và nuốt nước bọt sợ hãi. Vạn chúng chú mục, thân ảnh nam tử áo xanh lúc này đứng vững trong hư không. Thân ảnh cao ngạo và bá đạo sinh ra khí tức diệt thế, hắn quá đáng sợ. Lúc này đám người băng thiên lý, hàn minh, mục hân nhiên, phong hỏa bỡ ngỡ run rẩy, loại uy năng này với bọn họ là quá khủng bố. Đây là thực lực của đoàn trường sao? Mấy ngàn đệ tử quân đoàn Hùng Phong vẫn nhìn vào hư không, hai nắm đấm siết chặt, nội tâm rung động, giờ phút này trong lòng mọi người, thân ảnh áo xanh đã khắc sâu vào nội tâm. Xuy. Một linh tinh tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên, hắn nhìn mọi người chung quanh, lãnh đạm nói. Đợ upsilon.ng đến nhân tộc ta, giết không tha. Giọng nói bình thản nhưng chẳng khác gì sấm sét, uy thế bá đạo tuyệt luân. Đợ upsilon.ng đến nhân tộc ta, giết không tha. Giết! Lúc này từng tiếng hò reo vang lên, hiện tại cho dù là quân đoàn Hùng Phong hay là quân đoàn Phá Vân. Hoặc là quân đoàn thiết huyết, thời điểm nghe thân ảnh áo xanh nói thế đều kích động, nhiệt huyết sôi trào, sát ý bộc phát. Đối mặt với nhân tộc chiến ý sôi trào, đại quân minh linh bên này binh bại như núi đổ. Trong khí thế đáng sợ này, kế tiếp không còn gì để nói. Lui, mau lui lại. Trốn, chạy mau. Minh linh gào thét, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn họ nhanh chóng bỏ chạy tứ tán. Trốn chỗ nào? Hôm nay không có kẻ nào có thể thoát được. Thái A dẫm lên bong thuyền chiến hạm phi hổ cấp 5, thân ảnh đạp không lao đi, sát ý trong mắt bộc phát, lạnh lùng hô. Bố trí kiền khôn hồn dương sát thiên trận. Vâng, nghe Thái A nói thế, từng chiếc chiến hạm phi hổ lập tức kết trận. 8 tu luyện giả linh hồn áo nghĩa tu vị niết bàn cảnh và 28 tu luyện giả linh hồn áo nghĩa tu vị đại đạo cảnh. Còn có 6 tu luyện giả không gian áo nghĩa và thời gian áo nghĩa bay lên cao, bọn họ đứng ở các phương vị kết thành trận pháp huyền diệu. Kiền khôn hồn dương sát thiên trận. Mọi người cùng kết thủ ấn thúc cục trận pháp hoạt động. Trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài sơn mạch có vô số cột sáng bay lên cao, giao thoa lẫn nhau,
trong thời gian cực ngắn hình thành vòng sáng năng lượng bao phủ các hướng. Hào quang năng lượng che khuất bầu trời, uy thế kinh khủng bao phủ các nơi, sát ý sôi trào. Dùng tà ảnh hồn dương kiếm làm trận nhãn, ngưng tụ kiền khôn hồn dương sát thiên trận. Mi tâm thái A có tà ảnh hồn dương kiếm lướt đi, khí tức nóng bỏng bao phủ hư không. Khi tà ảnh hồn dương kiếm rơi vào giữa không trung, nó lập tức biến mất không thấy gì nữa, khí tức nóng cháy bao phủ các nơi, áp chế nội tâm mọi người. Ầm ầm, cuồng phong gào thét, phong vân kích động, trong thiên địa tập trung các loại năng lượng tà ác, cả thiên địa lúc này bị sát khí tàn bạo bao phủ. Trong lúc vô hình người thực lực thấp sẽ bị ảnh hưởng, cái uy áp khủng khiếp tỏa ra làm người ta sợ hãi. Đại trận thật cường đại, tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng bố trí, trận pháp danh gia cũng khó sánh bằng, hạm đội, đại trận, Lục Lâm Thiên và Thái A rốt cuộc có địa vị gì. Cảm giác được khí tức đại trận, Băng Thiên Lý, Mục Hân Nhiên, Phá Thổ, đám người Hàn Minh rung động nhìn nhau. Rầm rầm rầm, cột sáng năng lượng rơi xuống. Vô số minh linh hóa thành sương mù, linh tinh lơ lửng, trực tiếp bị chu sát trong đại trận. A hát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng các nơi, vô số minh linh vẫn lạc, trong đó tu vị niết bàn cảnh không thể chống lại bao lâu, cuối cùng vẫn bị giết. Nhân tộc đã sớm tập trung lại một nơi, nhìn thấy cảnh này liền khiếp sợ không nhỏ. Đại ca lựa chọn đúng người rồi, trọng trấn quân đoàn Hùng Phong. Truy Mệnh ngẩng đầu, đôi mắt kích động, hai tay siết chặt. Trong đại trận chỉ có một minh linh tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai đỉnh phong vẫn còn trèo trống. Đi chết đi. Lúc này thân ảnh vô tướng xuất hiện trước mặt đối thủ, sau khi giao thủ vài chiêu đã đánh đối thủ trọng thương, lại tìm được cơ hội ngưng kết thủ ấn, một thủ ấn hình thành giáng xuống. Không không ấn. Trong thời gian ngắn, thủ ấn của vô tướng đánh thăng lên người tên minh linh tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai. Bành. Tên minh linh tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai bị thủ ấn của vô tướng đánh chết, trong đại quân minh linh không còn cường giả tỏa chấn, lúc này chỉ có thể biến thành đối tượng bị đồ sát. Thảm trạng này rất ít khi xảy ra trong đại chiến minh linh và nhân tộc, trăm vạn minh linh gặp phải đồ sát thảm thiết. Đại chiến trong sơn mạch thủy tinh đã qua 5 ngày, lần này minh linh tổn thất trăm vạn đại quân, đánh chết trên trăm minh linh tu vị niết bàn cảnh, ba tuyên cổ cảnh sơ giai, một tuyên cổ cảnh trung giai. Tin tức này sớm truyền ra ngoài. Nhưng không ít người không biết là, trên thực tế đánh chết tới 4 tuyên cổ cảnh trung giai. Lúc này toàn thắng đã làm đệ tử quân đoàn Hùng Phong sôi trào, đại trận và hạm đội khủng bố làm cho đệ tử quân đoàn Hùng Phong cảm thấy nhiệt huyết bành trướng. Chu sát trăm vạn minh linh, đây là toàn thắng, loại này chiến tích này cho dù là quân đoàn cao cấp nhất vẫn không làm được. Tổng bộ quân đoàn Hùng Phong có hơn 10 người đang ngồi, Truy Mệnh, Hồ Hải, Nham Sơn, thậm chí là Bì Bang cũng đang ngồi đấy. Vô tướng, Lý Cụ, Vu Mã Tam Giới, Bắc Đông, Tô Nhan cũng ở đây, nhưng đám người vô tướng, Vu Mã Tam Giới, Lý Cụ cung kính đứng sau lưng Lục Lâm Thiên và Thái A. Còn có Hàn Minh, Phá Thổ, Hỏa Phong, Băng Thiên Lý, Mục Hân Nhiên, cùng với một ít cường giả trong quân đoàn Phá Vân quân đoàn Thiết Huyết cũng đang ngồi đây. Ánh mắt tất cả mọi người đang nhìn Lục Lâm Thiên và Thái A. Không ít trong ánh mắt vẫn chưa hết rung động, đại chiến trong sơn mạch thủy tinh làm mọi người khiếp sợ hai người bọn họ, chấn động thật sự quá lớn. Hàn đại ca, cảm tạ quân đoàn Thiết Huyết tương trợ, thu hoạch linh tinh cũng có phần của quân đoàn Thiết Huyết. Mọi người nhìn mình, Lục Lâm Thiên giao một nhẫn chữ vật cho Hàn Minh. Hàn Minh tiếp nhận nhẫn chữ vật, vừa nhìn qua liền khiếp sợ, bên trong có nhiều linh tinh, trọng yếu nhất là còn có một viên linh tinh tuyên cổ cảnh sơ giai. Tuy là linh tinh không thể đánh đồng với những người đã chết, nhưng mà từ trình độ nào đó mà nói, số linh tinh này đã vượt qua giá trị thương vong của đoàn Thiết Huyết lúc này. Ta không khách khí, đa tạ Lục huynh đệ. Hàn Minh ngạc nhiên với sự hào phóng của Lục Lâm Thiên, cũng không có khách khí, bởi vì hắn biết đó không phải dành riêng cho mình, mà là quân đoàn Thiết Huyết lúc này chết tổn thương quá lớn, hắn cũng phải có bàn giao và đền bù tổn thất với thủ hạ. Mấy cường giả quân đoàn Thiết Huyết thấy thế cũng vui vẻ. Cực kỳ thỏa mãn với biểu hiện của quân đoàn Hùng Phong. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn người trong đại điện, lập tức nói với Phá Thổ. Phá Thổ đoàn trưởng, ta hiện rất trân trọng nói cho người biết, Diệt Hồn đã chết, đây là linh tinh của hắn. Vừa dứt lời, trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện một viên linh tinh, khí tức âm hàn tỏa ra làm cho những người thực lực thấp chấn động, năng lượng chấn động trên linh tinh làm người ta sợ hãi. Đây là linh tinh của Diệt Hồn, trong nội thế giới Thái Cổ U Minh Viêm.
ba người diệt hồn không kiên trì bao lâu đã bị luyện hóa thành hư vô. Đây là linh tinh diệt hồn. Phá thổ, băng thiên lý, mục hân nhiên, Hàn Minh nhìn vào linh tinh trong tay Lục Lâm Thiên, từ khí tức tỏa ra, khí tức diệt hồn vẫn còn cho nên không khó nhận ra. Đại ca, thù của ngươi được báo rồi. Hai mắt Truy Mệnh run lên, dần dần ướt át, hắn quỳ xuống và nói. Đa tạ đoàn trưởng báo thù cho đại ca. Nghiêm trọng rồi, ta bây giờ là đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, báo thù cho truy hồn đoàn trưởng là việc nên làm. Lục Lâm Thiên dùng lực lượng nhu hòa nâng Truy Mệnh dậy, gật đầu với Truy Mệnh, lại nói với Phá Thổ. Phá Thổ đoàn trưởng, đổ ước ngươi còn nhớ rõ chứ? Nghe vậy, Hàn Minh, Hồ Hải, Nham Sơn, Băng Thiên Lý nhìn Phá Thổ, lúc trước lập thành đổ ước Hàn Minh và Băng Thiên Lý đều là nhân chứng. Ai giết diệt hồn, quân đoàn đối phương sẽ đổi chủ, nói rõ chính là chiếm đoạt. Phong Hỏa và không ít cường giả quân đoàn Phá Vân ánh mắt co rúm lại, vô thanh vô tức nhìn Phá Thổ, chờ hắn trả lời. Ha ha! Mọi người nhìn mình, Phá Thổ cười to, tiếng cười lại mang cảm giác bất đắc dĩ và đắng chát, cũng có chút tự giễu. Khi tiếng cười thu liếm, Phá Thổ đứng lên, nhìn Thái A, ánh mắt lại nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ta thua! Ngay từ đầu đã thua, truy hồn tìm được người nối nghiệp tốt, ta tâm phục khẩu phục, từ nay về sau, quân đoàn Phá Vân đổi thành quân đoàn Hùng Phong, nếu Lục đoàn trưởng không chê ta, ta sẽ đi theo Lục đoàn trưởng. Đoàn trưởng, Phong Hỏa và mấy cường giả quân đoàn Phá Vân đang ngồi đây kêu lên. Phá Thổ giơ tay bảo mọi người không nói, lại nhìn Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi nhúc nhích, xem ra Phá Thổ là hán tử không tệ, tuy lúc trước có xung đột cùng mâu thuẫn. Nhưng từ lập trường không sai, lúc này nói. Quân đoàn Phá Vân nhập vào quân đoàn Hùng Phong, Phá Thổ đoàn trưởng và Truy Mệnh phó đoàn trưởng cộng đồng đảm nhiệm chức phó đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong. Bái kiến đoàn trưởng. Phá Thổ nghe xong lại sững sờ, lúc này hành lễ. Cường giả quân đoàn Phá Vân nhìn nhau, lại cùng hành lễ. Bái kiến đoàn trưởng. Mục Hân Nhiên thấy thế, đôi mắt chấn động, lúc này âm thầm đánh giá nam tử áo xanh trước mặt. Người quân đoàn Phá Vân hành lễ, chỉ có Phong Hỏa vẫn đứng đó, có chút không biết làm sao, trong lòng bất định. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua Phong Hỏa, nói nhỏ. Phong Hỏa, chẳng lẽ ngươi có ý định khác? Phong Hỏa cắn răng, nói. Ta tự biết trong quân đoàn Hùng Phong không có chỗ ngồi, đắc tội Truy Mệnh và Hồ Hải, cũng có lỗi với Lục đoàn trưởng, cho nên ta nên rời khỏi mới tốt. Vừa dứt lời, Phong Hỏa rời đi. Phong Hỏa. Quân đoàn Hùng Phong đang lúc dùng người, ngươi lại là phó đoàn trưởng quân đoàn Phá Vân, cường giả tuyên cổ cảnh sơ giai, nếu ngươi đi là tổn thất của quân đoàn Hùng Phong. Lục Lâm Thiên nhìn Phong Hỏa, nói. Nếu ngươi nguyện ý, chức trung đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong sẽ do ngươi đảm nhiệm, Hồ Hải có an bài khác. Đoàn trưởng, ngươi nói thật sao? Phong Hỏa sững sờ, dường như có chút không tin, nhưng hắn thấy sắc mặt Lục Lâm Thiên nghiêm túc, lập tức cung kính hành lễ. Bái kiến đoàn trưởng. Ha ha, chúc mừng Lục lão đệ. Hàn Minh mỉm cười, ánh mắt rung động, đến thời điểm này hắn cũng không khó biết rõ, từ khi mới bắt đầu Phá Thổ đã bị tính kế, trong khoảng thời gian ngắn, quân đoàn Hùng Phong chiếm đoạt quân đoàn Phá Vân, chiêu bài của quân đoàn Hùng Phong xem như bảo trụ. Lúc này quân đoàn Hùng Phong đã đánh chết trăm vạn đại quân Minh Linh, quy mô chiến thắng to lớn, đánh chết mấy tên cường giả tuyên cổ cảnh sơ giai và trung giai của phệ hồn nhất tộc. Ngay cả thiếu chủ ám linh của phệ hồn nhất tộc cũng bị đánh chết, đây là đại công không tầm thường, chờ ta trở về quân bộ liên minh, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thỉnh công cho quân đoàn Hùng Phong. Băng Thiên Lý đứng dậy, ôm quyền nhìn Lục Lâm Thiên, lúc này trong mắt vô cùng cung kính, cũng không dám có ngạo khí, đối diện thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế không là gì cả. Vậy đa tạ băng đoàn trưởng, trong đó có không ít công lao của quân đoàn Thiết Huyết và hai vị. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Ha ha! Hàn Minh, Băng Thiên Lý cười làm lành, nhìn Lục Lâm Thiên vui vẻ, mọi người rõ ràng, nam tử bình đạm trước mặt và người sau lưng hắn đều là sát thần. Vào đêm, bầu trời thâm thúy, ánh sao lập lòe, trăng mờ thanh tĩnh, không gian tiêu diều tĩnh mịch, lúc này sâu trong sơn mạch có hai tiếng gào thê lương vang lên sau đó biến mất không thấy gì nữa, làm người ta sơn gai ốc. Bốn tuyên cổ cảnh trung giai, trên trăm niết bàn cảnh, trăm vạn đại quân không sót một ai. Phệ hồn nhất tộc ta chưa từng thảm bại như thế. Bỗng dưng có tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời đêm, khí tức thật lâu mới bình thường trở lại.
Oanh! Lúc này bầu trời xuất hiện mây đen cuồn cuộn, không ngừng trấn áp nơi nơi. Ầm ầm! Đột nhiên trên đỉnh núi vang lên tiếng sấm sét, giữa không trung gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Trong sơn mạch điều hưu, núi sông rung chuyển, thiên địa dị tượng hàng lâm phiến không gian này, triều tịch triều trướng, điện thiểm lôi minh. Khí tức năng lượng lạ lẫm bao phủ hư không, cả không gian bị khí tức này thẩm thấu, khí tức sát phạt bộc phát giống như sát thần hàng lâm. Xuy! Trong sơn mạch vô tận, trong đại điện phong cách cổ xưa, một thân ảnh như pho tượng mở mắt ra, ánh mắt bắn ra tinh quang như xuyên thấu qua vách tường, thì thào. Sát khí thật lăng lệ, thiên uy hàng lâm, thiên địa dị tượng, có người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ có đột phá ở gần đây, thiên uy như thế không tầm thường, rốt cuộc là ai có thiên phú này trong quân bộ chúng ta? Vừa dứt lời, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Siêu siêu! Trong không gian tiêu điều, chung quanh ngọn núi có nhiều thân ảnh hiện ra, từng ánh mắt rung động nhìn vào giữa núi. Bất kể là ai, đến dừng lại. Thiên uy hàng lâm ngọn núi, hai nữ một nam ba đạo thân ảnh lập tức đứng giữa không trung, nam tuấn lãng, gương mặt lạnh lùng, khóe miệng tươi cười đầy tà khí, lúc này ánh mắt cảnh giác, đúng là Lục Gia lão bát Lục Tượng. Hai nữ phi phàm, người bên trái đôi mắt sáng như minh châu, mặc trang phục có vài phần nóng bỏng và dã tính, chính là Lục Gia lão cửu Lục Xảo. Bên cạnh là mỹ nữ tuyệt thế, chính là Bố Nhi. Tiểu đội phi linh nghe lệnh, hộ pháp cho đội trưởng. Lục Xảo lơ lửng giữa không trung, thân ảnh nóng bỏng giống mẫu thân, cổ tay trắng phất một cái, lập tức có hơn ngàn thân ảnh lao lên không trung. Tiểu đội phi linh nghe lệnh, không cho ai tiến lên, người vi phạm giết không tha. Hơn ngàn người hét lớn, cố áp chế thiên uy hình thành trận pháp, lập tức bao quanh ngọn núi này, hiển nhiên được huấn luyện nghiêm túc. Nhà đầu Lục Xảo thật có chút thủ đoạn, rất có bóng dáng của đại ca Lục Kinh Vân của nàng. Tiểu đội phi linh không đến một năm đã có xu thế trở thành tinh anh, đã không như lúc trước, huynh muội Lục Kinh Vân đúng là có bổn sự. Mấy tiểu nha đầu kia không tầm thường. Giữa không trung có không ít khí tức than thở, đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mặt đầy rung động. Tất cả mọi người nghe đây, Lục Kinh Vân đang lĩnh ngộ tân sinh áo nghĩa bổn nguyên, ai dám quấy rầy, giết chết bất luận tội. Các người hộ pháp cho hắn, không được sai sót. Một thân ảnh mập mạp như viên thịt, đó là nam tử trung niên mập mạp nhưng khí tức trầm ổn như núi cao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn núi. Vâng. Dám người chung quanh đáp lời, đều phân tán canh gác. Tân sinh áo nghĩa thật mạnh, khí tức sát phạt này cũng chỉ có tiểu tử Lục Kinh Vân mới có. Cũng không biết tiểu tử kia có địa vị gì. Ba tháng trước dùng tu vị đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong đánh chết một tên minh linh tu vị niết bàn cảnh trung giai. Rốt cục dẹp loạn rồi, thiên phú của tiểu tử này thật mạnh. Trong tiếng thấp giọng nghị luận, mọi người cũng dần dần buông lỏng một hơi, ánh mắt nhìn qua ngọn núi. Oanh! Thời điểm khí tức trở lại bình thường, trên ngọn núi có ánh sáng bay lên cao. Trên ngọn núi có một đạo huyết quang phóng lên trời, bắn thẳng vào sâu trong hư không giống như thần thích. Khi huyết quang phóng lên cao, năng lượng trong thiên địa bị thứ gì đó dẫn dắt, năng lượng từ sâu trong hư không thẩm thấu ra, bắt đầu hội tụ vào ngọn núi này. Thanh thế khủng bố làm núi sông rung chuyển. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là tiểu tử Lục Kinh Vân gây ra? Nhiều ánh mắt trong hư không chấn động. Trung niên mập mạp nói. Lục Kinh Vân lĩnh ngộ tân sinh áo nghĩa, lúc này mượn nhờ áo nghĩa bổn nguyên, muốn bắt đầu đột phá niết bàn cảnh. Tiểu tử này lại muốn đột phá sao? Nghe vậy, không ít khí tức chung quanh cảm thán. Rầm rầm rầm. Rốt cuộc ngọn núi cao này không thể thừa nhận năng lượng thiên địa và thiên uy đè ép, liên tiếp bắt đầu nứt vỡ nổ tung, cảnh tượng này vô cùng rung động. Vào lúc ngọn núi vỡ ra, khí tức sát phạt cũng bộc phát, giống như hung thú phóng thẳng lên trời, khí tức không ngừng tăng vọt, thế như trẻ tre, dễ dàng tiến vào cấp độ mới. Khí thế mạnh mẽ làm rất nhiều cường giả trên không trung rung động. Không đúng, không đúng, khí tức này không đúng. Trung niên mập mạp thì thào, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn ngọn núi, nói. Vô dư niết bàn, đây là vô dư niết bàn, Lục Kinh Vân trực tiếp vượt thừa niết bàn đặt chân đến vô dư niết bàn, từ đại đạo cảnh cao giai đặt chân niết bàn cảnh trung giai. Không thể nào, tiểu tử này muốn nghịch thiên a hát. Kháo, còn cho người ta sống không đây? Người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. Năng lượng thiên địa quán trú vào quá mạnh, rốt cục triệt để áp ngọn núi sụp đổ thành cho tàn. Ngao! Nhưng vào lúc này,
trong ngọn núi có tiếng long ngâm hổ khiếu vang vọng trời xanh, vang vọng thiên địa, lập tức huyết quang phóng thẳng lên trời. Rầm rầm rầm, một thân ảnh phóng lên cao, không gian chung quanh nổ tung như núi lửa phun trào, tiếng nổ đinh tai nhức óc, năng lượng khủng khiếp áp chế hư không, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện giữa trời. Vào lúc tất cả ánh mắt tập trung vào thân ảnh này, mọi người nín thở quan sát. Thân ảnh này là thanh niên mày kiếm, đôi mắt nhắm chặt mở ra, huyết quang lóe sáng, khí tức sát phạt giống như cây búa nện vào hư không. Khí thế thật mạnh, từng ánh mắt cảm thán, cảm giác được khí tức lăng lệ bàng bạc này, rất nhiều cường giả động dung. Bái kiến đội trưởng, hơn ngàn thân ảnh chung quanh thi lễ với thanh niên, trong mắt mang theo vẻ cung kính tuyệt đối. Thanh niên ngẩng đầu nhìn vào sâu trong hư không, dường như có cảm ứng nhưng không thu hoạch được gì, lập tức thu hồi ánh mắt ngạc nhiên. Trên hư không, một thân ảnh như tượng đá lơ lửng sâu trong hư không, thân ảnh nhìn xuống dưới, thì thào. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa còn có thiên phú cỡ này, thật sự là không nghĩ tới, thiếu chút nữa bị hắn phát hiện, thú vị. Thì thào xong, thân ảnh ấy cũng lập tức biến mất vào sâu trong hư không. Quân đoàn Phá Vân sát nhập vào quân đoàn Hùng Phong, tăng thêm phong hỏa và phá thổ làm cho đệ tử tinh anh của quân đoàn Phá Vân tăng thêm mấy vạn. Cảnh tượng trong sơn mạch thủy tinh đã làm đệ tử quân đoàn Hùng Phong không có bao nhiêu mâu thuẫn, tất cả đều sát nhập thuận lợi. Ngược lại Lục Lâm Thiên và Thái A hai người bị thêm mắm thêm muối, sớm biến thành truyền kỳ truyền khắp mấy chục vạn đệ tử quân đoàn Phá Vân. Lục Lâm Thiên và Thái A đánh bại trăm vạn đại quân Minh Linh, một chiêu đánh chết cường giả Minh Linh tu vị tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong cũng truyền ra như thật, cảnh tượng như thần tích, người nghe cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sơn mạch thủy tinh khôi phục như thường, từ lời truy mệnh, Lục Lâm Thiên cũng biết số lượng tinh thạch thế giới chính thức trong sơn mạch thủy tinh, trong sơn mạch thủy tinh có không ít tinh thạch thế giới, dựa theo quy định, 5 thành thuộc về liên minh tổng bộ, 5 thành thuộc về mình, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên có vài ý định. Thái A trong khoảng thời gian này bận rộn rất nhiều, trừ triệu tập tu luyện giả linh hồn áo nghĩa trong quân đoàn Phá Vân gia, tu luyện giả không gian và thời gian áo nghĩa cũng không có buông tha. Chỉ có tu luyện giả lĩnh ngộ vật chất áo nghĩa quá thưa thớt, không tìm được một người. Trừ triệu tập những tu luyện giả linh hồn áo nghĩa này ra, Thái A cũng chỉnh biên quân đoàn Hùng Phong tìm ra không ít người, những người này tìm ra dựa theo thuộc tính nhất định. Thái A, người tìm nhiều người như vậy làm cái gì? Trên quảng trường tổng bộ, đám người Phong Hỏa, Hồ Hải, Nham Sơn nghi hoặc hỏi Thái A. Thái A không đảm nhiệm chức vụ gì trong quân đoàn Hùng Phong. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ sự khủng bố của Thái A, huống chi Thái A cũng là đệ tử của đoàn trưởng, chẳng khác gì người phát ngôn của đoàn trưởng, mọi người cung kính có thừa. Đương nhiên, loại cung kính này thành lập dựa vào lực trấn nhiếp của Thái A lúc ở sơn mạch thủy tinh. Thái A nhìn hơn vạn đệ tử trên quảng trường, sau đó nhìn Phong Hỏa và Hồ Hải, nói. Ta từng nghiên cứu trận pháp hợp kích và quần công trong sách cổ, muốn mọi người thử xem, uy năng có lẽ sẽ tăng lên không ít. Vậy thì tốt, tinh thông trận pháp hợp kích đã ít càng ít, trong quân đoàn chủ chiến không có bao nhiêu người biết, không nghĩ tới ngươi là cao thủ đạo này. Phong Hỏa nghe vậy, sắc mặt vô cùng vui vẻ, có Thái A bố trí đại trận trong sơn mạch thủy tinh, hắn cũng không nghi ngờ bổn sự của Thái A. Thái A cười nhạt, nói với mọi người. Cao thủ thì chưa nói tới, ta chỉ có nghiên cứu qua, kỳ thật sư phụ ta mới là cao thủ ở đạo này, mà sư phụ cũng đạt được chân truyền. Nhưng mà sư phụ không có thời gian tiêu hao trên con đường này mà thôi, bằng không cũng không tới phiên ta múa rìu qua mắt thợ. Vừa dứt lời, Thái A nhìn Phong Hỏa và Hồ Hải, Nham Sơn nói. Trận pháp hợp kích và quần công này các ngươi cũng tham dự, tất cả mọi người cảm thấy thế nào, đây cũng là lần đầu ta thí nghiệm, đoán chừng sẽ có nhiều sơ suất. Không có sao, ngươi chậm rãi thí nghiệm, Phong Hỏa ta nghe ngươi là được. Phong Hỏa nói với Thái A. Sau khi trở thành trung đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, Phong Hỏa lập tức đạt được một viên linh tinh tuyên cổ cảnh sơ giai phong thuộc tính, chuyện này làm cho Phong Hỏa nằm mơ cũng cười. Phong Hỏa tự biết nếu như bảo hắn đánh chết Minh Linh tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai còn khó hơn lên trời, mà viên tinh linh cấp độ tuyên cổ cảnh sơ giai có thể giúp tu vị hắn tiến bộ rất lớn. Vậy thì tốt, ta sẽ thí nghiệm, nếu thành công, đến lúc đó thực lực quân đoàn Hùng Phong sẽ tăng lên rất nhiều. Trong quân đoàn đồng cấp dù không thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng mà ít nhất có thể số 1 số 2. Thái A gật đầu, đôi mắt của hắn mang theo ngạo khí, trước kia nghiên cứu trận pháp, rốt cuộc đã hữu dụng trong thương khung chiến trường,
cũng có thể phát huy tác dụng xứng đáng. Trong thiên trụ giới tầng thứ 7, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi đó, kim quang quanh quẩn toàn thân, Lục Lâm Thiên chuyên tâm lĩnh ngộ như lão tăng nhập định. Thời gian một tháng, trong thiên trụ giới tầng thứ 7, thời gian chênh lệch 70 lần nên thời gian đã qua mấy năm. Sau khi tiến vào thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên vẫn tìm hiểu đại bi cổ đồ. Đại bi cổ đồ đến từ thiên giới mật địa, thời điểm rời khỏi mật địa lão già tóc bạc tặng 6 hộp gấm trong nhẫn chữ vật, nó nằm ở hộp gấm đầu tiên. Nhưng mà Lục Lâm Thiên tìm hiểu đã tốn không ít thời gian, Lục Lâm Thiên từ tin tức biết được, đại bi cổ đồ là siêu cấp cường giả thời kỳ xa xưa lưu lại, lĩnh ngộ bản đồ giúp hắn có tiến cảnh thật lớn. Lục Lâm Thiên từ lĩnh ngộ cảm giác được, đại bi cổ đồ không chỉ tăng cao tâm cảnh đơn giản như vậy, dường như có chỗ tốt khác hắn chưa tìm ra. Cũng không biết qua bao lâu, khí tức Lục Lâm Thiên hơi chấn động, kim mang giống như con rắn nhỏ chui vào trong người hắn, khí tức tự nhiên cũng biến mất. Vô vi tâm, không quan tâm, vô tạp loạn tâm, vô kiến thủ tâm, vô thượng chi tâm. Hai mắt mở ra, Lục Lâm Thiên thì thào, hắn hiểu được gì đó, cười vui vẻ, nói. Ta hiểu rồi, đại bi cổ đồ có thể tăng cường tâm cảnh, ta hiểu rồi. Ầm ầm. Khi Lục Lâm Thiên thì thào, cổ đồ trước mặt tan vỡ, hào quang chói mắt với khí tức cổ xưa xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Trong hào quang này, khí tức quanh người Lục Lâm Thiên chấn động dữ dội, thân hình hắn như lột xác, tất cả bình thường trở lại. Thời điểm Lục Lâm Thiên mở mắt lần nữa, khí tức này trở nên khác biệt, loại khác biệt này người bình thường không thể nhận ra. Mở ra rồi sao? Lục Lâm Thiên thì thào, tâm thần phát hiện cấm chế trên hộp gấm thứ hai đã mở ra. Tâm thần khẽ động. Lục Lâm Thiên lấy hộp gấm ra, ánh mắt đầy chờ mong nhìn hộp gấm này. Xuy xuy. Khi hộp gấm mở ra, hào quang chói mắt bao phủ một cổ đồ, khí tức trên cổ đồ cực kỳ cổ xưa, hào quang chói mắt mang theo tin tức truyền vào mi tâm Lục Lâm Thiên. Đại từ cổ đồ. Sau một lát, Lục Lâm Thiên nhìn cổ đồ trước mặt, đang tìm tòi tin tức mới thì hắn nhíu mày, tâm thần chấn động, phát hiện bên ngoài có việc, bằng không Thái A sẽ không đến đây. Trước khi Lục Lâm Thiên bế quan có nói qua, trừ phi có đại sự, bằng không cứ tìm truy mệnh là được. Sư phụ, Băng Thiên Lý và người quân bộ đến, nói muốn gặp ngươi. Trong đình viện, Lục Lâm Thiên đi ra khỏi thiên trụ giới, Thái A đã sớm chờ ở bên cạnh. Đi, đi ra xem. Lục Lâm Thiên cười cười, hắn đoán ra Băng Thiên Lý mang tới không ít phần thưởng từ quân bộ, một lần đánh chết 100 vạn đại quân Minh Linh, chiến tích này sẽ được khen thưởng không nhỏ. Sau một lát, trong tổng bộ quân đoàn Hùng Phong, Lục Lâm Thiên đi vào đại điện, Truy Mệnh và Phá Thổ đang chờ ở đây. Trong đại điện có hơn 10 người xa lạ đang ngồi đây, cả đám đều mang ngạo khí, Băng Thiên Lý cũng ở trong đó, nhưng xem vị trí và địa vị không cao không thấp. Khi Lục Lâm Thiên và Thái A tiến vào đại điện, ánh mắt đám người kia đánh giá Lục Lâm Thiên. Bái kiến đoàn trưởng, Truy Mệnh, Phá Thổ, Hồ Hải, Nham Sơn đứng lên hành lễ. Miễn lễ. Lục Lâm Thiên phất tay miễn lễ, hắn bước lên phía trước trong ánh mắt đánh giá của đám người kia, trực tiếp không khách khí ngồi lên chủ vị. Khi Lục Lâm Thiên ngồi xuống, ánh mắt đám người kia hơi chấn động, trong lúc mơ hồ dường như còn có chút không vui. Đối với những ánh mắt không vui này, Lục Lâm Thiên nhìn vào mắt, cũng lơ đễnh, ánh mắt từ từ nhìn qua đám người này. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, đại hán đi đầu mặc trường bào rộng bộ dáng chừng 50. Làn da trắng nõn, tuy hắn ngồi đó nhưng toàn thân tỏa ra khí tức lăng lệ, loại này khí tức làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy hơi chấn động. Tuyên cổ cảnh cao giai. Lục Lâm Thiên không khó cảm giác ra, tuy đại hán thu liếm khí tức, nhưng khí tức vô hình đạt tới cấp độ tuyên cổ cảnh cao giai, loại có thực lực cực cao. Sư phụ, nghe nói người đứng đầu tên là Âu Dương Tiễn, là tôn tướng trong liên minh quân bộ, người sau hắn tên là Cô Lang, thứ ba tên là Độc Hạt. Là trung đoàn trưởng quân đoàn Ma Hạt, nữ tử thứ tư là Mộ Linh Lạc, là quân đoàn Thiên Hạp. Lục Lâm Thiên dò xét, Thái A truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Tôn tướng sao? Nghe vậy, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào đại hán trung niên, thì ra là tôn tướng của hai đại liên minh, địa vị cao hơn Băng Thiên Lý một chút. Từ khi Thái A truyền âm, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua Cô Lang ngồi ở vị trí thứ hai, ánh mắt đại hán thu liếm, hơi cúi đầu. Toàn thân có khí tức chấn động kỳ lạ, giống như Cô Lang thoát ly khỏi đàn sói, khí tức cực kỳ lăng lệ. Người thứ ba chính là lão giả đầu trọc, bên tai còn có tóc dài màu tím xóa xuống ngũ quan giống như bị hao tổn,
nhìn có cảm giác dữ tợn, trên người có dấu vết độc khí, hẳn là tu luyện giả tu luyện độc công. Lục Lâm Thiên nhìn cô gái thứ tư, đôi mắt hơi chấn động, Mộ Linh Lạc của quân đoàn Thiên Hạm dường như cực kỳ tuổi trẻ, dung nhan không tính là tuyệt mỹ, cũng có vài phần mỹ mạo, đặc biệt trang phục rất gọn gàng. Lúc này Mộ Linh Lạc ngẩng đầu lên, bốn mắt hai người nhìn nhau, đột nhiên có chấn động linh hồn xuất hiện. Muốn thăm dò linh hồn sao? Lục Lâm Thiên suy nghĩ, hắn cũng cười lạnh. Trong nháy mắt linh hồn hai người va chạm, giao phong linh hồn rất khó phát hiện, trong đại điện này cũng chỉ có vài người phát hiện dị trạng mà thôi, đại đa số người chỉ cảm thấy hơi có chấn động. Suy suy. Trong va chạm lúc này, linh hồn Mộ Linh Lạc chấn động hơi tán loạn, khí tức âm hàn xen lẫn nóng bỏng làm linh hồn của nàng vô lực phản kháng. Đạp. Vào lúc này, thân hình mềm mại của Mộ Linh Lạc đột nhiên run lên, dưới ghế ngồi có khí lưu khởi động, lập tức tiêu tán không thấy. Ồ! Đôi mắt Mộ Linh Lạc mang theo vài phần kinh ngạc, vừa giao thủ linh hồn vừa rồi, linh hồn của nàng bị đối phương làm chấn động, nàng cũng rơi vào hạ phong. Cũng là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa, linh hồn lực cường hãn khủng bố. Mộ Linh Lạc khiếp sợ cũng kịp phản ứng, đối phương cũng là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa cường hãn. Linh hồn lực mạnh tới mức nàng không thể nhìn trộm. Mộ Linh Lạc linh hồn thăm dò tan tác, lúc này Âu Dương Tiễn, Cô Lang và Độc Hạt Đầu Chọc ba người cũng nhìn ra một chút dấu vết, ánh mắt hơi động. Mộ tiểu thư, ta nói đúng chưa, lục đoàn trưởng cũng không phải dễ trêu mà. Băng Thiên Lý sau lưng Mộ Linh Lạc cười nói. Quả nhiên đúng như Mục tỷ tỷ nói, tu vị niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong có thể chống lại cường giả tuyên cổ cảnh trung giai, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Mộ Linh Lạc vẫn còn khiếp sợ, nói nhỏ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, lại nhìn Mộ Linh Lạc, có phần lăng lệ, nói. Ta cũng không thích có người thăm dò, lúc này đủ rồi, tiếp theo ta không ngại trừng phạt đâu. Đúng như Mục tỷ tỷ nói, làm người cuồng ngạo, nhưng có tiền vốn cao ngạo, nhưng người giỏi có người giỏi hơn, quá cuồng ngạo cũng không tốt, xem người đánh chết trăm vạn minh linh, lúc này ta không so đo với ngươi. Nghe Lục Lâm Thiên nói hơi hung hăng, Mộ Linh Lạc không quan tâm, đôi mắt dễ thương nhíu lại, từ từ nói nhỏ. Thật sao, ta hy vọng ngươi so đo đấy, ngươi đã cuồng ngạo như vậy, cũng không biết lễ phép, ta từ trước đến nay sẽ không quá khách khí. Lục Lâm Thiên nói. Nghe vậy, Mộ Linh Lạc nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Này, ngươi là người thế nào vậy, ai không lễ phép, ta chỉ thăm dò một hai mà thôi, cũng không có ác ý, nếu ngươi chỉ có hư danh. Ta từ xa đi tới nơi này không phải thiệt thòi sao? Chẳng lẽ ta thỉnh ngươi tới? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt. Ngươi! Mộ Linh Lạc trừng mắt Lục Lâm Thiên, nghẹn lời không biết nói cái gì nữa. Đúng là có chút bổn sự, nhưng cũng không biết thực lực có như đồn đãi hay không, dù sao ta cũng không tin. Độc Hạt nhìn Lục Lâm Thiên, ngẩng đầu lên nói một tiếng. Ngươi tin hay không, dường như không quan hệ tới ta. Nếu chư vị chỉ rảnh rỗi tới quân đoàn Hùng Phong làm chút ít chuyện nhàm chán, thứ cho ta không phụng bồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhíu lại, có ý tiễn khách. Khục, nhìn thấy hào khí có chút không vui, Băng Thiên Lý ho một tiếng, đứng dậy giới thiệu đám người Âu Dương Tiễn với Lục Lâm Thiên. Lục đoàn trưởng, ta giới thiệu một chút, vị này chính là Âu Dương Tiễn, là tôn tướng trong liên minh, người thứ ai là cô lang tướng giả, là trung đội trưởng quân đoàn Ma Hạt. Vị này là Mộ Linh Lạc tiểu thư, là ái nữ đoàn trưởng quân đoàn Thiên Hạp, tinh thông luyện khí, cũng có thanh danh hiển hách trong hai đại liên minh. Giới thiệu xong bốn người này, Băng Thiên Lý không giới thiệu người khác, hiển nhiên những người khác địa vị cũng không phải rất cao, chưa tới mức giới thiệu từng người. A hát, ta biết rồi, không biết lần này tới có gì chỉ giáo. Lục Lâm Thiên nghe vậy, phản ứng rất bình thản. Thấy Lục Lâm Thiên phản ứng bình thản. Thậm chí là không quan tâm Âu Dương Tiễn tôn tướng, chuyện này làm cho người tới chấn động. Lục Lâm Thiên phản ứng như vậy trừ Băng Thiên Lý đoán trước ra, tất cả không biết làm sao. Ngược lại Âu Dương Tiễn nhìn qua, nói với Lục Lâm Thiên. Liên minh cử chúng ta tới nơi này chúc mừng lục đoàn trưởng xuất lĩnh quân đoàn Hùng Phong đánh chết bốn tuyên cổ cảnh sơ giai của phệ hồn nhất tộc, trăm vạn đại quân minh linh, thiếu chủ ám linh của phệ hồn nhất tộc. Còn có thành tích phản khống bảo vật phệ hồn khốn linh trận của phệ hồn nhất tộc, hiện tại cả liên minh và cường giả thế giới bên ngoài đều biết thanh danh của lục đoàn trưởng, quân đoàn Hùng Phong hiện tại một lần chiến thành danh rồi. Thật sao? Lục Lâm Thiên nhìn Âu Dương Tiễn, nói nhỏ. Nhưng ta cảm thấy hứng thú với khen thưởng từ quân bộ hơn,
lúc này quân đoàn Hùng Phong tổn hại cực lớn, ta tin tưởng quân bộ nhất định phải đền bù tổn thất mới được. Ha ha, Lục đoàn trưởng tính cách thẳng thắn, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Âu Dương Tiễn nghe vậy mỉm cười, nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lúc này chiến tích quân đoàn Hùng Phong đã kinh động liên minh, đặc biệt là đánh chết thiếu chủ và bốn tuyên cổ cảnh sơ giai của phệ hồn nhất tộc, chiến tích này hiếm thấy trong liên minh, trải qua liên minh thương nghị, quân đoàn Hùng Phong lúc này đây đạt được nhất đẳng công, tất cả ban thưởng nằm trong phạm vi nhất đẳng công, công lao của quân đoàn Thiết Huyết cũng không thể bỏ qua, cũng nhận được nhị đẳng công. Nhất đẳng công. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhíu lại, từ chỗ phá thổ và truy mệnh hắn nghe qua, trong liên minh quân bộ, quân đoàn hoặc người lập công, tổng cộng phong làm tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng, thượng đẳng và đệ nhất năm loại, nương tựa giá trị công huân sẽ nhận được ban thưởng cần thiết trong liên minh. Nhưng vật tu luyện cần thiết trong liên minh đều có giá trị tích phân. Tích phân này dùng giá trị tinh thạch thế giới tính ra, đương nhiên có một ít bảo vật không thể dùng tinh thạch thế giới cân nhắc, cho dù có tinh thạch thế giới cũng khó có thể mua được, là thứ không phải tiền có thể cân nhắc. Vật tu luyện gồm công pháp, linh khí, đan dược, tài liệu luyện khí, thậm chí còn có linh tinh. Nương theo công huân đổi lấy, mà công huân có giá trị khác nhau, tục truyền nói nhiều lập nhiều công lao, vận khí tốt có thể đổi được thông linh bảo khí. Về phần đệ nhất công, nghe nói chưa có bao nhiêu người lập được, Lục Lâm Thiên hiện tại cũng không rõ là khen thưởng gì. Nhưng từ các công huân, Lục Lâm Thiên tính ra hắn có thể đổi không ít tài liệu, linh khí và tinh thạch thế giới, nghe nói dưới tình huống bình thường, các công huân đều có thể đổi lấy 10 kiện áo nghĩa linh khí. Nhất đẳng công AH. Ngược lại đám người phá thổ, phong hỏa, hồ hải, truy mệnh nghe xong liền hưng phấn, nhất đẳng công là không thấp. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên âm thầm suy tư, Âu Dương Tiễn cho rằng Lục Lâm Thiên không hài lòng, nói. Lục đoàn trưởng, nhất đẳng công đã không thấp, công huân cực cao, quân đoàn Hùng Phong sau này tiền đồ bất khả hạng lượng. Ngày khác Lục đoàn trưởng muốn tiến vào trong liên minh quân bộ, bằng vào nhất đẳng công huân cũng dễ dàng, huống chi lúc này quân đoàn Hùng Phong đoạt được 100 vạn linh tinh. Cùng không ít linh tinh tuyên cổ cảnh, xem như thu hoạch cực lớn. Nhất đẳng công thì nhất đẳng công. Lục Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại, tính ra nhất đẳng công đổi được không ít tài liệu và linh khí, về phần áo nghĩa linh khí không có bao nhiêu tác dụng với mình, nhìn Âu Dương Tiễn, Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Vậy đa tạ quân bộ. Lục đoàn trưởng khách khí, hiện tại liên minh quân bộ cử ta đến đây còn có chuyện khác cần thương nghị với Lục đoàn trưởng. Âu Dương Tiễn nói. Lục Lâm Thiên nhíu mày, ánh mắt biến hóa, nói. Tôn tướng đại nhân cứ nói đừng ngại. Ha ha. Âu Dương Tiễn cười cười, nói. Lục đoàn trưởng trở thành đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, quân đoàn Phá Vân sát nhập quân đoàn Hùng Phong, liên minh quân bộ đã đồng ý. Lúc này lục đoàn trưởng đánh chết ám linh của phệ hồn nhất tộc, làm trọng thương phệ hồn nhất tộc, sợ rằng phệ hồn nhất tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên quân đoàn Hùng Phong kế tiếp nên cẩn thận mới được. Hơi dừng lại, Âu Dương Tiễn mỉm cười, tiếp tục nói. Nhưng mà trong thời gian ngắn, phệ hồn nhất tộc có lẽ không thể bứt ra đối phó quân đoàn Hùng Phong, nghe nói chiến trường phía trên, đội hình của phệ hồn nhất tộc đại chiến với liên minh đã tan tác không ít. Ta sẽ chú ý phệ hồn nhất tộc. Lục Lâm Thiên gật gật đầu. Ánh mắt Âu Dương Tiễn hơi động, lại nói. Lục đoàn trưởng hiện tại có được bảo vật phệ hồn nhất tộc phệ hồn khốn linh trận, vật ấy chính là bảo bối của phệ hồn nhất tộc. Phệ hồn nhất tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên quân bộ nguyện ý dùng một kiện áo nghĩa linh khí đỉnh phong đổi vật này với lục đoàn trưởng, còn có linh tinh tuyên cổ cảnh trung giai trong tay lục đoàn trưởng, thứ này rất thưa thớt trong liên minh, nếu lục đoàn trưởng hiện tại không dùng được, cũng có thể đổi bảo vật tương ứng với liên minh, giá trị tuyệt đối sẽ không để lục đoàn trưởng có hại chịu thiệt. Thì ra là đánh chủ ý này. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi trầm xuống. Quân bộ không ngờ lại đánh chủ ý lên linh tinh tuyên cổ cảnh trung giai và phệ hồn khốn linh trận của hắn. Đối với linh tinh cấp độ tuyên cổ cảnh trung giai, Lục Lâm Thiên có thể hiểu, linh tinh cấp độ càng cao càng thưa thớt, minh linh tu vị tuyên cổ cảnh trung giai không phải ai cũng đánh chết được, bởi vậy linh tinh tất nhiên sẽ rất thưa thớt. Không ít tuyên cổ cảnh trung giai muốn luyện hóa linh tinh tuyên cổ cảnh trung giai đột phá, chuyện này làm cho linh tinh ngoài tuyên cổ cảnh trung giai có giá trị cực cao. Trong liên minh quân bộ cũng không nhiều. Nhưng mà đối với phệ hồn khốn linh trận, Lục Lâm Thiên khó hiểu, không biết liên minh quân bộ vì sao đánh chủ ý lên phệ hồn khốn linh trận. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lục Lâm Thiên âm thầm suy tư, giấu giếm nói với Âu Dương Tiễn.
Linh tinh tuyên cổ cảnh trung giai ta còn hữu dụng, cho nên không có ý định hối đoái, nếu cần ta sẽ đổi với liên minh quân bộ, nhưng mà phệ hồn khốn linh trận đã bị ta phá hư, cho nên đã tan rã, hiện tại ta muốn đổi áo nghĩa linh khí đỉnh phong cũng không được. Cái gì, phệ hồn khốn linh trận bị hư hao, còn tan rã? Nghe vậy, sắc mặt Âu Dương Tiễn lập tức khó nhìn. Không sai. Lục Lâm Thiên khẳng định, tuy còn không triệt để luyện hóa phệ hồn khốn linh trận, nhưng Lục Lâm Thiên biết rõ chỗ tốt của phệ hồn khốn linh trận, tuyệt đối không phải một kiện áo nghĩa linh khí có thể so sánh, bởi nó có thể so với thông linh bảo khí. Áo nghĩa linh khí đỉnh phong tuy giá trị xa xỉ, nhưng mà dường như chưa đủ so sánh với phệ hồn khốn linh trận. Trong cảm giác của Đại Hồn Anh, Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, một khi Đại Hồn Anh triệt để luyện hóa phệ hồn khốn linh trận, Đại Hồn Anh sẽ có thêm thủ đoạn cường đại. Huống chi triệt để luyện hóa phệ hồn khốn linh trận sẽ có năng lượng của ngàn vạn tàn hồn, đủ để cho Đại Hồn Anh tăng thực lực lên tới mức khủng bố. Ai? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên xác định, Âu Dương Tiễn thở dài một hơi, khóe miệng run rẩy, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, lập tức nói với Lục Lâm Thiên nói. Lục đoàn trưởng, còn có chuyện khác, nghe băng tướng giả nói trong quân đoàn Hùng Phong có không ít chiến hạm, còn có chiến hạm cấp 5. Theo chúng ta biết, chiến hạm của quân đoàn Hùng Phong chính là chiến hạm Phi Hổ, loại chiến hạm này là một trưởng thượng trong liên minh sáng chế, cực kỳ khó có thể luyện chế, cho dù trong quân đoàn Thiên Hạm, chiến hạm Phi Hổ cũng không nhiều, đặc biệt chiến hạm Phi Hổ cấp 5, quân đoàn Thiên Hạm không có phương pháp luyện chế, nghiên cứu hồi lâu cũng khó luyện chế thành công, vị trưởng thượng kia tung tích không rõ, cho nên liên minh quân bộ hy vọng lục đoàn trưởng có thể xuất ra phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ cấp 5. Đương nhiên, liên minh quân bộ cũng đền bù tổn thất cho lục đoàn trưởng. Chiến hạm Phi Hổ. Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt chớp động, hít sâu một hơi, nhìn Âu Dương Tiễn, ánh mắt âm trầm, nói. Tôn tướng đại nhân, nếu ta không giao ra phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ cấp 5, không biết sẽ như thế nào. Cái này. Âu Dương Tiễn bị hỏi sững sờ, lập tức xấu hổ, nói. Đây là quyền lợi của lục đoàn trưởng, trên nguyên tắc. Nếu lục đoàn trưởng không muốn thì liên minh không can thiệp, nếu đoàn trưởng nguyện ý xuất phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ cấp 5, có điều kiện gì, đại khái có thể bàn bạc với liên minh quân bộ, dù sao tăng cường thực lực của liên minh là nghĩa vụ của nhân tộc. Thực không dám đấu giếm, chuyện chiến hạm ta không thể làm chủ, phương pháp luyện chế chiến hạm này là trưởng bối truyền lại, không được vị đó đồng ý, ta không cách nào giao ra. Lục Lâm Thiên trực tiếp cự tuyệt, chiến hạm Phi Hổ chính là của sư bá Tam Kỳ lão nhân. Lục Lâm Thiên sẽ không giao ra. Này, Lục Lâm Thiên, phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ ngươi có được từ chỗ nào? Theo ta được biết, chỉ có quân đoàn Thiên Hạm mới có phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ, nói, ngươi trộm được từ nơi nào? Mộ Linh Lạc đột nhiên đứng lên trừng mắt hỏi Lục Lâm Thiên, lúc này nàng đến quân đoàn Hùng Phong, mục đích trọng yếu là chiến hạm Phi Hổ. Ta trộm ở đâu thì liên quan gì tới ngươi, quân đoàn Thiên Hạm có phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ. Cần gì phải tới hỏi ta? Lục Lâm Thiên tức giận trừng mắt nhìn Mộ Linh Lạc, nhưng mà trong lòng ngạc nhiên việc quân đoàn Thiên Hạm cũng có được chiến hạm Phi Hổ. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, có lẽ quân đoàn Thiên Hạm có khả năng có quan hệ với Tam Kỳ lão nhân. Ngươi! Mộ Linh Lạc trừng mắt, hừ một tiếng nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, tức giận toàn thân run rẩy, lập tức hít sâu một hơi, nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên! Quân đoàn Thiên Hạm có chiến hạm Phi Hổ chính là do Tam Kỳ trưởng thượng truyền lại, phụ thân ta là đệ tử ký danh của Tam Kỳ trưởng thượng, cho nên biết rõ phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ, nhưng mà phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ cấp 5, lúc trước Tam Kỳ trưởng thượng còn không có nghiên cứu ra, cho nên phụ thân ta không biết, về sau Tam Kỳ trưởng lão mất tích, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ của ngươi từ đâu có được. Thì ra là đệ tử ký danh của Kỳ lão. Lục Lâm Thiên nghe vậy hiểu được, quân đoàn Thiên Hạm quả nhiên có quan hệ với Kỳ lão, có phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ cũng không kỳ quái, về sau Kỳ lão mất tích, đoán chừng đã bị Xích Linh liệt hỏa dây dưa, cho nên khi đó không rõ tung tích của Kỳ lão. Hừ, thì ra chỉ là đệ tử ký danh mà thôi, sư phụ ta tuy không phải đồ đệ của sư tổ, nhưng có quan hệ không tệ với người, phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ cấp 5 mà thôi, cho dù là phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ cấp 6 cũng có. Thái A khó chịu nhìn Mộ Linh Lạc, ánh mắt mang theo ngạo khí. Thì ra có quan hệ với trưởng thượng trong liên minh, địa vị không nhỏ. Nghe vậy, Âu Dương Tiễn, Băng Thiên Lý, Phá Thổ, Truy Mệnh, Cô Lang âm thầm rung động,
rốt cuộc biết một ít lai lịch của Lục Lâm Thiên. Khó trách Lục Lâm Thiên thiên phú mạnh như thế, nếu trống rỗng xuất hiện, trong lòng mọi người không thể lý giải, mà lúc này nghe có quan hệ với trưởng thượng, trong nội tâm lập tức thoải mái không ít. Thì ra ngươi có quan hệ với Tam Kỳ trưởng thượng. Mộ Linh Lạc nghe vậy, đôi mắt dễ thương sững sờ, lập tức kinh ngạc nhìn qua Lục Lâm Thiên và Thái A. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn Mộ Linh Lạc lần nữa, ngược lại ôn hòa một ít, quân đoàn thiên hạm dù sao cũng có quan hệ với Kỳ Lão, nói. Các ngươi muốn tìm phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ, đại khái đi tìm Kỳ Lão, nhưng mà Kỳ Lão gần đây đang bế quan, đoán chừng các ngươi cũng tìm không thấy, không nên quấy rầy mới tốt. Nhếch miệng, Lục Lâm Thiên nói tiếp. Mặt khác chuyện này ta không nói thêm cái gì, phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ không trải qua Kỳ Lão đồng ý, ta là không thể nào xuất ra, không có việc gì thì ta đi trước. Mọi người có rảnh cứ ở lại quân đoàn Hùng Phong một ít thời gian, có gì cứ tìm Phá Thổ và Truy Mệnh hai vị phó đoàn trưởng là được. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên đứng dậy muốn rời đi, đối với Liên minh quân bộ mà nói, Lục Lâm Thiên cũng có quá nhiều gút mắc. Đối với Liên minh quân bộ có gút mắc với Lục Lâm Thiên mà nói, tự nhận không chiếm được chỗ tốt, hiện tại Lục Lâm Thiên chỉ muốn đặt chân trong quân đoàn Hùng Phong, sau đó hảo hảo lĩnh ngộ tranh thủ đột phá tuyên cổ cảnh. 500 năm sau trở về thiên giới mật địa, đó là bí cảnh của cổ tộc trong thượng thanh đại thế giới, Lục Lâm Thiên vẫn muốn đi vào. Muốn nói bình thường, linh tinh minh linh trong thương khung chiến trường là đại bổ vật tăng cường thực lực, có tác dụng của hỗn độn âm dương quyết, Lục Lâm Thiên tự nhiên không bỏ qua cơ hội này, thương khung chiến trường là nơi tôi luyện rất tốt. Nhưng mà bây giờ đối với Lục Lâm Thiên mà nói đang ở thời kỳ đặc thù, kẹt tại niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong đã lâu. Chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy nên mau chóng đột phá. Cho nên trong khoảng thời gian này, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ phải lĩnh ngộ, mình nên trông coi ba phần đất quân đoàn Hùng Phong là được, Lục Lâm Thiên cũng không muốn có nhiều phiền toái. Quả nhiên đủ cao ngạo, không đem liên minh quân bộ và mọi người đặt vào mắt, không biết có như đồn đãi hay không, có tiền vốn cuồng ngạo, đừng tưởng rằng có quan hệ với trưởng thượng thì không ai làm gì được ngươi, đây chính là thương khung chiến trường. Trưởng thượng không nhất định hữu dụng đâu. Nhìn Lục Lâm Thiên, độc hạt âm dương quái khí nói ra, ngũ quan bị tổn hại đầy khắc nghiệt, ai nghe lời này cũng cảm thấy khó chịu. Lục Lâm Thiên dừng bước, ánh mắt nhìn độc hạt, ngữ khí bắt đầu lăng lệ, nói. Mặt mũi là mình cho mình, nếu không tự trọng, mặt mũi không phải nhặt được. Lục Lâm Thiên, ngươi có ý tứ gì? Độc hạt nghe vậy, lập tức đứng dậy nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt đầy hàn ý. Làm càn trước mặt thiếu chủ, người còn chưa đủ tư cách. Giọng nói đạm mạc vang lên, thân ảnh vô tướng xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn độc hạt, đầy lạnh giá, khí thế tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong phóng thích ra ngoài. Độc hạt cảm ứng được khí tức của vô tướng, khinh thị cười nói. Thì ra là dựa vào che chở mà thôi, có tông lão làm hậu trường thật không giống. Làm càn, vô tướng quát, khí tức tăng lên, hắn muốn ra tay. Lục Lâm Thiên ngăn cản vô tướng, nói. Đằng sau ta không có hậu trường gì cả, ngươi không cần e ngại. Ánh mắt độc hạt hơi động, sắc mặt hơi nhíu lại, nói. Lục Lâm Thiên, lời này có ý gì? Lục Lâm Thiên cười lạnh, nhìn độc hạt nói. Ý tứ rất rõ ràng, nếu ngươi muốn tìm khổ, ta không ngăn cản ngươi. Tốt, tốt. Độc hạt âm dương quái khí nói hai chữ tốt, nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, nói. Vậy là ngươi cố tình, ta cũng muốn biết ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đấy. Đại điện miếu nhỏ của quân đoàn Hùng Phong ta không đủ thi triển quyền cước, đi quảng trường thôi. Lục Lâm Thiên biến mất khỏi đại điện, giọng nói còn vang vọng phía sau. Phong Hỏa, Hồ Hải, thông chi quân đoàn tới quảng trường, cho mọi người quan sát thực lực của người tổng bộ, cũng để mọi người mở mang tầm mắt, không nên làm ếch ngồi đáy giếng. Vâng, đoàn trưởng. Phong Hỏa và Hồ Hải hai người lập tức đáp lời, hai người nhìn nhau, đều cười giả tạo nhìn độc hạt, sau đó nhanh chóng rời đi. Không gian áo nghĩa thật mạnh. Hai mắt Mộ Linh Lạc hơi quái lạ, Lục Lâm Thiên vô thanh vô tức thi triển không gian áo nghĩa làm nàng khiếp sợ, xem ra lĩnh ngộ không gian áo nghĩa không thấp. Nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên rời khỏi đại điện, ánh mắt Băng Thiên Lý hơi động, đứng dậy nói với độc hạt. Độc hạt, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bằng không. Ngươi nhất định sẽ hối hận, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hừ, ta đúng là muốn xem, Lục Lâm Thiên này có lợi hại như ngươi đồn đãi hay không,
ngươi không phải sợ ta thăm dò ra thực lực chân chính của Lục Lâm Thiên, ảnh hưởng công lao của ngươi sao? Độc Hạt Không Phục trợn mắt nhìn Băng Thiên Lý, hắn không tin tưởng một niết bàn cảnh cao giai có thể mạnh cỡ nào, sợ rằng đỉnh cấp cổ tộc cũng không được như thế. Ánh mắt Băng Thiên Lý trầm xuống, mang theo tức giận, nói. Tốt, ngươi không biết tốt xấu, hảo tâm bị xem là lòng lang dạ sói, ngươi muốn tìm tai vạ thì ta không ngăn cản ngươi. Độc công của ta chưa từng sợ ai. Độc Hạt cười lạnh, hắn đi ra ngoài. Đi, chúng ta cùng đi xem. Âu Dương Tiễn cười nhạt một tiếng, cũng hứng thú, đứng lên đi ra ngoài. Trên quảng trường quân đoàn Hùng Phong, bốn phía hội tụ không ít thân ảnh, bóng người rậm rạp vây quanh quảng trường. Trên quảng trường, Lục Lâm Thiên đứng đó, ánh mắt nhìn chung quanh, lập tức nhìn Độc Hạt. Lục Lâm Thiên, ra tay đi, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu thực lực. Ánh mắt Độc Hạt nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, thần sắc âm thầm cảnh giác, Lục Lâm Thiên hiện tại có thanh danh vô cùng to lớn, trên đời này không tự nhiên có gió, hắn cũng không phải người chủ quan, không thể không đề phòng. Nếu ta xuất thủ trước, ngươi không có cơ hội biểu diễn, ở xa tới là khách, ta cho ngươi xuất thủ trước. Lục Lâm Thiên nhìn Độc Hạt, vừa dứt lời, áo bào chấn động, ngạo khí bá đạo lập tức truyền ra. Độc Hạt nghe ra ý tứ Lục Lâm Thiên không đặt hắn trong lòng. Liên tiếp bị coi rẻ làm hắn tức giận, huống chi còn trước mặt bao nhiêu người quân đoàn Hùng Phong. Lục Lâm Thiên ngươi quá kiêu ngạo, ta sẽ cho ngươi biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, độc công của ta không phải dễ trêu. Độc Hạt hét lớn một tiếng, điều động nguyên lực toàn thân, trên trời có mây đen áp đỉnh, độc công tỏa ra ngoài. Là kịch độc, ánh mắt mọi người khẩn trương, không có người không khẩn trương khi đối mặt với độc công, bởi vì độc công là thứ khó phòng bị nhất. Độc công, không biết lão tam thế nào. Khói độc đầy trời, ánh mắt Lục Lâm Thiên hoảng hốt, lão tam rời khỏi linh vũ thế giới, không biết đang ở nơi nào. U độc linh ấn. Trong khói độc đầy trời, Độc Hạt ngưng kết thủ ấn, một đạo thủ ấn sáng ngời như ẩn như hiện, năng lượng đáng sợ xé rách hư không, độc công tỏa ra ngoài. Độc Hạt không nương tay rồi, vừa ra tay đã dùng toàn lực. Tiểu tử Độc Hạt rất âm tàn, rõ ràng cũng không có chủ quan. Đoán chắc không muốn buông tha Lục Lâm Thiên. Ta dám cam đoan, Độc Hạt lão tiểu tử này tự rước lấy nhục, hắn càng hung ác, cuối cùng lại càng thảm. Cô Lang, Mộ Linh Lạc, Băng Thiên Lý ba người nói nhỏ, Âu Dương Tiễn vẫn quan sát quảng trường. Đi! Trong nháy mắt ngắn ngủi, thủ ấn của Độc Hạt đã tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Những người đứng xem hơi gần đều lùi ra xa, dưới độc công như thế, bọn họ không dám đứng gần. Vào lúc này, hai mắt Lục Lâm Thiên hoảng hốt, dường như suy nghĩ gì đó mà thất thần. Xảy ra chuyện gì, đoàn trưởng đang ngẩn người. Không tốt, đoàn trưởng đang làm cái gì? Đám người truy mệnh, phá thổ, phong hỏa thấy thế, ánh mắt đại biến. Ồ, Lục Lâm Thiên không bị hào nhoáng bên ngoài dọa ngốc đấy chứ? Đám người Âu Dương Tiễn cảm thấy kỳ quái. Xoẹt, thủ ấn khủng bố xẹt qua trước người Lục Lâm Thiên, khói độc cuồn cuộn bao phủ toàn thân Lục Lâm Thiên. Khói độc vô khổng bất nhập bao phủ thân hình và linh hồn, lực lượng âm nhu không ngớt, thủ ấn khói độc đến trước người Lục Lâm Thiên, trường bào màu xanh của Lục Lâm Thiên chấn động phất phới. Không tốt. Trong sát na này, rất nhiều ánh mắt đổ mồ hôi lạnh thay Lục Lâm Thiên, ngay cả vô tướng và Thái A cũng kinh ngạc. Hô! Thời điểm này, rốt cuộc Lục Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại, nhớ tới lão tam nên hắn hơi hoảng hốt, nhìn thấy thủ ấn tới trước mặt, ánh mắt cũng trầm xuống. Độc Hạt thật sự khó dây vào, một thân độc công cũng không phải ai cũng chống lại được. Đối mặt với độc công của Độc Hạt, sợ rằng tu vị tuyên cổ cảnh cao giai cũng không muốn dính vào thứ độc ác như thế. Nhưng người khác e ngại độc công, không dám trêu chọc độc công, không có nghĩa là Lục Lâm Thiên cũng không dám trêu chọc. Luận độc công, Lục Lâm Thiên từ khi bắt đầu tu luyện đã tiếp xúc độc công, Đông Lão và Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long mưa dầm thấm đất, Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ với độc công nữa. Hơn nữa thân thể Lục Lâm Thiên đã sớm bị Tiểu Long và Lục Tâm Đồng, Đông Lão rèn luyện qua, mặc dù không dám nói miễn dịch độc công, nhưng mà tuyệt đối không phải độc công bình thường có hiệu quả. Độc công sao, rất lâu rồi ta không có tiếp xúc độc công. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, vừa rồi thất thần, đã tránh cũng không thể tránh, dứt khoát không tránh, Độc Hạt tu vị tuyên cổ cảnh trung giai, tuyệt đối là cọng rơm cứng, không phải thể loại hời hợt. Ngay thời điểm mọi người ngạc nhiên, độc thủ của Độc Hạt đã đánh vào LIG ngực Lục Lâm Thiên. Bành!
Âm thanh trầm đờ upsilon, C vang lên, đám người chung quanh nhìn qua cảnh tượng trước mặt. Hừ, chỉ có hư danh, dọa ngốc rồi. Độc hạt cười to không ngớt, cùng lúc đó khói độc bộc phát va chạm thân hình Lục Lâm Thiên. Độc công, không có gì là ghê cả. Vào lúc này tiếng nói trầm thấp vang lên, Lục Lâm Thiên động, gần trong gang tấc, vung quyền kim quang rạng rỡ, không gian sau lưng hắn tỏa ra kim quang sáng ngời, khí tức lăng lệ tràn ngập uy thế khủng bố, làm cho không người nào không cảm thấy linh hồn run rẩy. Không gian run lên, quyền màu vàng gần trong gang tấc giống như bôn lôi đánh thẳng ra ngoài, năng lượng khủng bố đánh nát hư không, nương theo đó là khí tức khủng bố, quyền kình xuyên phá không gian, dường như có thể làm thiên địa vặn vẹo. Oanh! Ánh mắt độc hạt rung động, hắn căn bản không thể tránh đi, một quyền này đánh thẳng vào ngực của hắn. Một quyền đổi một trường, quyết đấu rất dã man. Quyết đấu như vậy rất hiếm thấy, không có người nào thích kiểu này, trừ phi có lòng tin tuyệt đối vào phòng ngự bản thân, cho dù lực phòng ngự cường hãn cũng không lựa chọn phương pháp như thế, bởi vì rất tai hại. Đối với độc hạt mà nói, hắn càng không lựa chọn phương pháp này, hắn là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa tăng thêm độc công, thực lực rất khó dây vào, cho dù trong liên minh quân bộ, độc hạt cũng có danh tiếng không nhỏ. Nhưng độc hạt hiểu rõ thân thể của mình, thân là tuyên cổ cảnh trung giai, phòng ngự bản thân không kém, nhưng mà so sánh với đồng cấp hắn chỉ có ưu thế độc công, về phần lực phòng ngự sẽ yếu hơn đồng cấp không ít. Độc hạt rất không muốn dùng cách đấu dã man này, nhưng gần trong gang tắc không thể tránh đi, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Lục Lâm Thiên dùng cách này, còn đánh hắn một quyền. Một quyền một trường, vừa chạm tức phân. Đạp đạp, thân hình Lục Lâm Thiên lui ra phía sau, sắc mặt tái nhợt, hắn không lùi tiếp, đá trên quảng trường rạn nứt, lập tức hóa thành cho bụi, cuối cùng hắn chỉ lùi một bước là đứng vững thân hình. Phụt, trong ánh mắt hoảng sợ của nhiều người, thân hình độc hạt bay ngược ra phía sau, không gian chung quanh thân hình vặn vẹo, cuối cùng trực tiếp nổ tung, độc hạt phun máu tươi, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Phanh, thân hình độc hạt nện vào quảng trường, điểm rơi vỡ nát, đá vụn bắn đi như mưa, hắn thật lâu không thể bò dậy. Toàn thân máu tươi đầm đìa. Một chiêu trọng thương độc hạt. Xem độc công của độc hạt như không có gì. Lực phòng ngự thật mạnh, thật sự chỉ có tu vị niết bàn cảnh sao. Đám người sau lưng Âu Dương Tiễn và người của quân đoàn Ma Hạt, quân đoàn Thiên Hạm không ngừng đánh giá Lục Lâm Thiên, bọn họ vô cùng sợ hãi. Đoàn trưởng thật lợi hại A Hát, một chiêu trọng thương độc hạt. Độc hạt thế chính là tuyên cổ cảnh trung giai A Hát, đoàn trưởng quá mạnh mẽ. Người quân đoàn Hùng Phong đang quan sát chiến đấu, không ngừng hưng phấn và kích động. Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm chọc khí, nói với Ma Hạt đang nằm. Trung đoàn trưởng quân đoàn Ma Hạt, độc công không có gì lạ cả. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên lại không quan tâm độc hạt, nhìn bốn phía, lại nói với quân đoàn Hùng Phong. Đệ tử quân đoàn Hùng Phong có thể thấy hay không, quân đoàn chủ chiến cũng không gì hơn thế này, các ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện. Về sau cũng sẽ có ngày hôm nay, cho nên từ hôm nay trở đi, tất cả tu luyện cho tốt đi. Chỉ có cố gắng tu luyện, mới có thể bảo trụ tính mạng của trong thương khung chiến trường. Ta thân là đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, các ngươi là một phần tử của quân đoàn Hùng Phong. Ta sẽ phụ trách với các ngươi, sẽ không biến các ngươi thành pháo hôi, sẽ không để mạng các ngươi chôn vùi trong thương khung chiến trường. Ai dám upsilon quân đoàn Hùng Phong ta, ta là người đầu tiên không khách khí với kẻ đó. Tiếng gầm mang theo nguyên lực rót vào trong tai mỗi người trên quảng trường. Chúng ta thề chết theo đoàn trưởng. Đám người phá thổ, phong hỏa, truy mệnh, hồ hải, nham sơn, bì bang nghe vậy, nhiệt huyết sôi trào, lập tức quỳ một gối cung kính hành lễ. Chúng ta thề chết theo đoàn trưởng. Các đệ tử quân đoàn Hùng Phong chung quanh nghe xong vô cùng cảm động, không nghĩ tới lại gặp đoàn trưởng phụ trách bọn họ, đến thương khung chiến trường, bọn họ có đôi khi hiểu rõ mình chỉ là pháo hôi mà thôi. Biết muốn thoát khỏi thân phận pháo hôi cực khổ cỡ nào. Mà lúc này Lục Lâm Thiên nói những lời như thế, tăng thêm thực lực của hắn đã đổi được lòng trung thành của mọi người tìm được một tín ngưỡng, đều cung kính hành lễ. Tất cả đệ tử quân đoàn Hùng Phong nghe kỹ, từ hôm nay trở đi, tu luyện cho tốt cho ta, nếu ai dám lười biếng, ta sẽ không khách khí với kẻ đó, nghe kỹ hay chưa? Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh, tiếng gầm cuồn cuộn, khí tức vô hình tỏa ra, bá tuyệt nghiêm nghị. Thân hình cao ngất như núi. Tuân mệnh. Đệ tử quân đoàn Hùng Phong chung quanh hô to như sấm rền. Thuật điều khiển người đạt tới mức đăng phong tạo cực, dùng độc hạt thăm dò lôi kéo quân tâm, độc hạt hiện tại thua lớn rồi,
Nhìn chung quanh, Âu Dương Tiễn thì thào. Ánh mắt Mộ Linh Lạc khinh động, nàng nhìn thân ảnh áo xanh trên quảng trường, nói. Tên này có bản lĩnh thật sự. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lại nhìn qua đám người Âu Dương Tiễn, nói. Nếu chư vị có hứng thú, nên ở trong quân đoàn Hùng Phong một thời gian ngắn a. Quân đoàn Hùng Phong cũng tận tình địa chủ, ta còn có việc, trước hết xin lỗi không tiếp được. Vừa dứt lời, áo bào xanh của Lục Lâm Thiên run lên, hắn đạp mạnh xuống đất, nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Không có người nhìn thấy Lục Lâm Thiên lúc quay người sắc mặt tái nhợt, khóe miệng trong lúc mơ hồ còn có một tia máu chảy ra. Hắn ngạnh kháng một kích của độc hạt, Lục Lâm Thiên dù sao cũng là niết bàn cảnh cao giai mà thôi, cho dù có bất diệt huyền thể cùng bất tử thần thể cũng khó có thể chống lại. Tên này quá không lễ phép. Mộ Linh Lạc nhìn Lục Lâm Thiên biến mất, tức giận dậm chân. Ánh mắt Âu Dương Tiễn rung rung, nói với Mộ Linh Lạc. Nhà đầu, người ta đã hạ lệnh trục khách, chúng ta nên đi thôi. Hừ, phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 5, ta nhất định phải lấy được. Mộ Linh Lạc cắn răng, lập tức quật cười nói một câu. Phụt, thân ảnh độc hạt được người của mình nâng lên, trong miệng phun máu tươi lần nữa. Vẻ mặt uể oải cùng thất lạc, đến thời điểm này hắn mới biết được chính mình không nên trêu chọc Lục Lâm Thiên, thương thế trên người phải mất thời gian dài mới có thể khôi phục. Qua hai canh giờ, trong tiểu sảnh, Truy Mệnh, Phá Thổ, Thái A, Vô Tướng, Lý Cụ, Vu Mã Tam Giới, Phong Hỏa, Hồ Hải đang ở đây. Đoàn trưởng, người không sao chớ. Ánh mắt Phá Thổ nhìn Lục Lâm Thiên, quan tâm hỏi thăm, thừa nhận một trưởng của độc hạt, hắn đoán chừng đoàn trưởng không quá tốt. Không có đại sự gì, điều tức một thời gian ngắn là tốt rồi, độc công của độc hạt rất mạnh, các ngươi lần sau nếu gặp gỡ người biết độc công phải chú ý nhiều. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, chống lại một trưởng của độc hạt cũng không có gì, cũng chưa tới mức nghiêm trọng. Sư phụ, ta suy đoán liên minh quân bộ sẽ không bỏ qua phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 5A. Thái A nói. Lục Lâm Thiên nói. Bọn họ muốn, cứ bảo bọn họ tìm Kỳ lão là được. Không cần để ý tới. Tiếng nói dừng lại, Lục Lâm Thiên nhìn qua Phá Thổ cùng Truy Mệnh, Hồ Hải, Phong Hỏa bốn người nói. Giá trị nhất đẳng công huân, các ngươi không có áo nghĩa linh khí, cứ tới quân bộ đổi lấy áo nghĩa linh khí phù hợp đi, còn lại đều đổi lấy tài liệu luyện chế chiến hạm và đan dược. Nhưng mà phải dùng linh tinh đổi. Đa tạ đoàn trưởng. Nghe vậy, Phong Hỏa, Truy Mệnh, Hồ Hải ba người lập tức đại hỉ. Trong bốn người chỉ có Phá Thổ trên người có áo nghĩa linh khí, ba người bọn họ không có. Đoàn trưởng, tài liệu luyện khí dùng linh tinh đổi lấy, có thể chịu thiệt, nhưng chúng ta có hạm đội của mình, chỉ cần dùng tinh thạch thế giới là được, nhưng bản thân chúng ta cũng thiếu tinh thạch thế giới, hiện tại mua sắm hơi phiền toái. Phá Thổ nói. Vậy ngươi ý là? Lục Lâm Thiên hỏi Phá Thổ. Đoàn trưởng, chung quanh có vài quân đoàn nghe nói uy lực của chiến hạm phi hổ chúng ta. Đều có tâm mua sắm, kể cả quân đoàn thiết huyết đều có ý đó, nhưng mà Hàn Minh không tiện mở miệng với đoàn trưởng mà thôi. Phá Thổ nói. Cho nên ta nghĩ, chúng ta có thể duy trì số lượng chiến hạm của mình, luyện chế một ít chiến hạm phi hổ cấp 3 và cấp 4, tin tưởng có thể bán được giá tốt, nói như vậy, tinh thạch thế giới sẽ không thiếu. Cái này. Lục Lâm Thiên do dự một lát, cười nói. Quân đoàn muốn chiến hạm phi hổ nhưng không muốn mua chiến hạm phi hổ. Cứ bảo bọn họ phải cung cấp tài liệu luyện chế, chúng ta lại thu tinh thạch thế giới trả thù lao. Đoàn trưởng có ý kiến rất hay, ha ha. Nghe vậy, Phong Hỏa lập tức cười rộ lên, nói. Nói như vậy, chúng ta đại khái có thể tăng cao tài liệu của bọn họ, nhiều thu tài liệu luyện khí, dù sao bọn họ cũng không biết, đồng thời còn có thể thu tinh thạch thế giới, quá tốt. Hắc hắc, Phá Thổ, Truy Mệnh, Hồ Hải cười vui vẻ. Phong Hỏa. Loại hành vi này không tốt, chúng ta đường đường quân đoàn Hùng Phong, há có thể làm chuyện này. Thấy mọi người vui vẻ, Lục Lâm Thiên nghiêm túc nhìn Phong Hỏa, lập tức làm mọi người biến sắc, đặc biệt là Phong Hỏa bắt đầu lo âu. Mà đúng lúc này, Lục Lâm Thiên lại cười vui vẻ, nói với Phong Hỏa. Chuyện này chúng ta biết là được rồi, cũng không nên truyền ra bên ngoài, những tài liệu luyện khí sẽ tiêu hao, quân đoàn Hùng Phong không làm loại chuyện như thế, khục. Phong Hỏa. Truy Mệnh, Phá Thổ nghe xong hiểu ra, lập tức bừng tỉnh. Đoàn trưởng, ta hiểu rồi. Phong Hỏa lại cười gật đầu. Lục Lâm Thiên hé miệng cười cười, tài liệu cần dùng luyện chế chiến hạm phi hổ cho dù đổi ở quân bộ cũng phiền toái, số lượng lớn sẽ khó mua được,
ngược lại quân đoàn khác muốn đổi chiến hạm phi hổ sẽ thuận tiện hơn nhiều, như thế sẽ bảo trì ưu thế của quân đoàn Hùng Phong, chiến hạm cấp 5 sẽ không bán ra. Lần này Lục Lâm Thiên muốn bế quan, Phô tướng chủ động yêu cầu tiến vào thiên trụ giới bế quan, nghe nói hắn cũng có cảm giác đột phá, ý định ăn linh tinh thử đột phá. Chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên cao hứng, nếu Phô tướng có thể thuận lợi đột phá, hắn sẽ tiến lên cấp bậc tuyên cổ cảnh cao giai, trong thương khung chiến trường cũng là cường giả. Thiên trụ giới tầng thứ 7, Lục Lâm Thiên tiếp tục lĩnh ngộ đại từ cổ đồ, nguyên đan chữ vạn phóng thích khí tức man hoang, hắn tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ đại từ cổ đồ giúp Lục Lâm Thiên cảm giác nó khác với đại bi cổ đồ nhưng có điểm giống tới cực điểm, tâm cảnh trên đại bi cổ đồ là vật dẫn, đại từ cổ đồ cũng tiến bộ rất nhanh. Chỗ tốt như vậy Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, nó không thể hóa thành chỗ tốt thực chất ngay, nhưng tuyệt đối đạt được chỗ tốt cực lớn. Phô tướng ở trong thiên trụ giới tầng thứ 4 bế quan, tầng thứ 5 hắn khó chống lại, sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, cho nên tối đa chỉ có thể trèo chống ở tầng thứ 4. Sau khi ăn linh tinh lại thử bắt đầu trùng kích đột phá. Thời gian dần qua, đệ tử quân đoàn Hùng Phong huấn luyện rất chăm chỉ, không có lười biếng, Thái A có đôi khi nghiên cứu trận pháp nghiên cứu được trong mấy ngày qua, mỗi trận pháp hợp kích và quần công thành công, Thái A có cảm giác sung sướng. Trong lúc bất chi bất giác, Thái A đắm chìm vào trận pháp hơn cả tu luyện. Mà Thái A lại ngạc nhiên phát hiện, tạo nghệ linh hồn lại tăng tiến theo trận pháp, hắn rất nhanh trở thành trận sư danh gia. Trong thương khung chiến trường, tiêu điều tiêu sát, năng lượng thiên địa rất yếu. Trong kiến trúc liên tục không ngớt, mấy đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn qua đại hán trung niên thần thái tuấn lãng, trên người hắn có khí tức vô hình, linh hồn chấn động không nhỏ. Độc hạt, người có thể xác định quân đoàn Hùng Phong chính là Lục Lâm Thiên ở thiên giới mật địa đi ra. Trung niên tuấn lãng hỏi người chính giữa, người này chính là độc hạt. Độc hạt nghe vậy. Hắn cung kính với đại hán trung niên. Phượng Tuy đại nhân, lần trước ta cố ý đi quân đoàn Hùng Phong, Lục Lâm Thiên và Thái A tuyệt đối không giả, bọn họ được an bài ở quân đoàn Hùng Phong, nhưng không ngờ tiểu tử kia nhanh chóng trở thành đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong. Ta cũng tự mình thử thực lực của Lục Lâm Thiên, rất mạnh, khó trách có thể đứng đầu cửu hoàng, ở trong thiên giới mật địa đánh chết nhiều chấp pháp đội như vậy, cháu của ta cũng bị đánh chết. Dứt lời, ánh mắt độc hạt dần dần âm trầm, nói. Trong thiên giới mật địa ta không cách nào làm gì được Lục Lâm Thiên, nhưng mà đây là thương khung chiến trường, ta nhất định sẽ báo thù cho cháu của mình, Lục Lâm Thiên phải chết. Cấp trên phong tỏa tin tức, hiện tại rốt cuộc Lục Lâm Thiên tung tích không bao nhiêu người biết, nếu hắn trốn trong quân đoàn, chúng ta muốn tìm hắn không dễ dàng, chỉ trách hắn ưa thích náo động, lúc này không thể buông tha. Ánh mắt Phượng Tuy âm trầm. Phượng Tuy đại nhân, sợ rằng Lục Lâm Thiên không dễ giết, thực lực cực kỳ khủng bố. Tăng thêm hiện tại là đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, chúng ta cũng không cách nào quang minh chính đại đánh chết hắn, nếu hắn chết trong tay chúng ta, chỉ sợ liên minh không bỏ qua chúng ta đâu. Muốn tiểu tử kia chết, biện pháp ở trong thương khung chiến trường không ít, trong thiên giới mật địa sau lưng tiểu tử kia có thế lực khổng lồ, ở thương khung chiến trường đã có không ít người tìm ta, đều có ý đánh chết tiểu tử kia, đây là thương khung chiến trường, muốn tiểu tử kia chết có quá nhiều biện pháp, cấp trên không có khả năng biết rõ. Trong mắt Phượng Tuy bắn ra sát ý âm hàn, hắn nói. Tiểu tử kia bất phàm, muốn giết tiểu tử kia tự nhiên không đơn giản, cho nên chúng ta phải chuẩn bị tốt, ta sẽ thông báo các thế lực lớn thương lượng với nhau, phải một kích tất sát mới được. Trong thiên trụ giới tầng thứ 7 đã trôi qua 3 năm, Lục Lâm Thiên đã mở hộp gấm thứ 3, lần này cũng là cổ đồ, khí tức sát phạt khủng bố từ cổ đồ bạo phát ra ngoài. Tịch diệt cổ đồ này là cổ đồ thứ 3. Hoàn toàn khác với hai bước trước đó, tràn ngập khí tức tịch diệt, sát phạt ngập trời, khí tức này làm Lục Lâm Thiên sinh ra dao động. Khí tức tịch diệt này bị cây đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên áp chế, lúc này Lâm Thiên mới nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhưng hắn vẫn bị dọa đổ mồ hôi lạnh, bức bản đồ thứ 3 ẩn chứa khí tức tịch diệt quá đáng sợ. Lập tức Lục Lâm Thiên mới dần dần từ từ nếm thử lĩnh ngộ cổ đồ thứ 3, khí tức tịch diệt khổng lồ này được Lục Lâm Thiên chú ý. Loại lĩnh ngộ này phải mất 18 năm trong thiên trụ giới mới thoát ra được. Khí tức tịch diệt hóa thành hào quang chui vào mi tâm Lục Lâm Thiên, khí tức trên người Lục Lâm Thiên biến hóa trong vô hình, trong lúc mơ hồ cho người ta cảm giác nguy hiểm. Sau khi lĩnh ngộ tịch diệt cổ đồ, hộp gấm thứ 4 mở ra, cũng không khác suy nghĩ của Lục Lâm Thiên, lại là một cổ đồ, đó là khí tức hung hãn ngập trời, chấn nhân tâm phách,
dùng tu vị tâm cảnh của Lục Lâm Thiên lòng cũng sinh ra dao động. Cổ đồ thứ tư tên là Thô Bạo Cổ Đồ, Lục Lâm Thiên cũng tiến vào lĩnh ngộ. Thời gian 3 năm qua đi, thời gian 3 năm này quân đoàn Hùng Phong xuất hiện không ít đại sự, chung quanh Sơn Mạch Thủy Tinh thỉnh thoảng có minh linh lẻ tẻ xuất hiện, nhưng đều bị quân đoàn Hùng Phong đánh lui. 3 năm qua, quân đoàn Hùng Phong cũng biến hóa không ít, được Thái A huấn luyện, khí tức mỗi người biến hóa rất nhanh. Thời gian 3 năm, Lục Lâm Thiên bế quan trong thiên trụ giới rất lâu, bế quan lần này trong thiên trụ giới đã trôi qua 210 năm. 6 hộp gấm trong nhẫn chữ vật, Lục Lâm Thiên hiện tại đã mở ra 5 cái, bên trong theo thứ tự là Đại Bi Cổ Đồ, Đại Từ Cổ Đồ, Tịch Diệt Cổ Đồ, Thô Bạo Cổ Đồ, còn có Không Diệt Cổ Đồ trong hộp gấm thứ 5. 5 cổ đồ này Lục Lâm Thiên đều bị lĩnh ngộ, mỗi lĩnh ngộ một bức cổ đồ Lục Lâm Thiên có thể cảm giác nội tâm biến hóa, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên cảm giác sau lưng chúng có gì đó, cũng có cảm giác chưa thỏa mãn. Hô! Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm chọc khí, lập tức ánh mắt chấn động, thân ảnh biến mất không thấy. Trong đại điện quân đoàn Hùng Phong, Băng Thiên Lý và Phá Thổ, Truy Mệnh, Phong Hỏa đang nói chuyện phiếm, lúc Lục Lâm Thiên và Thái A đến đại điện. Lập tức đứng dậy ôm quyền nói. Lục đoàn trưởng, ta lại tới quấy rầy. Băng tướng giả không cần khách khí. Lục Lâm Thiên gật đầu, cũng khách khí với Băng Thiên Lý. Theo đám người Thái A và Truy Mệnh nói, 3 năm này Băng Thiên Lý đã trợ giúp quân đoàn Hùng Phong không ít trong quân bộ. Mỗi một lần quân đoàn Hùng Phong cần hối đoái vật phẩm cần thiết, đều có thể có được chỗ tốt lớn nhất. Dù sao Băng Thiên Lý cũng là người của quân bộ, có thể hỗ trợ không nhỏ. Lục Lâm Thiên lập tức ý bảo Phá Thổ và Truy Mệnh, Phong Hỏa, Hồ Hải không cần đa lễ, trực tiếp ngồi vào vị trí thủ tọa, bởi vì Băng Thiên Lý đến, trên đường đi Thái A đã nói rõ chi tiết một lần, trong nội tâm đã có hiểu rõ đại khái. Trong thương khung chiến trường là không gian đại lục thuộc về thương khung minh, cũng là nơi đóng quân của Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới và Thái Hoàng Thế Giới. Mà gần đây bởi vì Minh Linh có Lang Linh nhất tộc cùng Phệ Hồn nhất tộc liên thủ làm cho 3.000 đại thế giới và Thái Hoàng đại thế giới tử thương vô số, nghe nói tuyên cổ cảnh trung giai tổn thất vài người, cho nên đại lục bị Phệ Hồn nhất tộc và Lang Linh tộc chiếm cứ. Trọng thương như vậy Thái Hoàng thế giới và Thượng Thanh thế giới không bỏ qua, lập tức thương nghị và chuẩn bị đại quân chiếm lại. Chiến trường gần đây rất căng thẳng, Thượng Thanh thế giới không thể điều quá nhiều quân đoàn và chiến hạm tới. Bởi vậy không thể không điều quân đoàn tuyến 2 và tuyến 3 tới. Trải qua liên minh quân bộ thương nghị, quân đoàn Hùng Phong cũng thuộc Thượng Thanh Thế Giới, trước đó lần đầu trong Sơn Mạch Thủy Tinh có chút danh tiếng, tự nhiên nằm trong danh sách, còn lần này Băng Thiên Lý phụng mệnh đến đây thông chi quân đoàn Hùng Phong tiến vào chủ chiến trường. Lục đoàn trưởng, ta lúc này đến đây, chính là liên minh. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên ngồi ngay ngắn, Băng Thiên Lý lập tức đứng lên nói, với tư cách người của liên minh quân thuộc. Băng Thiên Lý trên danh nghĩa có địa vị cao hơn đoàn trưởng quân đoàn. Nhưng mà thương khung chiến trường dù sao không phải nơi bình thường, tất cả dựa vào thực lực nói chuyện, so sánh với quân đoàn chủ chiến, ngươi không thể quá tự cao. Huống chi đoàn trưởng quân đoàn chủ chiến đều là tôn tướng, thậm chí nghe nói quân đoàn đỉnh cấp, đoàn trưởng có thể gọi là hoàng tướng, bọn họ mới là lực lượng đỉnh cấp trong thương khung chiến trường. Băng Thiên Lý chưa nói hết, Lục Lâm Thiên đã chen ngang lời Băng Thiên Lý, nói. Băng tướng giả, chúng ta xem như quen biết nhau, tình hình đại khái Thái A đã nói cho ta biết, nói ngắn gọn A, tại sao lại lựa chọn quân đoàn Hùng Phong, theo ta được biết quân đoàn Hùng Phong chỉ là quân đoàn tam lưu, kéo chúng ta lên chiến trường, bảo chúng ta làm pháo hôi sao. Cái này, Băng Thiên Lý xấu hổ cười cười, nói. Lục đoàn trưởng nói đúng, chúng ta quen biết nên không cần khách sáo. Quân đoàn Hùng Phong trước kia có lẽ là quân đoàn tam lưu. Lên chủ chiến chàng chưa tới phiên các ngươi, nhưng mà trong trận chiến Sơn Mạch Thủy Tinh lúc trước, quân đoàn Hùng Phong đã có thanh danh lớn, mặc dù nói danh khí có lẽ không lớn bằng quân đoàn chủ chiến, nhưng mà cũng có người không xem quân đoàn Hùng Phong là quân đoàn tam lưu, cho nên lúc này quân đoàn Hùng Phong sợ rằng không đi không được, liên minh quân bộ thương nghị kết quả không sửa đổi, đây là điều tất cả quân đoàn tuân theo, tuân thủ vô điều kiện. Băng Thiên Lý nói xong, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn qua Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên âm thầm suy tính, trong nội tâm cũng hiểu, lệnh của liên minh quân bộ không thể thay đổi, chính mình không có khả năng cải biến, việc này kết cục đã định. Suy tư một hồi, Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn Băng Thiên Lý nói. Bảo quân đoàn Hùng Phong chúng ta lên chủ chiến tràng, quân đoàn Hùng Phong hiện tại trấn thủ nơi đây phải làm sao?
Điểm này Lục Đoàn trưởng đại khái có thể yên tâm, trong sơn mạch thủy tinh vẫn thuộc về quân đoàn Hùng Phong, lưu lại một ít người trấn thủ là được rồi. Lúc này đây quân đoàn Hùng Phong lên chủ chiến trường, bởi vì quân đoàn Hùng Phong là quân đoàn tam lưu như cũ, cho nên liên minh quân bộ sẽ cung cấp vật tư, ta cũng có mang tới, giá trị xa xỉ. Băng Thiên Lý nói xong, hắn giao ra không ít nhẫn chữ vật, Phong Hỏa thấy thế, hắn nhận lấy mang tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Tâm thần Lục Lâm Thiên quan sát, trong nhẫn chữ vật có không ít đan dược, linh dược, thậm chí là tinh thạch thế giới và tỏa giá khôi lỗi các loại, thật có số lượng không ít giá trị xa xỉ. Không biết lúc này có bao nhiêu người đi. Lục Lâm Thiên thu hồi nhẫn chữ vật, những vật tư này chỉ có ngu mới không cần, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Băng Thiên Lý nói, lúc này Thượng Thanh thế giới chúng ta rút 10 quân đoàn, Thái Hoàng thế giới sẽ dùng đại quân mở đường. Thái Hoàng thế giới. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, bóng dáng tiểu nha đầu xinh đẹp xuất hiện trong đầu của hắn, Bạch Linh và Lục Âm đang ở trong Thái Hoàng thế giới cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, cũng không biết hai người hiện tại thế nào. Lục đoàn trưởng, lúc này 10 quân đoàn là của liên minh chúng ta, do Âu Dương Tiễn tôn tướng thống lĩnh, ta và cô lang dẫn người tới. Trong 10 quân đoàn, vài quân đoàn đều là quân đoàn nhị lưu, thế lực cũng không yếu. Bởi vì 10 quân đoàn không phải chủ chiến, cũng lần đầu tiên hợp tác chiến đấu, bởi vậy cũng sẽ lựa chọn ra phó thống lĩnh quân đoàn, đến lúc đó thuận tiện tác chiến, nếu lục đoàn trưởng có hứng thú, cứ tranh giành là được. Phó thống lĩnh sao? Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, nói nhỏ. Tới lúc đó nói sau, lúc nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt, đoán chừng 9 quân đoàn khác đã xuất phát rồi. Băng Thiên Lý nghiêm túc, nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lục đoàn trưởng. Ta biết rõ quân đoàn Hùng Phong xưa không bằng nay, nhưng mà lúc này đi vào chủ chiến trường, lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc cũng không phải dễ trêu. Tuy lục đoàn trưởng đã đánh bại trăm vạn đại quân minh linh, nhưng ta có thể khẳng định, lần trước lục đoàn trưởng đánh chết trăm vạn đại quân minh linh kỳ thật không tính là chủ lực của phệ hồn nhất tộc. Chủ lực chân chính của phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc thực lực tuyệt đối khủng bố, cho nên lúc này đi tới đó, lục đoàn trưởng nên chuẩn bị tốt. Lần trước liên minh chúng ta hao tổn vài cường giả tuyên cổ cảnh trung giai. Băng Thiên Lý lại ngưng trọng nhắc nhở Lục Lâm Thiên. Chúng ta chỉ tuyên bố trọng thương vài cường giả tuyên cổ cảnh trung giai, nhưng thật ra là sợ ảnh hưởng sĩ khí. Liên minh quân bộ che giấu tin tức, chính thức tổn thất là một tôn tướng tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, thần hồn câu diệt, linh hồn phân thân cũng không thoát, đối với chúng ta và liên minh quân bộ là tổn thất không nhỏ. Tuyên cổ cảnh cao giai cũng bị đánh chết. Lục Lâm Thiên nhíu mày, cường giả tuyên cổ cảnh cao giai trong thương khung chiến trường là cường giả tuyệt đối, có lẽ bởi vì ăn ý nào đó, trong thương khung chiến trường không có cường giả hóa hồng cảnh ra tay, cao nhất chỉ là tuyên cổ cảnh cao giai. Cũng không phải nói thương khung chiến trường cấm tu vị hóa hồng cảnh ra tay, nhưng ăn ý này dù là Thiên La Minh hay thương khung minh vẫn duy trì nó. Có lẽ là ai cũng biết, một khi thương khung chiến trường xuất hiện hóa hồng cảnh, đó là lúc hai bên đại chiến chân chính. Đến lúc đó sẽ là đại chiến hủy diệt tất cả. Đại chiến này cho dù là Thiên La Minh hay Thương Khung Minh đều không muốn xảy ra quá sớm, cho dù sớm muộn cũng diễn ra, cao tầng hai bên biết rõ, nhưng đều không muốn nó diễn ra sớm như vậy. Cường giả tu vị tuyên cổ cảnh cao giai cũng bị hao tổn, Lục Lâm Thiên không khó nhận ra trong lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc có cường giả tuyệt đối, xem ra lúc này hung hiểm hơn đối phó quân đoàn hồn diệt 3 năm trước nhiều. Hôm sau, quân đoàn Hùng Phong phóng lên cao, từng tọa giá khôi lỗi bay lên trời, vô số thân ảnh đứng trên tọa giá khôi lỗi, khoảng chừng 10 vạn tọa giá khôi lỗi bay lên cao, khiến cho không trung xung quanh run rẩy. Trong thương khung chiến trường, tại nơi kỳ lạ có diện tích cực lớn, nghe nói thậm chí không nhỏ hơn đại thế giới, bên trong có vô số đại lục nhỏ và không gian, giống như trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới trong đại thế giới. Khác biệt là trung thiên thế giới và tiểu thiên thế giới trong đại thế giới có khe hở tồn tại, tự ý nào đó là tồn tại độc lập. Đại lục và không gian trong thương khung chiến trường cách xa nhau hư không vô tận, chúng không có khe hở. Trong đại thế giới, người có tu vị khác nhau trong thế giới khác nhau sẽ bị thiên địa áp chế khác nhau, có thiên uy áp chế, ví dụ như niết bàn cảnh trong tiểu thế giới không có biện pháp phát huy thực lực. Nhưng mà trong thương khung chiến trường thì không có chút áp chế nào. Thương khung chiến trường tương tự như đại thế giới, nhưng mà thương khung chiến trường lại không phải đại thế giới. Thương khung chiến trường chỉ là một thế giới chiến trường, lai lịch của thương khung chiến trường không ai biết, cũng không ai nói rõ.
chỉ có một ít cường giả cổ xưa biết một ít tình huống, cũng lưu truyền ra một ít tin tức không rõ thật giả, nói là thương khung chiến trường thật lâu trước kia, đây là khu vực 3.000 đại thế giới đại chiến lưu lại. Đi tới một vùng núi to lớn, quan sát chung quanh không có giới hạn, người có linh hồn lực cao thâm cũng không quan sát hết, trương vùng núi này có khí tức âm hồn, một khi có tử khí tức bên ngoài tiến vào sẽ có phát hiện. Đoàn trưởng, 30 vạn đệ tử trong quân đoàn đã an bài thỏa đáng. Trong đình viện to lớn, Phong Hỏa báo cáo với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật gật đầu. Người quân đoàn khác thế nào? Phong Hỏa gật đầu, nói. Vừa mới thăm dò được 9 quân đoàn khác đã đến, quân đoàn Thiết Huyết, quân đoàn Bạch Ưng, quân đoàn Giã Thú, quân đoàn Tinh Diệu, quân đoàn Linh Hỏa, quân đoàn Húc Phong, quân đoàn Cuồng Sư, quân đoàn Nguyệt Hồng, quân đoàn Lục Linh đều đến Sơn Mạch Ngự Linh. Đều đến rồi sao? Nghe vậy, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn lên trời, từ lời Băng Thiên Lý hắn biết có 9 quân đoàn khác, quân đoàn Thiết Huyết của Hàn Minh cũng ở đây, còn có quân đoàn Bạch Ưng, quân đoàn Giã Thú, quân đoàn Tinh Diệu, quân đoàn Linh Hỏa, quân đoàn Húc Phong, quân đoàn Cuồng Sư, quân đoàn Nguyệt Hồng, quân đoàn Lục Linh 8 quân. Tổng cộng 10 quân đoàn, từ lời Băng Thiên Lý và Phá Thổ, truy mệnh nói cho Lục Lâm Thiên biết, quân đoàn Hùng Phong chỉ là quân đoàn tam lưu mà thôi, các quân đoàn khác đều là nhị lưu. Đương nhiên, quân đoàn Hùng Phong hiện tại tuyệt đối có thể nói là quân đoàn nhị lưu, lúc trước quân đoàn Phá Vân cũng xem như quân đoàn nhị lưu, cho nên hiện tại quân đoàn Hùng Phong trên thực tế là quân đoàn nhị lưu, nhưng mà thanh danh quân đoàn Hùng Phong cũng không vang dội. Băng Thiên Lý nói, Lục đoàn trưởng, ngày mai tất cả đoàn trưởng quân đoàn sẽ tranh đoạt vị trí phó thống lĩnh, nếu Lục đoàn trưởng có hứng thú, ta sẽ an bài một chút. Sư phụ, Thái A nghe vậy, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Như thế nào, người có gì cần nói sao? Lục Lâm Thiên hỏi Thái A. Thái A nói, sư phụ, chức phó thống lĩnh này nên do sư phụ làm, người có bổn sự ngồi lên vị trí phó thống lĩnh mới tốt, vạn nhất gặp phải một bao cỏ ngồi lên, như vậy không chỉ hại chết mình, trọng yếu nhất sẽ hại chết huynh đệ quân đoàn Hùng Phong, huống chi chúng ta không tin người ngoài, không thể giao quân đoàn Hùng Phong cho kẻ khác điều khiển. Lục Lâm Thiên cười cười, nhìn Băng Thiên Lý, nói. Băng tướng giả, vậy phiền toái ngươi đi an bài đi. Ta hiểu, giao cho ta đi, xem ra lúc này chức phó thống lĩnh đã có chủ. Băng Thiên Lý hiểu ý gật gật đầu, lúc này rời khỏi đại sảnh. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, hỏi Thái A. Thái A, người huấn luyện như thế nào rồi? Thái A nghe vậy, hắn nói. Sư phụ yên tâm đi, 3 năm qua đệ tử cũng không có lười biếng. Hiện tại quân đoàn Hùng Phong không dám nói có thể so sánh với quân đoàn cao cấp, nhưng mà đệ tử có lòng tin, đến lúc đó quân đoàn Hùng Phong sẽ không ăn thiệt thòi. Ân, Lục Lâm Thiên gật gật đầu, nói với Thái A. Đợi quân đoàn Hùng Phong đi vào quỹ đạo, sau này ngươi nên rút thời gian lĩnh ngộ, tranh thủ sớm ngày đột phá tuyên cổ cảnh. Đệ tử hiểu, tu luyện chưa bao giờ lười biếng. Thái A gật đầu, lập tức cười nói. Ngày mai phó thống lĩnh không phải sư phụ thì không còn kẻ nào khác. Lục Lâm Thiên nghe Thái A nói thế, sắc mặt nghiêm túc, nói với Thái A. Sơn ngoại hữu sơn, huống chi mọi sự không có tuyệt đối, cho dù gặp kẻ tu vị thấp hơn cũng phải toàn lực. Con hiểu. Nhìn thấy thái độ của sư phụ, thần sắc Thái A cung kính, gật đầu, cũng hiểu lời sư phụ nói, ví dụ như đối thủ của sư phụ, nếu đối đãi sư phụ như người có tu vị niết bàn cảnh cao giai thì kết quả rất bi thảm. Vào đêm, ánh trăng như nước, ánh trăng bao phủ sơn mạch bao la. Đứng trên đỉnh núi cô độc, Lục Lâm Thiên nhìn bầu trời, hắn nhớ lại quá khứ. Không biết mọi người như thế nào rồi. Lục Lâm Thiên thì thào, đại ca, tam muội, Lục Kinh Vân và mấy tiểu gia hỏa, trên linh võ đại lục có không ít người tiến vào 3.000 đại thế giới, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên lo lắng. Ai? Vào thời điểm này, Lục Lâm Thiên đột nhiên quay đầu lại. Khí tức lan tỏa ra các hướng. 10 quân đoàn cường giả như mây, chẳng lẽ người còn sợ Minh Linh đánh lén hay sao? Người tới chính là Mộ Linh Lạc, ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi chấn động, nói nhỏ. Có đôi khi, người một nhà còn nguy hiểm hơn Minh Linh. Người thật quái lạ, nhưng mà ta cũng hiểu. Mộ Linh Lạc quan sát Lục Lâm Thiên, không quan tâm thái độ xa cách người ngàn dặm của Lục Lâm Thiên, nàng đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Nhìn hư không mà Lục Lâm Thiên vừa mới nhìn, nói nhỏ. Ngươi nhìn cái gì thế, sao lại nhập thần như vậy? Không có nhìn cái gì, nhớ tới một ít người mà thôi, không
không biết bọn họ hiện tại thế nào. Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, do dự một chút, hắn cũng nói rõ. Mặc kệ ngươi nhớ tới người nào, cũng không nghĩ quá nhiều, mỗi người đều có đường của mình, ngươi không cách nào an bài cho người ta quá nhiều đâu. Mộ Linh Lạc quay đầu nhìn Lục Lâm Thiên, mái tóc buộc đuôi ngựa đung đưa trong gió, hai mắt sáng như sao trời, nói với Lục Lâm Thiên. Nếu hiện tại có người ngươi suy nghĩ lo lắng, người đó không nhất định đi con đường mà ngươi suy nghĩ. Lục Lâm Thiên nghe vậy, nhìn Mộ Linh Lạc, trong mắt hơi rung động, thì thào. Mỗi người đều có đường mình đi, không ai có thể can thiệp quá nhiều. Nói cái gì đó, ngươi thì thầm một mình sao? Mộ Linh Lạc hỏi Lục Lâm Thiên. Không có gì. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, nói. Quân đoàn thiên hạm là quân đoàn chủ chiến, tới đây làm gì, ngươi tới đây làm chi? Chuyện này tạm thời giữ bí mật, như thế nào, chẳng lẽ ngươi rất ghét gặp ta sao? Mộ Linh Lạc nháy mắt hỏi Lục Lâm Thiên. Với ta không sao, thuận miệng hỏi mà thôi. Lục Lâm Thiên vẫn là không mặn không nhạt. Ngươi thật là, có phải ngươi vĩnh viễn như thế sao, có chút biểu lộ được không? Mộ Linh Lạc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức nói. Ngày mai hình như các ngươi chọn ra phó thống lĩnh, ngươi có lẽ sẽ đi, nhưng mà cũng phải cẩn thận một ít. Quân đoàn Cuồng Sư Hổ Sư, quân đoàn Linh Hỏa Đông Quan Trạch, còn có quân đoàn Lục Linh không dễ chọc. Lục Lâm Thiên, uy, người đi cũng không nói câu nào, người quá không có lễ phép. Mộ Linh Lạc nói xong, lại phát hiện Lục Lâm Thiên đã biến mất, lập tức quát lên, cuối cùng chỉ tức giận rời đi. Cảnh đêm mông lung, chiếu rọi dãy núi Tiêu Điều. Trên đại sảnh, Phượng Tuy ngồi ngay ngắn, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào Độc Hạt, hỏi. Độc Hạt, tất cả như kế hoạch chứ? Sắc mặt tái nhợt của Độc Hạt đã đỡ hơn ít, thương thế bị Lục Lâm Thiên gây ra dường như tốt hơn rất nhiều, đã không có quá nhiều trở ngại, nghe vậy ngũ quan rung lên, càng dữ tợn, nói nhỏ. Đã an bài tốt, quân đoàn Hùng Phong đến Sơn Mạch Ngữ Linh, đoán chừng ít ngày nữa sẽ đi tới Long Tích Đại Lục, trong liên minh quân bộ có không ít thế lực có thâm thù đại hận với Lục Lâm Thiên tiểu tử kia, lúc này không tới phiên hắn lựa chọn, sợ rằng hắn hiện tại chưa biết. Tất cả là do chúng ta an bài. Trên Long Tích Đại Lục có Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc, Lục Lâm Thiên lần trước đánh chết thiếu chủ ám linh của Phệ Hồn nhất tộc, quỷ tộc Phệ Hồn khốn linh trận của Phệ Hồn nhất, đánh chết không ít cường giả Phệ Hồn nhất tộc, đoán chừng Phệ Hồn nhất tộc hận không thể rút gân lột da của hắn. Phượng Tuy cười lạnh, thấp giọng nói nhỏ. Khặc khặc, như vậy giảm bớt không ít công phu của chúng ta, một khi Phệ Hồn nhất tộc biết rõ Lục Lâm Thiên cũng đi. Ta tin tưởng đến lúc đó chắc chắn rất náo nhiệt. Ta đã âm thầm truyền ra tin tức tới Long Tích Đại Lục, tin tưởng thời điểm này Phệ Hồn nhất tộc đã có tin tức rồi, đến lúc đó nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi Lục Lâm Thiên, khặc khặc. Độc Hạt cũng cười lạnh không thôi, cười âm hiểm, nói. Lục Lâm Thiên nếu chết trong tay Minh Linh, thần không biết quỷ không hay, không có quan hệ tới chúng ta, đến lúc đó dù ai cũng không làm gì được chúng ta cả. Sáng sớm. Bình minh xuất hiện trên sơn mạch Ngữ Linh, lúc này sương sớm mờ ảo như tiên vụ, bầu trời quang đãng. Ầm ầm, siêu siêu, từng đạo thân ảnh nhiều như châu chấu không ngừng bao phủ bầu trời. Ngàn vạn thân ảnh lúc này vây quanh một hạp gốc, trong hạp gốc này có nhiều vách đá uốn lượn liên tục không ngớt, rất nhiều thân ảnh tụ tập tại đây. 10 đội hình đứng ở khu vực trung tâm, cũng là nơi các cường giả tụ tập, có người đứng trên không trung, có người đứng trên vách núi. Siêu siêu, mười mấy đạo thân ảnh phóng lên cao, một người đi đầu chính là tôn tướng Âu Dương Tiễn, hắn mặc trường bào rộng, làn da trắng, hơi mập mạp, trong lúc vô hình tỏa ra khí tức lăng lệ tới cực điểm. Sau lưng Âu Dương Tiễn có Mộ Linh Lạc theo sát phía sau, trang phục tinh tế thu hút nhiều ánh nhìn, đôi mắt dò xét chung quanh, tập trung nhìn qua thân ảnh áo xanh. Cô lang đứng sau lưng Âu Dương Tiễn, hắn mặc áo đen và cúi đầu xuống, toàn thân tỏa ra khí tức kỳ lạ và mơ hồ. Giống như con sói thoát ly đàn sói, khí tức hung lệ làm lòng người khiếp sợ. Còn có mấy người đạp không đứng đó, có mấy tuyên cổ cảnh sơ giai, thực lực thấp nhất cũng là niết bàn cảnh cao giai. Băng Thiên Lý tiến lên, nói. Ngày mai thập đại quân đoàn tiến tới Long Tích Đại Lục, hôm nay đoàn trưởng thập đại quân đoàn tranh đoạt vị trí phó thống lĩnh, vị đầu tiên là quân đoàn thiết huyết, Hàn Minh. Vèo. Ở ngọn núi phía đông có một lão nhân bay tới, trường bao rộng. Tóc mai màu trắng, khí tức và năng lượng nóng bỏng bao phủ toàn thân, đoàn trưởng quân đoàn thiết huyết, Hàn Minh. Đoàn trưởng tất thắng.
đám thủ hạ của Hàn Minh không ngừng reo hò cổ vũ. Vị thứ hai, quân đoàn Bạch Ưng, Huyết Ưng. Một tia chớp đỏ như máu xuất hiện bên cạnh Hàn Minh, quần áo đỏ rực như máu tươi, toàn thân tỏa ra mùi huyết tinh nồng đậm, ánh mắt mang theo tinh quang lập lòe. Vị thứ ba, quân đoàn dã thú, Cuồng Thử. Một thân ảnh lướt tới, thân ảnh này nhỏ gầy và lùn, mặt như thiếu niên nhưng sắc mặt như người lớn, hai mắt tỏa ra tinh quang rung động lòng người. Vị thứ tư, quân đoàn Tinh Diệu, Trình Tinh. Một đại hán khôi ngô bay tới, mắt như sao trời, khí tức quanh người từ từ cải biến năng lượng thiên địa. Vị thứ năm, quân đoàn Linh Hỏa, Đông Quan Trạch. Băng Thiên Lý dứt lời, khí tức linh hồn chấn động bao phủ Hạp Cốc, một thân ảnh cao gầy mặc quần áo màu tím xuất hiện giữa không trung. Người này xuất hiện, ánh mắt Mộ Linh Lạc hơi nhìn qua. Vị thứ sáu, quân đoàn Húc Phong, Trương Lăng Phong. Khí tức trầm trọng bắt đầu bạo phát, nam tử lăng lệ sắc mặt dữ tợn lao tới, mang theo sát khí và khí tức vô cùng khủng bố. Vị thứ bảy, quân đoàn Cuồng Sư, Hổ Sư. Giống. Băng Thiên Lý chưa dứt lời, một tiếng hổ gầm vang vọng mây xanh sinh ra, một đại hán thân ảnh to như cây cột xuất hiện, lúc xuất hiện bên cạnh đám người Trương Lăng Phong, khí tức cường hãn bạo phát ra ngoài, khí lưu chấn động làm quần áo đám người Hàn Minh, Huyết Ưng, Cuồng Thử, Trình Tinh, Đông Quan Trạch phất phới. Vị thứ tám, quân đoàn Nguyệt Hồng, Cát Bạch Mị. Thân ảnh thứ tám lướt đi, nhưng lại là bóng dáng xinh xắn uyển chuyển, bờ vai như được gọt thành, eo nhỏ thân thon, lông mày như lông chim chả, da thịt tuyết trắng, dung nhan kiều mị, ánh mắt nhộn nhạo câu dẫn lòng người. Vị thứ chín, quân đoàn Lục Linh, Lục Linh. Khi Băng Thiên Lý dứt lời, chung quanh đang có tiếng náo động bỗng nhiên yên tĩnh, lập tức từng ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn qua một ngọn núi, trên ngọn núi có thân ảnh cao ngất đang đứng, thân ảnh này tỏa ra khí tức lăng lệ tới cực điểm, loại khí tức này bao quanh mọi người, tất cả ảm đạm thất sắc. Xuy, thân ảnh cao ngất đứng đó, hắn đạp không bước đi, chỉ một bước ngắn ngủn ngưng không gian như xúc địa thành thốn, trực tiếp kéo dài qua không gian, một bước xuất hiện bên cạnh Cát Bạch Mị. Làn da của hắn có màu tím vàng, tạo thành nét đối lập rõ ràng với Cát Bạch Mị. Dung mạo của hắn tuấn lãng làm cho Cát Bạch Mị cũng nhìn sang vài lần, mặt như trăng sáng, tóc mai như đao, lông mày như vẽ, nhìn thế nào cũng giống nam tử phong lưu, nhưng trên mặt lại mang theo khí tức lăng lệ tới cực điểm, loại khí tức này cho người ta cảm giác như tới từ cửu u địa ngục, mang theo sát khí, mang theo âm hàn. Lĩnh ngộ không gian áo nghĩa thật mạnh, khí sát phạt cũng rất mạnh. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn thanh niên tuấn lãng kia, cái dung mạo tuấn lãng không dưới Thập Tam và Phi Ưng Lăng Phong, nhưng khí tức sát phạt của người này không phải Phi Ưng Lăng Phong và Thập Tam có thể so sánh, vừa rồi hắn vượt qua không gian, từ đó có thể thấy hắn lĩnh ngộ không gian rất mạnh. Vị thứ 10, quân đoàn Hùng Phong, Lục Lâm Thiên. Băng Thiên Lý cũng giới thiệu người cuối cùng, giữa không trung, Hàn Minh tươi cười, ánh mắt Huyết Ưng, Cuồng Thử cũng sinh ra dị sắc. Đoàn trưởng, tới ngươi rồi. Phá Thổ nói nhỏ sau lưng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười nhạt, hắn điểm chân bay lên không trung, thân ảnh hắn xuất hiện bên cạnh Lục Linh, thân ảnh rơi xuống, vô thanh vô tức, áo bào xanh không phiêu động, lặng lẽ đáp xuống. Đáp xuống không một tiếng động như thế, nhưng lại làm cho Lục Linh phải nhìn qua Lục Lâm Thiên, đôi mắt đen nhánh chấn động. Quân đoàn Bạch Ưng tất thắng. Quân đoàn Cuồng Sư tất thắng. Đoàn trưởng tất thắng. Khi 10 thân ảnh xuất hiện trên không trung, phía dưới có tiếng hoan hô ầm ĩ, tiếng gầm cuồn cuộn như sấm sét. Mọi người im lặng. Thân ảnh Âu Dương Tiễn bước ra, thân hình hơi mập tỏa ra khí tức uy nghiêm, khí tức này trấn áp tiếng hô của mọi người. Không hổ là cao thủ tuyên cổ cảnh cao giai. Lục Lâm Thiên nói thầm, chiêu này của Âu Dương Tiễn kỳ thực đủ chứng minh thực lực, tu vị tuyên cổ cảnh, mỗi cách một giai là cái hào rộng. Âu Dương Tiễn tu vị tuyên cổ cảnh cao giai hiện tại đã là cao thủ trong thương khung chiến trường. Âu Dương Tiễn nhìn bốn phía, lập tức dùng nguyên lực nói vang vọng cả sơn mạch. Chư vị, ngày mai chúng ta phải đi tới Long Tích Đại Lục, tụ hợp với đại quân Thái Hoàng Thế Giới, báo thù cho đồng bào và minh hữu của chúng ta, Âu Dương Tiễn ta sẽ là thống lĩnh của mọi người. Bái kiến Âu Dương thống lĩnh. Giữa không trung, Hàn Minh, Huyết Ưng, Trình Tinh, Cuồng Thử. Ôm quyền thi lễ. Bái kiến Âu Dương thống lĩnh. Trong sơn mạch chung quanh có tiếng gầm như sấm vang vọng các hướng. Chư vị, đại chiến sắp tới, hôm nay 10 quân đoàn tuyển ra một vị phó thống lĩnh, để tránh thời điểm ta có gặp phải chuyện không may thì còn có người chỉ huy toàn cục,
quy tắc 10 vị đoàn trưởng hỗn chiến đọ sức, có thể bỏ cuộc, người cuối cùng lưu lại sẽ là phó thống lĩnh, đến lúc đó tất cả quân đoàn không được dị nghị, người vi phạm xử theo quân pháp. Âu Dương Tiễn nói một câu, cuối cùng áo bào vung lên, tuyên bố. Hiện tại đọ sức bắt đầu. Ầm ầm. Khi Âu Dương Tiễn dứt lời, vô số ánh mắt nhìn lên không trung, khí tức vô hình bao phủ sơn mạch ngự linh bao la. Lục Linh, Hổ Sư, Đông Quan Trạch mấy tiểu gia hỏa càng ngày càng mạnh. Mộ Linh Lạc thì thào, khi Âu Dương Tiễn biến mất, nàng không tự chủ nhìn qua thân ảnh áo xanh. Không biết tên này so với Lục Linh ai mạnh hơn. 10 người hỗn chiến, có ý tứ. Lục Lâm Thiên lơ lửng giữa không trung, khí tức chấn động, đối diện 9 cường giả trước mặt, hắn không dám khinh thường, có mấy khí tức làm cho Lục Lâm Thiên âm thầm chú ý. 10 người tranh đoạt vị trí phó thống lĩnh, 10 người hỗn chiến khác với một mình chiến đấu, người thực lực mạnh nhất không nhất định chiến thắng, Upsilon những người khác liên thủ vây công, thực lực càng mạnh càng nguy hiểm, giống như hai quân đánh nhau, bề ngoài quân rất mạnh, nhất định sẽ chiến thắng. Nhưng trong chiến đấu có chút biến cố sinh ra phản ứng dây chuyền sau đó tan tác, trong đó thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, còn có biến cố chiến trường thường xuyên xảy ra. Lục Lâm Thiên suy đoán, Âu Dương Tiễn lựa chọn phó thống lĩnh là cân nhắc cho đại quân, không nhất định thực lực mạnh nhất là có thể thống ngự đại quân, mà là muốn xem thực lực tổng hợp, hai quân chém giết, không phải hai người quyết đấu, đây là hai thái cực khác biệt quá lớn. Suy suy. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, rốt cuộc không gian chấn động, bên cạnh Lục Lâm Thiên, quân đoàn Húc Phong Trương Lăng Phong đột nhiên ra tay đánh thẳng vào Lục Lâm Thiên, hắn lựa chọn đối thủ đầu tiên là Lục Lâm Thiên, nguyên nhân rất đơn giản, Lục Lâm Thiên tu vị thấp nhất ở đây. Quả nhiên bóp quả hồng mềm. Lục Lâm Thiên mỉm cười, dường như không kỳ quái khi Trương Lăng Phong ra tay với mình, thời điểm Trương Lăng Phong đánh ra một quyền, áo bào xanh chấn động, không gian rung động rất mạnh, hắn nhanh chóng né tránh một quyền của Trương Lăng Phong. Một quyền đánh hụt nhưng đánh hư không tan nát thành nhiều mảnh vỡ, lỗ hổng đen kịt mở rộng ra chung quanh. Lục Lâm Thiên tránh được một quyền, linh hồn lực tuôn ra, lập tứ đánh thẳng vào người Trương Lăng Phong, năng lượng linh hồn bàng bạc chút lên người Trương Lăng Phong, lập tức quét qua người hắn. Linh hồn áo nghĩa. Trương Lăng Phong giờ phút này biến sắc, cũng đã không kịp né tránh, bị linh hồn phong bạo quét qua, thân hình bị đẩy lui, thân ảnh sinh ra nhiều tàn ảnh. Long ảnh tí. Lục Lâm Thiên xuất hiện bên cạnh hắn, quanh người sinh ra chấn động không gian, dùng tốc độ không thể tin nổi ngưng tụ ra một quyền, thổ thuộc tính hội tụ vào quyền phong. Ngao! Tiếng long ngâm vang lên, một quyền này ngưng tụ hư ảnh kim long, thân hình khổng lồ đánh thẳng vào người Trương Lăng Phong. Bành! Vào lúc này hư ảnh kim long xuyên thủng qua người Trương Lăng Phong, hào quang chói mắt quét thân hình Trương Lăng Phong bay ra xa, âm thanh trầm đỡ Upsilon, xê như lôi đình vang vọng các nơi. Năng lượng phong bạo khủng bố quét qua các hướng. Trương Lăng Phong không kịp phản ứng, hắn bị đánh thổ huyết bay xuống mặt đất, bụi mù đất đá bắn ra tung tóe. Hừ, liên tiếp hai chiêu, tất cả chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, Trương Lăng Phong tu vị tuyên cổ cảnh trung giai bị đánh bại chỉ trong hai chiêu mà thôi. Thực lực Trương Lăng Phong cũng không chỉ như thế, hắn bại là do quá xem thường Lục Lâm Thiên, thua oan, và cũng thua không oan. Âu Dương Tiễn đứng trên đỉnh núi nói nhỏ với Băng Thiên Lý cùng cô Lang, Mộ Linh Lạc. Ta thua. Trương Lăng Phong bò dậy, ánh mắt chấn động, tất cả chỉ là giao thủ mà thôi, hắn đã thua, nếu vừa rồi đối phương hạ thủ nặng tay, hắn không dễ dàng như vậy, đây chỉ là đọ sức, cũng không phải chiến đấu liều chết, đến trên chiến trường mới thật sự là chiến đấu liều chết. Vù vù. Sau khi không gian yên tĩnh ngắn ngủi, nghe Trương Lăng Phong thừa nhận thất bại. Chung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh, nhiều người không dám tin đây là sự thật. Vào lúc này, đám người cuồng thử, huyết ưng nhìn Lục Lâm Thiên khác với lúc trước. Trong thời gian ngắn ngủi, khi Trương Lăng Phong bị thua, 8 thân ảnh có 6 người hành động, chỉ có Đông Quan Trạch và Lục Linh 2 người không có động tác, cũng không có ai chọn ra tay với hai người bọn họ. Rầm rầm rầm, 6 người đồng thời va chạm một kích, hết sức căng thẳng, nhãn lực không đủ khó mà quan sát trận đấu. Xem rõ ràng là ai đấu ai, khí kình khủng bố quét qua các hướng. Huyết ưng, chúng ta trước liên thủ. Cuồng thử quát lớn, tiếng nói mang theo chấn động linh hồn. Liên thủ với cuồng thử ngươi sao, ta không tin ngươi. Huyết ưng hai tay chấn động, huyết bào mở ra như đôi cánh, mùi huyết tinh tỏa ra các nơi, năng lượng huyết tinh quét qua cuồng thử. Huyết ưng, ngươi là tên hỗn đản,
ta sẽ không để yên cho ngươi. Cuồng Thử hét lớn một tiếng, đột nhiên thân ảnh hóa thành con chuột vàng lớn trăm trượng, trong miệng bắn ra một đao năng lượng màu vàng vào người Huyết Ưng, cả hai bộc phát đại chiến. Không hổ là Cuồng Thử, thiên phú địa cương yêu Cuồng Thử không tệ. Vào lúc này, sau lưng bản thể Cuồng Thử xuất hiện thân ảnh nhanh như điện, bỗng dưng hóa thành thú thể khổng lồ, giống như hổ không phải hổ, giống như sư không phải sư, khí tức hùng hậu như thú vương, đó là sư hổ. Giống. Hổ gầm sư giống chấn vỡ không gian, sư hổ thân ảnh khổng lồ đánh một kích vào người Cuồng Thử. Bành. Cuồng Thử đang đối phó Huyết Ưng, giờ phút này bị hổ sư tập kích đánh bay vào sơn mạch bên dưới, lực trùng kích cực lớn san bằng sơn mạch phía dưới. Hổ sư, Huyết Ưng, hai người các ngươi là vương bát đản đã sớm tính toán tốt muốn âm ta nhìn thấu các ngươi rồi. Cuồng Thử thu thân hình to lớn, hóa thành người lùn bò dậy, ngẩng đầu nhìn hổ sư cùng Huyết Ưng, trong mắt hậm hực. Xoẹt, không gian chấn động, thân ảnh Trình Tinh xuất hiện trước mặt Hàn Minh, một thủ ấn lớn đánh thẳng vào Hàn Minh. Hàn Minh ngưng kết thủ ấn nghênh tiếp. Xùy, vào lúc này, thân ảnh Hàn Minh vừa nghênh tiếp Trình Tinh. Sau lưng có kình phong lăng lệ bộc phá, không cần quay đầu lại Hàn Minh cũng biết người ra tay là quân đoàn Nguyệt Hồng Cát Bạch Mị, đoán chừng Cát Bạch Mị và Trình Tinh đã âm thầm đạt thành ăn ý, muốn liên thủ giải quyết hắn. Ra tay đánh lén cũng không hay. Vào thời điểm này, một đạo thân ảnh áo bào xanh xuất hiện sau lưng Hàn Minh, hào quang màu xanh xuất hiện, phất tay một cái, ánh sáng xanh thôn vệ sinh cơ bạo phát ngập trời, hóa thành một công kích đánh thẳng vào Cát Bạch Mị. Hào quang màu xanh trực tiếp phá hủy công kích đánh lén của Cát Bạch Mị. Không nghĩ tới quân đoàn Hùng Phong Lục đoàn trưởng còn trẻ như thế, còn tu luyện nhiều áo nghĩa như vậy, không hổ là người làm trọng thương phệ hồn nhất tộc, tỷ tỷ ta vô cùng hâm mộ. Cát Bạch Mị cười nói, linh hồn người nghe chấn động. Lúc này thân ảnh Cát Bạch Mị xuất hiện quỷ mị trước mặt Lục Lâm Thiên, trong mắt có chấn động linh hồn tỏa ra. Loại chấn động linh hồn này làm người ta trầm mê vào trong đó, giống như kéo người ta vào vực sâu không đáy. Ai, Mị đại tỷ sai lầm rồi, vận dụng huyễn hồn thuật đối với người khác sẽ hữu dụng, nhưng đối phó tên Lục Lâm Thiên này không dùng được. Trên ngọn núi xa xa, Mộ Linh Lạc lắc đầu thở dài, nàng lúc trước tự mình thăm dò linh hồn lực của Lục Lâm Thiên, cho nên giờ phút này lập tức lo lắng thay Cát Bạch Mị. Cát Bạch Mị mê huyễn, hai mắt Lục Lâm Thiên xuất hiện hoảng hốt và ngây ngốc. Thấy thế, Cát Bạch Mị cười vui vẻ, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt ánh mắt Lục Lâm Thiên bắn ra tinh quang, khóe miệng cười vui vẻ, thời không chung quanh loại y. Linh hồn mê huyễn không dùng được với ta. Không gian áo nghĩa. Sắc mặt Cát Bạch Mị đại biến, nàng không ngờ huyễn hồn thuật của mình lại vô dụng. Phanh. Trong thời gian ngắn, Lục Lâm Thiên bắn ra một đạo năng lượng màu vàng vào người Cát Bạch Mị. Thân hình mềm mại của Cát Bạch Mị rơi xuống, thân hình rơi xuống mặt hồ, mũi chân đạp lên mặt hồ kéo lên một đường thẳng, sóng nước bắn lên cao ngập trời, lúc này sắc mặt vũ mị của nàng tái nhợt. Bành bành! Hiện tại Hàn Minh và Trình Tinh đã ra tay với nhau, giờ phút này năng lượng bùng phát nóng bỏng làm nước bắn lên hóa thành hơi nước. Đạp đạp! Hai người thân hình lảo đảo lui ra sau, dường như bất phân thắng bại. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ mấy hô hấp đã có ba người Cát Bạch Mị, Trương Lăng Phong, Cuồng Thử thất bại. Hiện tại chỉ có Trình Tinh, Hàn Minh, Huyết Ưng, Hổ Sư, Đông Quan Trạch, Lục Linh và Lục Lâm Thiên đang ở giữa không trung. Từng ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên. Ba người bị loại có hai người bị Lục Lâm Thiên đánh bại, chuyện này làm mọi người cảm thấy bị uy hiếp. Thân ảnh Hàn Minh đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, khẽ gật đầu, không nói thêm gì, khí tức nóng bỏng bao phủ toàn thân. Lục đoàn trưởng thật nhẫn tâm, ra tay không khách khí với nữ tử yếu đuối. Cát Bạch Mị ổn định thân hình mềm mại run lên, lập tức quay trở lại quân đoàn Nguyệt Hồng, dõi mắt nhìn Lục Lâm Thiên, âm thanh làm linh hồn người ta tê dại. Lục Lâm Thiên lơ lửng giữa không trung, nói nhỏ. Nữ nhân mới nguy hiểm, càng xinh đẹp, càng nguy hiểm. Đúng vậy, nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm, nhưng ta lại thích nữ nhân xinh đẹp. Ta muốn xem ngươi có bao nhiêu thực lực tranh vị trí phó thống lĩnh với ta. Thú thể khổng lồ của hổ sư vượt qua không gian, lập tức lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Động thủ, sớm giải quyết đi, ngày mai còn đi tới Long Tích Đại Lục đấy. Khi hổ sư hành động, Huyết Ưng lao về phía Trình Tinh. Sư hổ thú sao? Lục Lâm Thiên nhìn bản thể hổ sư lao tới. Long ảnh tí.
Thú thể khổng lồ của hổ sư lao tới, Lục Lâm Thiên vung tay lên, một quyền hoàng kim mang theo long ảnh đánh thẳng tới trước. Ngao! Hoàng kim cự long và thú thể hổ sư va chạm nhau, không gian chấn động thật lớn. Ầm ầm! Lập tức cả hai bị sóng hủy diệt trùng kích vào thân hình. Đạp đạp! Thân ảnh Lục Lâm Thiên bị sóng xung kích đẩy lui, liên tiếp lùi vài bước, thân ảnh không còn thong dong như trước. Lại nhìn bản thể hổ sư, Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Sư hổ thú tu vị tuyên cổ cảnh trung giai kỳ thật rất khủng bố, đặc biệt là man lực, không phải người bình thường có thể chống lại. Quả nhiên có chút thực lực. Thân ảnh to lớn của hổ sư lão đảo ổn định thân hình, đôi mắt to như đèn LED run lên. Hàn Minh, ngươi âm ta. Vừa rồi ngươi còn đánh lén ta đấy. Tiếng nổ trầm thấp vang vọng hư không, huyết ưng cùng trình tinh đỡ upsilon.ng nhau một kích, Hàn Minh nhân cơ hội tới sau lưng trình tinh. Đánh ra một cột hỏa diễm vào lưng trình tinh. Huyết tinh không gian. Vào lúc này, thân ảnh huyết ưng xuất hiện quỷ mị, dùng thân ảnh hắn làm trung tâm, mùi huyết tinh tỏa ra các hướng, huyết tinh làm linh hồn người ta rung động. Phanh. Thân ảnh huyết ưng sinh ra ánh sáng đỏ rực, hai tay chấn động mang theo năng lực huyết sắc bộc phát, năng lượng huyết sắc đánh thẳng vào người Hàn Minh. Bành bành. Thân ảnh trình tinh rơi xuống đất, Hàn Minh cũng rơi xuống theo sau. Huyết ưng dẫn đầu làm khó dễ trình tinh, mà Hàn Minh thừa cơ đánh lén trình tinh báo thù, kết quả huyết ưng đã sớm tính toán, lại vòng qua đánh lén Hàn Minh, liên tiếp công kích chỉ trong nháy mắt. Đoàn trưởng tốt lắm. Trăm vạn đệ tử quân đoàn Bạch Ưng hò hét khi huyết ưng bạo phát. Trình tinh hậm hực bò dậy, nhìn qua Hàn Minh đang đứng lên, nói. Đáng đời, mình cũng bị âm, bị tiểu tử huyết ưng kia kiếm tiện nghi, sớm biết như thế chúng ta liên thủ đối phó hắn. Bỏ đi, tiểu tử huyết ưng còn không có dùng toàn lực, chúng ta liên thủ cũng khó có hiệu quả. Hàn Minh vỗ vỗ bùn đất, ánh mắt đảo qua hổ sư và thân ảnh áo xanh, lại nhìn Lục Linh cùng Đông Quan Trạch không nhúc nhích, nói. Thất bại cũng tốt, dù sao cũng không kiên trì đến cuối cùng, sợ rằng chỉ có 2-3 người tranh giành mà thôi. Giống, tiểu tử, thực lực không tệ, nhưng còn không phải đối thủ của ta. Hổ sư gào thét. Trong quân đoàn cuồng sư hoan hô điếc tai. Đoàn trưởng cố gắng lên, đánh bại hổ sư. Quân đoàn hùng phong, đám người phá thổ hò hét không thua quân đoàn cuồng sư. Oanh! Hổ sư đánh một chảo lên người Lục Lâm Thiên, đánh nát không gian chung quanh Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cũng bị xé nát, thân hình nổ tung, không gian tiêu tán không còn gì. Tàn ảnh, rất nhanh. Một chảo đánh xuống không còn lại gì, chỉ là tàn ảnh của Lục Lâm Thiên. Không gian chấn động, thân ảnh Lục Lâm Thiên áo xanh xuất hiện trước mặt hổ sư. Khi hắn xuất hiện, trong tay Lục Lâm Thiên ngưng tụ ấn quyết huyết sắc, khóe miệng cười vui vẻ, lập tức công kích thẳng vào hổ sư. Đột nhiên một đạo khí thế lăng lệ bộc phát, có tiếng long phượng sư hổ thú cùng giống vang, uy áp khủng khiếp áp chế hổ sư, linh hồn hổ sư rung động không thể làm gì. Đi xuống đi. Lục Lâm Thiên lập tức đánh ra một quyền vào người hổ sư. Hổ sư lúc này giống như bị trúng định thân thuật, hắn không cách nào nhúc nhích thân hình hay phản kháng. Rầm rầm rầm. Chỉ trong thời gian ngắn, Lục Lâm Thiên đánh 3 quyền liên tiếp vào lưng hổ sư, sóng xung kích hủy diệt lập tức quét qua các hướng. Xoẹt. Đưa mắt nhìn khí thế hủy diệt này, thân hình khổng lồ của hổ sư không chịu nổi oanh kích như thế, thân ảnh khổng lồ nện thẳng xuống đất. Bành. Không gian rung rung, hổ sư tới khi rơi xuống đất vẫn không thể động đậy chút nào. Hổ sư bị đánh bại. Chung quanh không ngừng có tiếng nghị luận ngạc nhiên, dường như không ai đoán ra kết quả này, hổ sư của quân đoàn cuồng sư bị Lục Lâm Thiên trà đạp. Đối với đệ tử quân đoàn cuồng sư mà nói danh tiếng đoàn trưởng chính là niềm tự hào của bọn họ, bây giờ bị đánh bại chẳng khác gì thần thoại tan vỡ, mà đệ tử quân đoàn hùng phong lại vô cùng kiêu ngạo. Giống. Hổ sư giống lớn, hắn thu liễm bản thể biến thành đại hán to lớn như cây cột. Ánh mắt lại nhìn qua Lục Lâm Thiên lần nữa, trong mắt mang theo kiêng kỵ. Lực lượng khắc chế và lực công kích mạnh mẽ vừa rồi làm cho hổ sư biết rõ Lục Lâm Thiên thật sự không dễ chọc. 7 người đã thất bại, còn lại 4 người đứng lơ lửng, Lục Lâm Thiên, Huyết Ưng và Đông Quan Trạch cùng Lục Linh không nhúc nhích. Không có người động tới Đông Quan Trạch và Lục Linh, thậm chí không có ý tiếp cận bọn họ. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ hai người này khủng bố. Quân đoàn Linh Hỏa và quân đoàn Lục Linh mặc dù chỉ là quân đoàn nhị lưu, nhưng mà cũng tuyệt đối không có người hoài nghi thực lực Đông Quan Trạch và Lục Linh hai người này. Đồn đãi,
Quân đoàn Linh Hỏa đã từng lấy 100 vạn đại quân trọng thương qua 300 vạn đại quân Minh Linh, đánh chết không dưới 200 vạn đại quân Minh Linh. Đông Quan Trạch tu vị tuyên cổ cảnh trung giai dùng sức một mình đấu với 3 Minh Linh tu vị tuyên cổ cảnh trung giai, cuối cùng còn diệt 2, còn một tên chật vật bỏ trốn. Từ đó về sau, quân đoàn Linh Hỏa chính là tồn tại đỉnh phong trong quân đoàn Nhĩ Lưu, mà có thể so sánh với quân đoàn Linh Hỏa cũng chỉ có quân đoàn Lục Linh. Quân đoàn Lục Linh thời điểm còn là quân đoàn Tam Lưu đồn đãi chiến đấu ở Hắc Linh Đại Lục, 8 vạn đệ tử bị 100 vạn đại quân Minh Linh vây khốn, huyết chiến 3 ngày 3 đêm, 5 vạn đệ tử cuối cùng phá vòng vây và tiêu diệt 100 vạn Minh Linh. Đoàn trưởng Lục Linh, trong chiến đấu bị 2 tuyên cổ cảnh trung giai vây công, vết thương chồng chất, một chân bước vào Diêm La Điện, đã bị giày vò sắp chết, nhưng trong nháy mắt từ sinh tử Niết Bàn đặt chân vô thượng Niết Bàn. Từ đột phá Niết Bàn cảnh cao giai đặt chân đại thừa Niết Bàn, vô thượng Niết Bàn. Sau khi đột phá, Lục Linh dùng loan đao chém giết 2 tên Minh Linh tu vị tuyên cổ cảnh trung giai, dẫn đầu quân đoàn Lục Linh chém giết 100 vạn đại quân Minh Linh, một lần hành động thành danh, khiếp sợ liên minh quân bộ. Đại thừa Niết Bàn, rất nhiều liên minh trưởng thượng thu đồ đệ nhưng bị Lục Linh cự tuyệt. Sau đó quân đoàn Lục Linh Nam Chinh Bắc Thảo, mỗi một trận chiến đều lấy ít thắng nhiều. Đệ tử quân đoàn Lục Linh vô cùng khát máu, hung hãn không sợ chết, quân đoàn Lục Linh cũng dần dần trở thành tồn tại đỉnh phong trong quân đoàn Nhị Lưu. Đoàn trưởng Lục Linh chính là quân hồn, là thần của quân đoàn Lục Linh. Lục Linh là cái tên vô cùng chói mắt trong liên minh quân bộ, được vinh dự trẻ tuổi đỉnh phong trong thương khung chiến trường, có thể đánh đồng với thế hệ trẻ của cổ tộc. Trong liên minh quân bộ vốn có ý phá lệ cho Lục Linh tiến vào thiên giới mật địa lĩnh ngộ. Nhưng Lục Linh không yên lòng quân đoàn Lục Linh, vẫn kéo dài thời gian tới bây giờ chưa đi. Giờ phút này 4 người lơ lửng giữa không trung, từng ánh mắt nhìn 4 người. Tranh đấu chính thức bắt đầu. Đỉnh núi, Âu Dương Tiễn thì thào. Lục Linh, Đông Quan Trạch, Lục Lâm Thiên, Huyết Ưng, không biết cuối cùng ai sẽ thắng. Cô lang thấp giọng nói nhỏ, khí tức cô tịch bộc phát. Nhà đầu, 4 người này ngươi cảm thấy ai sẽ chiến thắng? Lúc này quân đoàn Linh Hỏa cùng quân đoàn Lục Linh đều nghe nói ngươi tới đây, lúc này mới chủ động đến đây. Ánh mắt Âu Dương Tiễn nâng lên, lập tức mang theo vui vẻ hỏi Mộ Linh Lạc. Âu Dương bá bá, bọn họ không có gì với ta, ngươi đừng nhìn ta như vậy có được không? Mộ Linh Lạc nghe vậy, trừng mắt Âu Dương Tiễn, lập tức không tự chủ nhìn lên người Đông Quan Trạch, Lục Linh 2 người, cuối cùng ánh mắt lại rời lên người thân ảnh áo xanh. Suy suy. Sau khi nhìn nhau trong ngắn ngủi, Lục Linh động, ánh mắt trực tiếp nhìn Huyết Ưng. Huyết Ưng ngẩng đầu, khóe miệng cười nhẹ, dường như cũng không muốn bị Lục Linh chú ý tới, nhưng bây giờ không có lựa chọn khác, chẳng biết tại sao Lục Linh lại tìm hắn. Huyết Ưng, ngươi che giấu dường như không ít, ta rất muốn biết ngươi mạnh thế nào. Lục Linh lao tới Huyết Ưng, ra tay gọn gàng, lăng lệ xảo trá. Ta cũng rất muốn biết, vô thượng Niết Bàn có thần thông thế nào. Tâm thần Huyết Ưng chấn động, hắn khôi phục tinh thần, đủ để chứng minh hắn không phải kẻ hời hợt. Huyết tinh không gian. Đối mặt thế công lăng lệ, huyết bào của Huyết Ưng run lên, huyết tinh bao phủ các nơi, mùi huyết tinh ảnh hưởng linh hồn, ảnh hưởng tâm trí, hắn ra tay ngăn cản một chảo đánh về phía mình. Huyết tinh chi lực rất đậm, xem ra giết không ít Minh Linh. Lục Linh quát một tiếng, toàn thân bộc phát sát khí đáng sợ, lập tức phô làm người ta sởn gai ốc. Tóc gáy dựng đứng lên. Xem ra chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thời điểm Lục Linh và Huyết Ưng giao thủ, Đông Quan Trạch nói một tiếng, linh hồn lực bao phủ thân hình Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn thân ảnh trước mặt, thân hình Đông Quan Trạch hơi gầy, lạnh nhạt nói. Cần gì phải lựa chọn, dù sao cuối cùng chỉ có một lưu lại, bắt đầu đi. Đông Quan Trạch đi tới 2 bước, nhìn Lục Lâm Thiên một lát, nói. Mặc kệ chúng ta kế tiếp ai thắng ai thua, chúng ta nên đối phó người tiếp theo, cho nên chúng ta một chiêu định thắng bại đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Một chiêu định thắng bại là lựa chọn không tệ, ta không có vấn đề. Lục Lâm Thiên tươi cười gật đầu. Cái gì, 2 gia hỏa định một chiêu phân thắng bại? Có ý tứ, một chiêu định thắng bại, 2 người rất thông minh. Âu Dương Tiễn nói nhỏ. Thông minh thì thông minh. Chỉ sợ 2 gia hỏa này sẽ lưỡng bại câu thương. Mộ Linh Lạc nói nhỏ, ánh mắt lo lắng. Âu Dương Tiễn có phần có thâm ý nhìn qua Mộ Linh Lạc, nói nhỏ. Yên tâm đi, bọn họ đều có kinh nghiệm chiến trường, loại thời điểm này không gạch đá cùng nát,
chỉ điểm tới là ngừng, xem kỹ xảo ai cao hơn mà thôi. Đông Quan Trạch đã chuẩn bị, dường như ra tay là tuyệt chiêu, xem ra không xem thường Lục Lâm Thiên. Ánh mắt cô lang nhìn Đông Quan Trạch, linh hồn lực chấn động lan tỏa trên người Đông Quan Trạch, hắn ngưng kết thủ ấn, năng lượng kinh thiên động địa từ không gian bạo phát ra ngoài. Đông Quan Trạch từ trước đến nay vẫn cẩn thận, làm việc cẩn thận, Lục Lâm Thiên bất phàm hắn cũng hiểu, cho nên tự nhiên không xem thường Lục Lâm Thiên. Mộ Linh Lạc nói, bành bành, lúc này ở giữa không trung, trong thời gian thật ngắn, Huyết Ưng cùng Lục Linh đã giao thủ mấy chiêu, mùi huyết tinh và khí tức sát phạt bộc phát dữ dội, đại chiến phá hủy hư không, đủ để chứng minh thực lực hai người mạnh mẽ thế nào. Lục Linh khủng bố, Huyết Ưng cũng không tầm thường. Thậm chí giao thủ lúc trước còn chưa dừng toàn lực, lúc này giao thủ với Lục Linh mới lấy thực lực chân chính ra. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khinh động, linh hồn lực Đông Quan Trạch chấn động nhìn như bình thản, kỳ thực mạch nước ngầm mãnh liệt, một khi thành hình, sợ rằng là công kích hủy diệt. Linh hồn công kích sao? Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ, một chiêu định thắng bại. Oanh! Thủ ấn Đông Quan Trạch ngưng kết trong ba hô hấp ngắn ngủi, cuối cùng thủ ấn huyền ảo đánh lên người Lục Lâm Thiên.